niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của ba cõi, cha lành trong bốn loài. Những người quy hướng tin theo, diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ ba của sư tỷ Khoan Kim. Từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ, thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên, sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm tánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi, trong hư không trên đỉnh đầu, từng thấy Bạch Y Đại Sĩ, tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện. Nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh, thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người. Việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy, có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằng tiện trong 3 năm trời. Thêm vào đó, được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng, làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ, lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp. 57. Phật Bồ Tát không phụ người chí tâm. Sư tỷ Khoan Kim trong 3 năm, có một hôm nhận được một lá thơ hẹn giờ, là thơ của con trai lớn ở dưới quê, Ngô Thê gửi lên. Trong thơ nói với bà, đứa cháu nội 10 tuổi bị bệnh với màng não đã 10 ngày, thuốc thang trị liệu không hiệu quả, hiện đang trong trạng thái hôn mê, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, mời mẹ về nhanh. Sư tỷ nghe tin tức, liền đi thỉnh một bức tượng Tây Phương Tam Thánh và một quyển kinh Di Đà, mang theo mỏ chuông, vội vàng về quê. Đến nhà trời đã tối, thấy một thầy thuốc đang khám bệnh cho cháu, lại thấy cháu đang trong cơn nguy cấp muôn phần, tay chân bị co giật không ngớt. Chỉ thấy bác sĩ, thầy thuốc lắc đầu nói, đáng tiếc, lớn như thế này mà không gặp may, sốt cao 40 độ, lại bị co giật, sinh mạng đứa nhỏ này khó mà giữ lại được, tối đa chỉ kéo dài đến sáng mai. So với thằng bé họ Trần ở gần bên, mặc dù cũng đồng một chứng viêm màng não, nhưng thằng nhỏ kia sốt chỉ có 38 độ và không có bị co giật, hy vọng trị khỏi được nhiều hơn. Bác sĩ nói xong liền đi. Sư tỷ Khoan Kim mặc dù nghe những lời nói đó của bác sĩ, nhưng vẫn không nản lòng, lập tức treo tượng Tây Phương Tam Thánh lên, thắp hương đốt đèn, trước tụng một quyển kinh Di Đà và xưng niệm thánh hiệu Di Đà không dứt. Còn kêu con trai, con dâu, ba người luân phiên nhau niệm. Người già thì có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy miệng mũi của thằng nhỏ khô khốc, lại niệm một ly nước lớn chú Đại Bi chế vào miệng nó, miệng mồm liền được thấm nhuần tươi tắn. Thật đúng niệm Phật chỉ sợ tâm không chuyên, nếu có thể chuyên, người nào cũng đều có thể được cảm ứng. Đang lúc ba người niệm đến nửa đêm, thì con dâu bỗng nhiên kêu mẹ chồng một tiếng, nói: lúc con đang nhắm mắt niệm Phật, thì nhìn thấy ba tượng Phật Bồ Tát rất là cao lớn, đều ở trong phòng. Nhưng lúc mở ra thì không thấy nữa, nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy. Thật là không thể nghĩ bàn. Má, má có nhìn thấy không? Sư tỷ nói: rất tốt, rất tốt. Có lẽ thằng nhỏ này được cứu rồi,
Do vì tâm con cung kính niệm, khẩn thiết cầu xin, cho nên sự cảm ứng được giao thông. Con xem, nó bây giờ đã hết co giật rồi đó. Chúng ta tiếp tục thành tâm nữa đi. Sư tỷ Quan Kim, con trai và con dâu, ba người gắng sức gian cầu Phật Bồ Tát. Suốt đêm, tiếng niệm Phật không hề gián đoạn. Phật Bồ Tát thật là không có phụ người chí tâm. Khi trời vừa sáng, con bệnh đã xuất hạn mồ hôi và hạ sốt. Con mắt đã có thể chuyển động, tứ chi cũng đã cử động được rồi. Bỗng nhiên mở miệng kêu lên một tiếng: "Ba nội!" Lúc đó bà nội và ba mẹ của thằng nhỏ đều mừng rỡ, cảm động đến muốn khóc. Ngay lúc đó, ông bác sĩ kia bỗng nhiên đi đến, khám kỹ thằng nhỏ này, cũng rất vui mừng nói: "Chúc mừng, chúc mừng! Thằng nhỏ này đã không còn lo gì đến tính mạng nữa rồi, đã khỏi hơn phân nửa." Nói ra thật có kỳ tích, người bệnh nặng thì chuyển nguy thành an, còn thằng nhỏ bệnh nhẹ hồi trần ở gần bên thì ngược lại đã chết. Tôi vừa được họ mời đến làm giấy khai tử cho nó. Theo lời cha mẹ nó nói, nửa đêm biến chứng, không bao lâu thì tắt thở. Do đây sẵn tiện đến thăm thằng bé nhà các vị. Sư tỷ nói với tôi, thằng cháu trưởng của tôi hoàn toàn nhờ Phật Bồ Tát giáng hiện điềm lành mới được may mắn sống lại. Đến giờ thằng nhỏ này tinh thần bình thường, ngũ quan tứ chi đoan chánh. Nhưng có điều khiến người ta khó hiểu là tại sao trong ba người của chúng tôi chỉ có mình con dâu thấy được Phật Bồ Tát hiện ra, còn hai mẹ con tôi lại không nhìn thấy. Tôi nghe xong giải thích cho bà ta nghe như thế này: do vị sư tỷ lúc đó đã bận trì niệm nước chú Đại Bi và rót từng giọt vào miệng thằng nhỏ, cho nên tâm niệm Phật không được chuyên. Đến như con trai lớn của bà, do vì chưa từng nghe qua pháp môn tịnh độ, không biết được điều hay tốt của niệm Phật, nên chỉ niệm bằng miệng, còn trong tâm thì tán loạn nên không thể thấy được. Còn con dâu của sư tỷ, nó biết nghe lời của sư tỷ, hơn được cái tâm muốn cứu con tha thiết, niệm được tâm và Phật hợp nhau, nhất tâm bất loạn, giống như nước trong trăng hiện, cảm ứng do bởi cái tâm của ta thành khẩn, cho nên không bị cái đau mất con. Đây là một chuyện thật của sư tỷ Quan Kim và con dâu niệm Phật mà được chuyển nghiệp. Chuyện thứ 58. Tai nạn bị treo ở sườn núi, nguy hiểm kinh sợ, rốt cuộc không sao. Tấn Truyền, người con thứ ba của sư tỷ Quan Kim, có thời gian anh ta vừa làm ông chủ, vừa làm công việc đối ngoại. Hồi năm rồi, có một hôm anh cởi một chiếc xe mô tô đến vùng quê ở trong núi sâu thuộc đất Khai Phong để thâu nợ. Lúc sắp về nhà, đi ngang qua một ngọn núi, bên trái là vách núi, bên phải là vực sâu mấy trượng. Xe chạy ngang qua chỗ này, bỗng nhiên bùng một tiếng lớn, bể bánh. Trong chớp mắt, chiếc xe rơi xuống vực sâu, nhưng Tấn Truyền tai mắt nhanh nhẹn. Hai tay túm chặt được một bụi cỏ trúc treo trên sườn núi, không bị rớt theo xe xuống vực sâu. Đất ruộng ở dưới vực có 4-5 người nông phu đang cày ruộng ở đó. Mắt thấy xe rơi xuống, liền la to: "Xong rồi, xong rồi!" Đợi đến lúc lại dựng xe lên xem, thật là kỳ lạ, chiếc xe này vẫn còn tốt y nguyên, không có hư chút nào hết. Những người nông phu đó liền cứu Tấn Truyền đang hôn mê nằm treo trên sườn núi. Sau khi tỉnh lại, Tấn Truyền nhìn sườn núi chỗ mới treo trên đó, ngạc nhiên nói: "Ồ, tôi mới vừa rõ ràng nắm cứng bụi cỏ trúc treo ở sườn núi đó mà, mới không bị ngã rơi xuống đáy vực." Mấy người nông phu đó nói: "Sườn núi này từ nào đến giờ láng lẫy, cỏ trúc ở đâu mà có? Chắc là mắt anh hoa nhìn lộn đấy thôi." Nhưng anh thật là may mắn, từ trước tới giờ, bất kể là đi xe mô tô hay xe đạp mà bị sự cố ở đây, đều không có ai sống sót hết. Trước đây mấy hôm lại có một cô gái cởi xe đến đây bị sự cố, chết ngay đây nè. Tấn Truyền liền kiểm tra xe lại kỹ lưỡng, không có hư chút nào hết, mình mẩy cũng không bị chút thương tích nào, liền cởi xe bình an trở về nhà. Về đến nhà, lập tức chạy lên lầu lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát rất là cung kính, lại kể cho mẹ nghe câu chuyện kỳ lạ của tai nạn xe vừa rồi và lời kể của những nông phu ở đó. Nếu không phải Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện ra một bụi cỏ trúc lớn cho con nắm lấy, thì con và xe đã cùng rơi xuống vực sâu, sớm đã tan xương nát thịt rồi.
cả nhà nghe đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ra cả nắm tay. Nếu không phải Bồ Tát phò hộ cùng với những người nông phu tốt bụng, thì chiếc xe rơi xuống đáy vực như thế làm sao có thể kéo lên được. Sau khi Tấn Truyền thuật lại chuyện nguy hiểm kinh sợ vừa trải qua xong thì có hơi mệt. Lúc ngã nằm xuống trên giường nghỉ thì thần thức liền pháp phới bay đến nơi vừa rơi xe, chỉ thấy một con quỷ nữ mặt mày hung ác, trên đầu kết một sâu tiền mã lớn, chạy tới chạy lui nơi đó. Tấn Truyền sợ quá, bất giác chắp tay lại và xưng niệm: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở trong mộng mà thần thức có thể niệm Phật được thì có thể tiêu tai giải nguy. Tấn Truyền ở trong mộng niệm chưa đến 10 tiếng thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện linh trên hư không, đến gần phía trước dán tờ giấy viết Án Mani Pát Di Hồng trên trán của Tấn Truyền, rồi dùng cây phất trần cầm trên tay phẩy con quỷ nữ biến mất tiêu. Tấn Truyền vừa tỉnh lại, hóa ra là một giấc mộng, nhưng cảnh giới trong mộng anh nhớ rất rõ ràng. Chuyện này chứng minh ai ăn nấy no, tội nghiệp của ai thì người đó phải tự tiêu trừ. Nếu như Tấn Truyền tự mình không có niệm được thánh hiệu Phật Bồ Tát thì không thể tưởng tượng được chuyện ra sao rồi. Đây cũng là chuyện cảm ứng của sư tỷ Khoan Kim dạy con niệm Phật mà được nghiệp theo tâm chuyển. 59. Đứng chắp tay mỉm cười giảng sanh Tây Phương. Việc đau xót thống khổ nhất trong đời không gì hơn chết. Không ai là không biết, cũng không ai có thể tránh khỏi. Do đây Đức Thế Tôn với tâm từ bi vô hạn, không hỏi mà tự nói, giới thiệu ra pháp môn tịnh độ, dạy người tin sâu, nguyện thiết, chuyên cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nên biết, việc giảng sanh Tây Phương cần phải ở nơi một điểm cuối cùng của tự bản thân là chủ yếu, đồng thời cũng phải cần các điên hữu trợ niệm đúng pháp. Nhưng mà lục thân quyến thuộc thường không có biết trợ giúp niệm Phật để đưa thần thức của người mất giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hưởng thọ sự an lạc mãi mãi, mà ngược lại đau xót, khóc lóc, kêu la, đẩy thần thức của người mất rơi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu sự khổ sở lâu dài, đau thương vô cùng. Nay lại đưa ra đây một chuyện niệm Phật được giảng sanh, một chuyện thật, đứng mà hóa sanh Tây Phương như sau. 10 năm trước đây, cư sĩ Lại Luyện Đương từng nói với tôi một kỳ tích giảng sanh. Ông ta nói gần nhà của ông có một vị sư tỷ tên Ấu, đã 68 tuổi. Bà bình thường không biết chữ, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Bà chỉ có một cô con gái nên gả con bác sĩ. Phật thất hai mùa xuân thu của chùa Linh Sơn bà đều tham gia. Thấy các bạn đồng tu nam nữ đều mặc áo tràng trang nghiêm tề chỉnh, một hôm liền nói với con rể rằng: chiếc nhẫn vàng này của má, con đem đi bán giùm cho má. Con rể hỏi: má già rồi đâu có dùng tiền làm gì, phải bán chiếc nhẫn làm cái gì? Bà liền đáp rằng: má rất mong có một cái áo tràng, kỳ đã Phật thất sắp đến rồi, má cần mặc để tham gia Phật thất. Con rể hỏi bà: áo tràng cần bao nhiêu tiền, con mai cho má, hoặc mua là được rồi, không cần bán chiếc nhẫn vàng đâu. Sư tỷ Ấu nói cần 200 đồng. Sáng sớm ngày thứ nhất của kỳ Phật thất, sư tỷ Ấu liền tắm rửa, mặc chiếc áo tràng mới may, chuẩn bị trước thắp hương, đốt đèn lại Phật ở nhà, rồi đi chùa Linh Sơn đã Phật thất. Lúc đó gần nhà có một vị liên hữu là A Tam Muội dậy sớm, liền đến hẹn với sư tỷ cùng đi đã thất. Sư tỷ Ấu nói: A Tam Muội à, cô đi trước đi, tôi phải lại Phật ở nhà trước. Sau khi A Tam Muội đi, sư tỷ Ấu mặc áo tràng vô cùng vui vẻ, quỳ xuống lại Phật ba lại, xong ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng thánh tượng thì thấy tượng Tam Nguyên chuyển động vòng tròn, đồng thời khói hương trong lò hương cũng chuyển động. Trong lòng không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, mà càng nhìn thì càng chuyển. Sư tỷ Ấu nghĩ không ra tại sao, mặc nguyên áo tràng đến mấy nhà liên hữu ở gần, mời họ đến xem tại sao Tây Phương Tam Thánh và Lư Hương đều quay vòng. 4-5 vị liên hữu theo bà đến nhà, mọi người đều nói không thấy gì. Lúc các vị liên hữu cùng nhau đồng lời nói, nhưng không thấy sư tỷ Ấu trả lời. Quay lại nhìn thì thấy sư tỷ Ấu đứng yên không nhúc nhích,
hai tay chắp lại mỉm cười quy tay rồi. Các vị liên hữu tức thời đúng như pháp trợ niệm cho sư tỷ và bảo người nhà không được khóc mà cùng trợ niệm, lại kêu con rể của sư tỷ đến chùa Linh Sơn mời A Tam Muội đồng về trợ niệm. Lúc con rể sư tỷ đến chùa gặp được A Tam Muội, nói với cô: má tôi đã giảng sanh Tây Phương, mời cô về trợ niệm. Thì A Tam Muội làm sao chịu tin, do vì cô ta sáng nay còn gặp sư tỷ ấu, lại còn hẹn với sư tỷ đồng đến chùa Linh Sơn tham gia Phật thất mà. Chuyện kỳ tích giảng sanh Tây Phương này tôi cũng có hỏi qua sư tỷ A Tam Muội, chứng minh đích xác, không có nửa câu giả dối. Truyện thứ 60. Hiện bốn tướng lành nhất định vãng sanh Tây Phương. Người không tin Phật không sanh vào nhà ta, ông Lữ dạy con đời đời được vinh hoa. Hai câu trước là nói về ông Lữ Mông Chánh đời Tống. Ông là một vị Phật tử thuần thành, mỗi ngày vào sáng sớm khi lại Phật lại Tổ đều lấy hai câu này làm câu cầu nguyện sau cùng của thời khóa hàng ngày. Hai câu sau là người đời sau khen ngợi ông Lữ dạy con có phương pháp. Tứ đại đồng đường, tức bốn thế hệ, gồm ông bà cố, ông bà nội, bố mẹ, con cái ở chung trong một gia đình. Hưởng lộc đều là đệ tử Tam Bảo, vinh hoa phú quý làm quan đến chức tể tướng. Lời tục ngữ nói rất hay: gia đình muốn hưng thạnh, hãy nhìn xem con cháu. Mỗi gia đình đều có con cái, đều mong ước chúng trở thành hữu dụng. Nhưng hiện đang đời mặt pháp, có thể có được mấy người giống như ông Lữ dạy dỗ cháu con học Phật để được nhờ lợi ích của Phật pháp? Thật có thể nói là ít thấy như lông chim phụng sừng kỳ lân. Mặc dầu là ít có khó được, nhưng Bút Giả, tức bà Kháng Trị, rốt cuộc đã thấy được một vị. Ông ta chính là cư sĩ Lâm Thanh Giang mới vãng sanh gần đây. Tuy không có tài hoa như ông Lữ, nhưng sự dạy dỗ con cháu học Phật giúp đỡ cho ông vãng sanh lúc mạng chung, hiện được tướng lành không thể nghĩ bàn, thật đáng quý, khó thể có được. Sự thật như sau: lão cư sĩ Lâm Thanh Giang, quê của ông ở một làng bên bờ biển ở Ngô Thê, hiện ở số 15 đường Đại Trí, thành phố Đài Trung. Ông tự kể lại, khi mới vừa sinh ra đời đã chịu một tai nạn lớn. Do vì nhà ông ở bên bờ biển, ông mới sanh 20 ngày bị trời mưa lâu, nước biển dâng lên, có mấy làng đã bị nước biển dâng lên cuốn đi, biến thành biển cả mênh mông, không nhìn thấy bờ mé. Cả nhà ông ta vội vã dùng chiếc bè tre đánh cá, chất hết người cả nhà và lương thực lên trên chiếc bè tre đó, mặc cho nước cuốn trôi. Trong đó có một người sản phụ bồng một đứa trẻ chưa đầy tháng, đó là Lâm Thanh Giang. Ở trên chiếc bè tre đó trôi nổi 20 ngày, thật là 9 phần chết, 1 phần sống. Vượt qua lần tai nạn này, có người nói: nạn lớn mà không chết, ắt có phúc về sau. Cái hạnh phúc đó của Lâm lão cư sĩ là cái gì? Có lẽ chính về việc về già được sự lợi ích do học Phật nghe pháp. Lâm lão cư sĩ tư chất thông minh tự nhiên, tuổi thiếu niên đi học rất có trí nhớ, phần lớn những sách đọc qua rồi thì không quên. Cho nên những thứ ông đã học như địa lý, y học, số mạng, bốc thuật tức coi bói, tướng thuật và thơ văn, thảy thảy đều giỏi, có thể cùng với người nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được. Mặc dù nghề nghiệp của ông là buôn bán, nhưng nếu có thời gian rảnh, ông liền khám bệnh bốc thuốc cho người, bất kể là trị những chứng bệnh khó khăn gì. Phần nhiều là thuốc đến là hết bệnh, cho nên những bệnh nhân được trị khỏi khắp nơi rất nhiều. Hết thảy đều là kết duyên, không bao giờ nhận tiền của ai. Cho nên ở trong làng, những bà con bạn bè đều khen ông là đệ nhất thiện nhân. Do bởi nhân duyên làm lành mà vốn dĩ y theo nghề tháng năm sanh của ông tự coi số, thì thọ mạng tối đa của ông là 54 tuổi, so với lúc ông vãng sanh hồi năm ngoái là 79 tuổi, tính ra là thọ thêm được 2 kỷ. Nếu như không thọ thêm 24 năm thì cũng đã sớm giống như những người thường đi vào luân hồi lục đạo rồi. Cơ duyên học Phật của Lâm lão cư sĩ
là vào lúc nhà ông ở đường Dân Tộc, thành phố Đài Trung, làm hàng xóm với cư sĩ Giang Ấn Thủy. Giang cư sĩ mới rủ ông đi nghe kinh niệm Phật với lão ân sư Lý, tức ngài Lý Bỉnh Nam, rồi thọ đại giới Bồ Tát. Từ đó hai thời khóa sáng tối không gián đoạn, đều là cùng ông bạn già đồng ra vào cùng nhau tu trì. Ông chẳng những tự tinh tấn tu hành, đối với việc dạy dỗ con cái, ông cũng rất chăm chỉ, tạo thành một gia đình Phật tử thuần thành, nhất là đối với đứa cháu nội Diệu Đường càng chú trọng. Đặc biệt mỗi sáng Chủ nhật, vào tuần lễ Đức Dục Nhi Đồng của Liên Xã, ông đều bảo cháu nội Diệu Đường đến tham gia niệm Phật nghe chuyện. Về sau, lại khích lệ cháu nội gia nhập lớp Bổ Túc Quốc Văn. Sau khi học xong lớp Bổ Túc Quốc Văn, lại tham gia đại hội diễn giảng của thanh niên Tân Xuân ở Liên Xã. Diệu Đường trước sau đã có 4 lần kinh nghiệm, đây đều là do sự hung đúc của ông nội. Diệu Đường chẳng những ăn nói lanh lợi, mà còn do cội gốc gia đình có ăn học, được truyền thừa y bát của ông nội. Những sở đắc của ông nội, chí nguyện sau này cũng muốn hành nghề chữa bệnh, làm nghĩa giúp đời, cứu giúp những người bệnh. Lão cư sĩ Lâm Thanh Giang năm rồi 79 tuổi, sức khỏe bỗng suy yếu, tứ đại không điều hòa, nằm bệnh triền miên 6 tháng. Nhưng lúc ông đau đớn vì bệnh, chỉ cần người trong nhà ở trước mặt ông vì ông mà niệm Phật thì ông không có kêu đau gì cả. Về sau, các người trong nhà bèn chia ban ra niệm Phật suốt ngày đêm không ngớt và thỉnh ân sư Vĩnh Công về khai thị cho ông, dạy cho ông buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đến ngày 22 tháng 12 âm lịch lúc nửa khuya, Diệu Đường nhắm mắt niệm Phật bên ông nội, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người muốn xông vào cửa lớn. Nhưng hai bên cửa lớn, phía bên trái có Bồ Tát Già Lam Thánh Chúng đứng, tay cầm đại quang đao, phía bên phải có hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đứng, tay cầm hàng ma chữ. Hai vị Bồ Tát này dùng đại quang đao và hàng ma chữ chặn đứng đám người đó lại rồi đuổi đi. Nhưng không bao lâu lại có một đám người khác đến nữa, liên tiếp 3 lần đều như thế. Diệu Đường nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng, liền biết là oan nghiệp đời trước đến đòi nợ, vị thần hộ pháp của Phật giáo chặn đứng đuổi đi. Sáng sớm lão cư sĩ nói với con dâu, tức mẹ của Diệu Đường rằng tối nay bà sẽ vãng sanh Tây Phương. Diệu Đường liền chạy đến Liên Xã thỉnh các vị trợ niệm, có ban trưởng ban Phủ Đức là Hoàng Thái Vân và một số người đến trợ niệm cho ông. Từ sáng sớm ngày đó bắt đầu niệm, niệm đến hơn 10 giờ tối. Sau khi các vị trong ban hộ niệm đi về thì cả nhà do Diệu Tường hướng dẫn niệm Phật. Không bao lâu, bỗng nhìn thấy một đạo hào quang từ cửa xẹt vào, đối thẳng với tượng Phật A Di Đà, liên tiếp 3 lần phóng ánh sáng như thế. Lúc đó, lão cư sĩ Thanh Giang trên mặt lộ vẻ khoan thai vui vẻ, miệng mỉm cười vãng sanh Tây Phương. Lúc đó đúng 11 giờ đêm. Vì phải sắp đặt bàn linh, đang lúc Diệu Đường muốn đi ra ngoài cửa để đi mua đèn cầy, thì thấy hào quang rực rỡ trên hư không từ hướng Tây chiếu thẳng vào nhà. Vì nhà của ông tòa vị hướng Đông, quay về hướng Tây, lúc Diệu Đường về nhà thì người anh đang niệm Phật bên ông nội nói với Diệu Tường rằng lúc em đi ra ngoài mua đèn cầy, anh đang niệm Phật ở đây thì bỗng có một làn hương thơm bay lại, không phải mùi của đàn hương, cũng không phải là mùi thơm của hoa, mà là mùi thơm rất lạ, ở thế gian này ít có. Hướng về những quỷ thần hung ác nói: thằng nhỏ này phải sống trên dương thế, các người không được bắt nó đi. Nói xong, dùng phất trần lên phẩy một cái, những quỷ thần đó liền biến mất. Người nữ trang nghiêm đó liền hướng về mẹ con của Kim Tinh nói: ngươi phải nên niệm Phật A-di-đà thì con của ngươi sẽ dễ nuôi. Từ đó về sau, sức khỏe thằng bé Kim Tinh được chuyển đổi từ ốm yếu thành mạnh mẽ, vui vẻ, dễ nuôi. Sư tỷ A Thuyên kể đến đây là nói với tôi: sư tỷ kháng kệ à, sư tỷ xem, nếu không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nàng, hiện thân đến giải cứu, thì làm sao có được Kim Tinh ngày nay? Chắc đã chết non 53 tuổi rồi. Tôi liền hỏi bà ta: Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cô ta phải niệm Phật A Di Đà
cô ta có niệm hay không? A Thuyên đáp, em gái tôi vốn không hiểu được A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì. Do vì nó hỏi tôi việc này, tôi liền nói cho nó nghe những điều hay tốt và ý nghĩa của việc niệm A Di Đà Phật. Từ đó mới bắt đầu niệm Phật. Ngày tháng thôi đưa, thời gian như tên, mới nháy mắt mà Kim Tinh đã 17 tuổi rồi và là một thanh niên hiền lành, siêng năng làm việc. Từ sự giới thiệu của Diệu Đường, anh gia nhập lớp Bồ Túc Quốc Văn của Liên Xã ở Đại Trung. Thành tích học tập thuộc hạng giỏi, và anh cũng tham gia 4 lần đại hội giảng diễn của thanh niên Phật giáo Tân Xuân và tham gia hoằng pháp ở thành phố. Đều do từ một tấm lòng thành mà ra. Tại ăn nói lanh lợi, chẳng những từ thân được pháp hỷ xung. Được sự đồng ý của ba mẹ, Thịnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh lớn về lập bàn thờ phụng. Mỗi sáng nhất định phải thành khẩn lễ bái niệm Phật xong mới đi làm. Đây là sự việc của mùa hè năm ngoái. Gần nhà của Nghĩa Hoàng có một nhà nọ dọn về quê ở làng Sa Lộc ở. Bà chủ của nhà này đã được sự khuân tập của Nghĩa Hoàng, hiểu được niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu tai giải nguy, cho nên trong tàng thức đã gieo trồng hạt giống kim cang. Nhưng trong nhà của bà, từ chồng bà trở xuống, mọi người đều không chịu niệm Phật. Chồng của bà làm thợ rèn trong một công xưởng ở Đài Trung. Có một hôm, vì trong công xưởng có nhiều việc, ông chủ kêu ông ta về quê tìm mướn công nhân dẫn lên. Ông này cũng là một người hiền hậu siêng năng, tranh thủ lúc làm việc ca đêm xong, liền ngồi chuyến xe 11 giờ đi về Sa Lộc. Nhưng muốn về đến nhà, nhất định phải đi bộ một tiếng đồng hồ. Lại phải đi qua một con đường sắt xuyên dọc theo bờ biển. Ông này đến Sa Lộc đã hơn 12 giờ, muốn thuê xe taxi. Xe đòi giá 20 đồng, nhưng ông từ trước đến giờ rất hà tiện, không cam lòng tiêu xài 20 đồng, nên tự đi bộ về nhà. Lúc đi đến chỗ xa xa phía trước là con đường sắt, thì nghe tiếng nỉ non khóc lóc của một người con gái. Lúc đi đến gần đường sắt thì thấy cô gái đó khoảng 16-17 tuổi, ngồi giữa đường sắt. Cô gái này mặc đồ trắng, trên lưng mang một bao vải. Ông này vội vàng đi qua thì cô gái ngồi giữa đường sắt đó lại từ phía sau kêu theo không ngớt. Chú ơi, tôi muốn theo chú về nhà. Lúc đó ông này nghe tiếng kêu của cô gái đuổi theo càng lúc càng gần, không khỏi lông tóc dựng đứng, không biết yêu ma quỷ quái gì. Quay mình lại xem thử một cái thì thấy cô gái đó chỉ mặc có một chiếc áo lót. Thấy ông quay lại nhìn, cô ta mạnh bạo kéo áo cho lộ ngực ra. Ông sợ quá quay đầu lại phóng chạy riết về nhà. Lúc kêu cửa đã hơn 1 giờ khuya. Ông này chạy đến nhà hốt hoảng gõ cửa. Vợ ông ta vừa mở cửa thấy chồng xông vào ngã trên ghế dựa hôn mê, bất tỉnh nhân sự, lại còn thở gấp hổn hển. Bà vợ khôn ngoan cảm thấy việc này nhất định phải có duyên cớ gì đây. Tức thời ngồi bên mình ông lớn tiếng niệm A-di-đà-phật. Niệm chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thần trí của chồng bà dần dần tỉnh lại. Khi bình tâm tỉnh trí, liền đem sự việc ở bên đường sắt nhìn thấy âm hồn nữ quỷ truy đuổi kêu réo kể lại cho vợ ông nghe. Vợ ông nói, con người ông như vậy, vừa hồ đồ vừa mê tín. Bình thường trước ngực ông có đeo cái bùa bát quái gì đó, có thể đuổi tà được mà. Nghĩa Hoàng dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật, ông lại không tin. Nếu như không phải sau khi về nhà, tôi cố sức niệm Phật, có lẽ đến giờ ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh nữa là. Chuyện trên đây do cậu học sinh Nghĩa Hoàng kể với tôi. Tôi hỏi cậu ta, cái ông đó về sau thế nào? Cậu ta đáp, bình an vô sự, sáng sớm ngày sau lại đến Đài Trung đi làm. Ba vị thanh niên trên đây có thể làm ra được công đức không thể nghĩ bàn như thế. Diệu Đường trợ niệm cho ông nội vãng sanh và khuyến độ được Kim Tinh học Phật. Kim Tinh do lòng hiếu cảm được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trị khỏi bệnh cũ nhiều năm cho mẹ, lại khuyến độ thêm được Nghĩa Hoàng niệm Phật. Tinh thần từ bi của Nghĩa Hoàng khéo dẫn dắt cho bà hàng xóm niệm Phật, cứu được chồng bà ta được khỏi bị nữ quỷ chọc phá. Chả trách ông Lữ Mông Chánh phát nguyện, người không tin Phật
không sanh nhà ta. Có thể thấy được, con em biết học Phật cũng có thể cảm hóa được người lớn. To lớn thầy Phật Pháp, thật không thể nghĩ bàn. 63. Tài xế niệm Phật, tai ương tiêu trừ. Vào mỗi Chủ nhật có tuần lễ nhi đồng đức dục ở liên xã, người đứng đầu phụ trách, chủ nhiệm là Lại Tuyết Hà. Mọi người đều gọi bà là bà giáo Lại. Một buổi sáng Chủ nhật, các em bé ở chung quanh gần đó đều tập hợp đến liên xã. Bà tập cho hát tiếng Phạn, niệm Phật và kể những câu chuyện ngắn có quan hệ về đạo đức, nhân nghĩa, khiến tâm linh của trẻ được gieo trồng những hạt giống lành. Bà giáo Lại rất là từ bi, chẳng những tận tâm với nghĩa vụ, nhiệt tâm dạy dỗ các em. Nếu gặp vào những ngày lễ vía của Phật, Bồ Tát, bà lại còn tự móc hầu bao, mua ít kẹo để kết duyên với các em nhỏ. Hơn 10 năm vẫn cứ phát tâm như thế. Các bậc phụ huynh của các em được thọ ân huệ của bà, ai cũng đều cảm kích. Bà giáo Lại hiện nay đang làm việc ở một nhà máy ga lớn ở thành phố Đại Lửa Biết Nhảy, làm chức chủ nhiệm phòng hành chánh tổng hợp. Bà làm việc rất chăm chỉ, người trên kẻ dưới thảy đều rất tôn kính. Hồi năm rồi, ngày 17 tháng 11, dưới Đức Phật A Di Đà, bà giáo Lại đến hội liên nghị. Sau khi bái tổ tiên xong, bà nói với tôi: trong việc sang cây Bồ Đề, tôi xem được những sự tích cảm ứng của sư tỷ viết, cảm tạ từ ân của Phật Bồ Tát, trong lòng thật hoan hỷ vô lượng. Bà giáo Lại lại nói: nhà máy của chúng tôi có một nhóm tài xế trẻ, mỗi buổi sáng lúc ngồi sau tay lái sắp chở hàng đi, tôi liền dạy họ niệm 10 câu A Di Đà Phật trước, rồi mới để họ lái xe đi, và dặn đi dặn lại nhiều lần, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nên nhanh chóng niệm A Di Đà Phật to lên. Ngày ngày được dặn dò chỉ bảo như thế, lâu dần thành quen, tự nhiên đều như thế, không cần phải dặn dò chỉ bảo nữa, họ tự đều biết niệm cả. Có một lần, một vị tài xế mặt mày tươi rói đến nói với tôi: A Di Đà Phật sao mà đắc dụng như thế? Tôi liền hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Anh tài xế nói: hôm qua tôi đi chở hàng xa, mãi đến tối mới trở lại, nửa đường xe xảy ra sự cố, cứ chạy lệch hướng, gắng sức thế nào cũng không bẻ lái lại được. Tôi liền lập tức niệm A Di Đà Phật, xe bỗng nhiên tự động dừng lại bất động. Tôi lập tức xuống xe xem xét, không ngờ bị một đống cát cản đứng bánh xe trước lại. Đi tiếp ra phía trước xem thì giật mình hết hồn, có một cái hố sâu. Lúc đó nếu như không phải Phật A Di Đà quá ra đống cát cản đứng bánh xe lại, chạy tiếp về phía trước không chết thì cũng bị thương, như thế thật nguy hiểm quá sức. Anh tài xế do đó mà cảm ơn vô cùng việc dạy họ niệm Phật hàng ngày, nhờ đó mà được gặp dữ quá lành, nhặt lại được mạng sống. Bà giáo Lại lại nói: có một lần nữa, một anh tài xế khác có một hôm mặt mày hớn hở đến nói với tôi: Phật A Di Đà thật là hay. Tôi liền hỏi anh ta: anh được cảm ứng gì mà vui vẻ thế? Anh tài xế này liền nói: tôi ngày hôm nay nếu như không biết niệm A Di Đà Phật chắc là đã sớm gây ra án mạng. Do vì hôm nay lúc lái xe trên một đại lộ, bỗng có một đứa nhỏ băng ngang đường chạy ngay đến trước xe tôi. Tôi đạp thắng gấp cũng không kịp, tức thời giọt miệng niệm lớn tiếng A Di Đà Phật. Trong bụng nghĩ đứa nhỏ chắc chắn đã chết thảm dưới bánh xe, cho nên sợ đến nỗi toàn thân tháo mồ hôi hột. Nhưng khi xe dừng lại rồi, nhìn xuống thì thấy thằng nhỏ đó không có sao hết, đang vội vội chạy chuồn đi. Anh tài xế này cũng cảm ơn tôi rối rít. Bà giáo Lại nói tiếp: lại có một lần, trong nhà máy có một viên chức già đến hỏi tôi. Ông ta nói phòng ốc ở nhà ông rất khó ở, mỗi lần đến đêm khuya mọi người yên tĩnh hết, thường có những âm thanh quái đản, lại có vẻ gấp rút, có nhiều lúc bị quấy rầy đến suốt đêm không yên được, không biết phải làm thế nào mới được đây. Tôi liền chỉ ông ta phương pháp niệm A Di Đà Phật và nói thêm với ông ta: chẳng những sớm tối phải niệm mà còn trước khi ngủ cũng phải niệm, nếu lúc phát giác có gì lạ thì càng phải niệm to hơn. Thật là một thang thuốc A Di Đà trị hết được muôn bệnh. Vài tháng sau, ông già đó đến cảm ơn, nói với tôi rằng hiện nay nhờ phước ấm của bà mà mỗi đêm ngủ thẳng giấc tới sáng đã yên ổn hết rồi. Tinh thần to lớn của bà giáo Lại ở trong Phật môn
tâm tâm niệm niệm đều là muốn cứu độ chúng sanh. Ở trong xã hội, đối đãi với mọi người từ tốn lịch sự, làm việc thì chân thực, ở trong gia đình thì hòa thuận tốt đẹp, đích thật là một người vợ hiền mẹ tốt. Có thể nói từ gia đình ra đến xã hội cho đến công sở làm việc, cả ba đều tốt đẹp, đáng được xưng là bậc trượng phu trong nữ giới, khiến mọi người đều kính phục. Truyện 64. Niệm Phật cảm ứng được Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa cứu đứa em. Nhớ lại từ 15 năm trước, hội viên Hoằng Pháp của Liên xã Trì Huệ Lâm đến quân công Liêu ở khu Bắc Đồn Hoằng Dương Chánh Pháp, tổ chức một ban niệm Phật gia đình. Đính công ân sư đặt tên cho là Ban Di Đà. Lúc đó Huệ Lâm nói với tôi, có một cô gái trẻ trong Ban Di Đà tên là Ngọc Chi, chẳng những thành khẩn hai thời sớm tối, lại còn rất nhiệt tâm giúp đỡ trong ban làm việc. Do đây được cảm ứng đạo giao với Quán Thế Âm Bồ Tát mà cứu được mạng đứa em trai 4 tuổi của cô ta. Quân Công Liêu là một làng trong núi dựa gần một cái vực to. Lúc bấy giờ, gần nhà của Ngọc Chi có một ao cá, nước trong ao sâu hơn một trượng. Có một hôm, đứa em trai 4 tuổi của Ngọc Chi lúc đi chơi ở ngoài về nhà, mẹ nó vừa nhìn thấy mặt mày, tay chân, đầu tóc, quần áo giống như là con gà mắc nước, toàn thân ướt hết, lại bê bết bùn đất. Bà mẹ liền biết nhất định là té xuống trong ao sâu. Bà mẹ liền hỏi nó, con làm sao mà ướt nhẹp cả người tới thế này? Thằng nhỏ liền nói, con đang chơi bên ao, sơ sẩy bị té xuống trong nước. Bà mẹ vừa vội vã tắm thay đồ cho nó, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi nó, con đã té vào trong ao, lại như thế nào mà bò lên được vậy? Thằng bé lại nói, lúc con té trong ao sâu, thì thấy có một vị nữ nhân nhảy vào trong nước bế con lên, đặt xuống bên ao, rồi lại dẫn con về nhà. Lúc về đến cửa thì lại không thấy đâu. Mẹ của nó liền dẫn nó đến bên ao xem. Trên đất một vũng nước ướt còn chưa khô. Bà ta liền hỏi những người phụ nữ bên ao, trong các vị ai là người nhảy vào nước cứu được thằng bé nhà tôi? Mọi người đều nói không có, hỏi ai cũng không biết. Bà lại kêu thằng bé đi nhận vị người. Họ nói là vị nào cứu nó, nhưng thằng bé này đều lắc đầu nói không phải. Vì muốn tri ân báo ân nên đã hỏi khắp hết các phụ nữ trong làng, vẫn hỏi không ra người nào. Trải qua khoảng mấy tháng, có người từ Nhật Bản mang về hạt đầu của sâu chuỗi, tức quả bầu. Có một lần mang đến Ban Di Đà bán, mỗi hạt là 10 đồng tiền mới của Đài Loan. Một mắt nhắm một mắt mở xem thì thấy trong hạt pha lê nhỏ đó có một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm vô cùng. Ngọc Chi cũng thỉnh một hạt về nhà. Cả nhà nam nữ già trẻ như được vật chí bảo, mọi người đều tranh nhau muốn xem. Thằng bé cũng giật lấy đem đi xem, vừa lúc nhìn thấy liền nhảy nhót vui mừng reo to lên, má ơi, con khi trước té vào trong ao, người bế con lên chính là người trong hạt chuỗi này. Lúc bây giờ cả nhà Ngọc Chi mới bừng tỉnh ngộ ra, thật vô cùng cảm tạ từ ân của đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện thật Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa giải cứu đứa em trai của Ngọc Chi thoát khỏi nạn nước trong ao sâu trên đây là Huệ Lâm kể lại với tôi. 65. Nhân duyên tin Phật của hai bà cháu. 12 năm trước, có một thời kỳ lúc điên xã niệm Phật vào mỗi thứ hai. Mỗi lần như thế đều có một em bé khoảng 10 tuổi tham gia. Sư tỷ khoan phụng nói với tôi, thằng bé này gần đây bị hai người chú đã mất của nó dẫn đi âm phủ, được Phật A-di-đà giành lại cứu đem về. Những lời này khiến tôi ngạc nhiên không hiểu gì hết, liền hỏi thăm nguyên nhân. Sư tỷ khoan phụng liền nói ra sự thật sau đây. Có một vị liên hữu ở trên một tòa lầu đối diện với quán trọ hợp tác ở khu Tây. Gia đình người ở tầng dưới có một đứa cháu khoảng 8 tuổi bị bệnh với màng não, bác sĩ Đông Tây Y điều trị đều không hiệu quả. Đã hơn 10 ngày phát sốt cao không hạ,
toàn thân đều tê dại, không còn biết gì nữa. Sư tỷ ở trên lầu, mắt nhìn thấy thằng bé lanh lợi dễ thương bị bệnh tội nghiệp đến thế, liền nói với bà nội của nó: thằng nhỏ này đã bệnh nặng quá rồi, thuốc men gì đều không có công hiệu. Tôi dẫn bà đi đến liên xã, cầu nguyện Phật Bồ Tát phò hộ và thỉnh một ly nước chú đại bi cho nó uống. Bà nội của nó vốn là người không tin Phật, nhưng hiện đang bị khổ não bức bách quá, không còn cách gì, không biết làm thế nào nữa, nên liền làm theo lời của sư tỷ. Hai người đến liên xã khấn vái trước Phật Bồ Tát, cầu nguyện được bình an và thỉnh một ly nước chú đại bi đem về, lấy muỗng, từng muỗng rót vào trong miệng thằng bé. Xong, sư tỷ trở lên lầu niệm Phật. Sư tỷ ở trên lầu niệm Phật chưa đến 10 phút, bỗng nhiên nghe những âm thanh hỗn loạn dưới lầu, tiếng kêu réo, khóc la. Sư tỷ vội vã xuống lầu xem, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sư tỷ sợ đến nỗi gần như hồn phi phách tán. Do gì mới vừa thỉnh nước chú đại bi cho nó uống xong, bây giờ lại biến chứng co giật, hai mắt trợn đứng, tim đập loạn xạ. Sư tỷ tức thời lấy sâu chuỗi trong tay đặt vào chỗ co giật, miệng cứ to tiếng niệm A Di Đà Phật. Niệm được chưa đến 20 phút, co giật đã dần dần giảm nhẹ, tim cũng hồi phục lại bình thường. Thánh hiệu dẫn đức hồng danh, chỉ sợ không chuyên, nếu như chuyên tâm nhất ý niệm, có niệm tất linh. Lúc đó thằng nhỏ bệnh thở ra một hơi, liền mở miệng nói chuyện: hai chú, một người lôi tay của con bắt con đi theo mấy chú, con không chịu đi, lại rất sợ, mấy chú liền ép lôi kéo con đi, mà đến lúc nghe tiếng niệm A Di Đà Phật của bà cô ở trên lầu mới buông tay ra chạy ra ngoài cửa. Hiện mấy chú vẫn còn ở ngoài cửa, mắt cứ nhìn con chằm chằm, thật sợ quá đi. Mau thỉnh bà cô niệm Phật A Di Đà tiếp đi. Lúc đó bà nội của nó liền nhớ lại con mình chết hồi 3 năm trước, liền kêu tên của hai người và nói: các con không được cưỡng ép bắt cháu đi, các con phải phò hộ cho sức khỏe của nó được bình an, thì mẹ sẽ nhận nó làm con thừa tự cho các con, sẽ dứt trên bài vị của các con thờ phụng, và đến ngày Tết ngày giỗ sẽ cúng tế cho các con. Nói ra cũng lạ, từ đó về sau sức khỏe của thằng bé này dần dần được khôi phục như cũ, tứ chi ngũ quan tinh thần đều trở lại bình thường, hoàn toàn không có trạng thái gì khác lạ. Bà nội của thằng bé lại nói với sư tỷ: chả trách mấy tháng lại đây thường ở trong chiêm bao nhìn thấy hai đứa con 3 năm trước nói nhau qua đời, tụi nó đòi tôi cho con thừa tự, con nói giỏi để cúng bái. Tôi vốn không tin việc này, việc trong mộng làm sao mà có thật, đây chính là lỗi của tôi, may mà có sư tỷ cứu được mạng của cháu tôi, thật là cảm ơn vô cùng. Truyện thứ 66, oan hồn theo đuổi, bị sốt cao, niệm Phật hết sốt. Lại nói về một lão sư tỷ ở nơi Hoằng Pháp Vũ Phong 10 năm trước. Bà ở đường Trung Chánh làng Vũ Phong, đã hơn 70 tuổi. Người ta đều gọi bà là Thiếm Chi, là một đệ tử Tam Bảo, rất cung kính, hết lòng niệm Phật. Có một hôm, vị lão sư tỷ này nói với tôi: đứa cháu nội 9 tuổi của tôi mấy ngày trước đến một chỗ xa nào đó, buổi sáng mới đi rất là vui vẻ, buổi chiều về sức khỏe không được thoải mái, cũng không ăn cơm tối, liền ngã ra giường ngủ. Thằng bé này hồi nào tới giờ vốn ngủ với bà nội. Người già thường có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy đứa cháu nội đi chơi bên ngoài về liền ngã ra ngủ không tỉnh, trong lòng cảm thấy không an nên cũng không ngủ được, liền ở bên cạnh cháu, thường dùng tay sờ trán của cháu thăm dò tình hình lạnh nóng. Đến hơn 2 giờ khuya, cảm thấy cháu bắt đầu phát sốt cao, liền cung kính niệm một ly nước chú đại bi, kêu nó dậy cho nó uống. Nó uống xong một ly lớn nước chú đại bi, liền nói: bà nội, hôm nay con đi chơi bên ngoài, sau khi ăn cơm dưới một gốc cây, chơi một chút sức khỏe liền rất không thoải mái. Do gì có một thằng nhỏ đi theo con về nhà, nó nói với con nó cũng 9 tuổi, nó là thằng nhỏ hồi năm ngoái cũng chơi ở đó bị té chết, nó bây giờ cũng còn mặc đồ học sinh, nó nói bây giờ nó rất buồn tẻ, nó muốn con cùng nó làm bạn. Bà nội, nó hiện vẫn còn đứng trước giường muốn con đi chơi. Lúc đó lão sư tỷ nghe đứa cháu nói những lời đó rồi bất giác run lên, lông tóc dựng đứng, nhưng không thể không tự phấn chấn tinh thần,
tự nâng cao dũng khí nói: Nhà của ta không oán không thù gì với ngươi. Nếu như có oán thù đi nữa, thì oán nên mở mà không nên buộc. Bây giờ ta niệm chú giảng sanh bố thí cho ngươi, để ngươi có thể siêu sanh thoát khổ. Ngươi nên chú ý nghe. Lão sư tỷ liền niệm ba sâu chuỗi liền không gián đoạn, đã hơn 300 biến, lại niệm tiếp thánh hiệu A-di-đà Phật, không biết niệm được mấy ngàn câu. Đứa cháu nội lại kêu lên: Bà nội, lúc bà nội niệm chú giảng sanh, nó liền đi ra ngoài cửa, vẫn còn dùng tay ngoắt con, kêu con đi ra. Mãi đến lúc bà nội niệm A-di-đà Phật thì không thấy nữa. Lão sư tỷ nói: Tôi liền rót một ly nước nóng nữa cho thằng bé này uống, cho nó trấn tĩnh tinh thần. Nó liền ngồi dậy, nói muốn đi tiểu. Nó lúc đó trong bụng vẫn còn rung, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm ra cửa, sợ đến nỗi hai tay ôm chặt lấy chân của bà nội. Đến nhà vệ sinh không dám đóng cửa, lại còn kêu bà nội đứng ngay cửa. Lão sư tỷ nói: Nếu không phải thiệt nhìn thấy ma quỷ, vì sao mà lại sợ đến như vậy? Sau khi đi tiểu về đến phòng, lại tháo mồ hôi đầy mình, sốt cũng đã lui rồi, ngủ một giấc ngon lành, trời sáng thức dậy, lanh lợi lại như thường, bình an vô sự. Lão sư tỷ lại nói tiếp: Tôi rất cảm ơn sư tỷ, vì sư tỷ đến dạy chúng tôi niệm A-di-đà Phật, cho nên tôi mới nói cho sư tỷ nghe. Tôi liền hỏi: Đang lúc thằng bé sốt cao, quỷ phá rất nghiêm trọng, sao bà không kêu con trai và con dâu bà dậy? Lão sư tỷ đáp: Vì tụi nó ngủ trên lầu, oan nghiệp theo đuổi từ bên ngoài đến, người không tin theo Phật, không cách gì giải quyết được, nên kêu cũng vô dụng, cho nên không có kêu tụi nó. Lão sư tỷ đã hơn 70 tuổi rồi, từ lúc nghe được pháp môn tịnh độ, tinh thần rất tốt, căn lành sâu dày phát trí huệ lớn, luôn giữ tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Gần đây nghe cư sĩ A Thẩm nói là Liên xã ở Đài Trung phái cư sĩ Giang Ấn Thủy và Lại Luyện Đương đến nhà tù giảng pháp. Do đây mà Lâm Phúc được nghe sự mầu nhiệm của pháp môn tịnh độ, liền tin sâu không nghi, ngày đêm chí thành niệm Phật, nguyện cầu tiêu trừ nghiệp chướng, phát nguyện sanh Tây Phương. Đến tháng 12 Dân Quốc năm 42, thời hạn tù đã hơn phân nửa, Lâm Phúc được tạm tha về nhà. Về sau, mỗi chủ nhật đều đến chùa Linh Sơn nghe pháp với ân sư Bính Công. Mỗi thứ hai đều đến liên xã niệm Phật, mỗi thứ bảy cũng đến liên xã nghe kinh. Giang cư sĩ giới thiệu cho anh ta vào làm ban viên của ban Hàng Hương, trở thành một đệ tử Tam Bảo rất thành kính. Thân người là thể máu thịt do tứ đại giả hợp thành, không ai tránh khỏi mắc bệnh thọ khổ. Cư sĩ Lâm Phúc thành kính tu trì niệm Phật này cũng thế, không bao lâu mắc bệnh nặng. Bác sĩ chẩn đoán là chứng nghẽn tim, xương thận, cả người đều đau. Nhưng tâm của Lâm Phúc chẳng những không thối chuyển mà càng tinh tấn niệm Phật hơn. Đến năm Dân Quốc thứ 43, bắt đầu từ tháng 10, mỗi khi nghe mùi đồ mặn thì nôn mửa mãi, liền đó tịnh khẩu ăn chay và càng tinh tấn niệm Phật hơn. Lâm Phúc mặc dầu nhất thời hồ đồ làm việc sai trái, nhưng bản tánh vốn là người con hiếu. Đến tháng 12 thì bệnh anh quá nặng, hết chữa, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ đến mẹ già 80 tuổi ở với người em trai thứ hai ở Cao Hùng. Nói ra cũng lạ, cũng vào ngày hôm đó, bà mẹ ở Cao Hùng ngồi đứng không yên, cũng tâm tâm niệm niệm mong muốn thăm con trưởng Lâm Phúc. Do tâm nghĩ nhớ tha thiết không nén được, bà lão 80 tuổi này vào ngày 20 một thân một mình đến Đài Trung. Mẹ con gặp nhau buồn vui lẫn lộn. Lâm Phúc liền nói rất nhiều về niệm Phật là việc quan trọng nhất của đời người và khuyên mẹ nên niệm Phật. Qua sáng ngày 21, Lâm Phúc đột nhiên cao giọng hướng về mẹ và người nhà nói: Hiện nay đang có một hình ánh sáng hoàng kim như mặt trời, giống như một dòng cầu lửa đang lăn vào nhà. Mọi người xem, cả nhà ánh sáng rực rỡ, chắc chắn là Phật đến tiếp dẫn. Hãy nhanh chóng báo cho trưởng ban Hàng Hương và đoàn trợ niệm. Vừa nói vừa chắp tay lại niệm Phật. Không bao lâu sau, trong tiếng trợ niệm của các liên hữu, hơi thở yếu dần, mỉm cười ra đi. Sau 8 giờ trợ niệm, sắc mặt vẫn tươi sáng,
toàn thân mềm mại, đỉnh đầu còn ấm, hưởng dương 50 tuổi, mà sự tu trì của anh thì chưa đến 3 năm. Có thể được tướng lành như thế, chắc chắn được giảng sanh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì. Lúc bấy giờ mọi người đều khen là ít có, khó được. Truyện thứ 68. Không gieo nhân Phật, đâu được quả Phật. Phàm tất cả sự việc có nhân, ắt có quả. Định luật nhân quả không sai tơ hào nào cả. Cũng giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tuyệt không có cái đạo lý trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Người mong muốn vãng sanh cực lạc thế giới cũng như thế. Trồng cái nhân niệm Phật thì được cái quả vãng sanh Tây Phương. Tự mình không gieo trồng nhân Phật, dù có thiện tri thức trợ niệm cũng không nương nhờ được. Lúc vãng sanh đến, phát sanh chướng ngại. Tạm đưa ra một sự thật để chứng minh. Vào 18 năm trước, vị liên hữu Vạn Trương Bồi Hoàng, chúng tôi đều gọi bà là Vạn Sư Huynh, nói với tôi: có một vị đồng hương ở Đông Bắc, đã hơn 80 tuổi, thọ mạng sắp hết, thỉnh người giúp đỡ trợ niệm. Tôi liền hỏi bà ta: người này lúc bình thường có tin Phật, niệm Phật không? Vạn Sư Huynh nói: không có, nhưng ông ta khi trước từng làm lãnh tụ Hội Đạo Đức Vạn Quốc. Tôi khuyên ông ta niệm Phật là tìm được nơi trở về an ổn, là giảng sanh Tây Phương. Ông ta mới biết được điều tốt đẹp của Tây Phương, nên mới muốn thỉnh người trợ niệm. Xin sư tỷ giúp cho tìm mấy vị liên hữu ngày mai đến trợ niệm. Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn ba vị liên hữu cùng với Vạn Sư Huynh đồng đi. Ông ta ở một căn nhà nhỏ phía sau công viên. Vừa nhìn ông lão đó, thấy ông râu tóc bạc phơ và mặc một bộ đồ trắng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Bên mình chỉ còn một bà vợ già. Chúng tôi liền bắt đầu lục tự hồng danh, cứ thế niệm mãi. Niệm đến trưa, Vạn Sư Huynh liền dẫn chúng tôi về nhà, thành ý chiêu đãi ngọ trai. Sau giờ ngọ lại đi niệm, niệm đến tối mới nghỉ. Ngày hôm sau, Vạn Sư Huynh lại đến nói: Lâm Sư Huynh, tức Lâm Kháng Trị, ông lão hôm qua chúng ta niệm cho nghe danh hiệu Phật một ngày, bây giờ đã tỉnh táo, tự trong tâm ông ta cũng đã biết niệm rồi. Lại còn nói trưa ngày mai Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn, quyết định là 12 giờ sẽ đi. Xin Sư Huynh sáng mai hẹn nhiều nhiều vị liên hữu đến nhà ông ta niệm Phật, đưa ông ta vãng sanh Tây Phương, được không ạ? Tôi lập tức nhận lời, do vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Tôi liền đến tuyên truyền với các vị liên hữu, nói ông ta biết trước giờ đi, mời hẹn ngày mai đi trợ niệm để xem tướng lành vãng sanh Tây Phương của ông ta. Qua ngày kế, trước giờ ngọ, tức 10 giờ, hơn 10 vị liên hữu nhất tâm nhất ý trợ niệm cho ông ta và cầu nguyện Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn ông lão này vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Vạn Sư Huynh cùng thắp hương không ngớt cầu nguyện khấn vái. Mọi người đều dụng tâm thành khẩn như thế trợ niệm. Lúc đó, ông lão này mặc một bộ đồ trắng, đắp một miếng vải trắng, trạng thái ngủ mê, thở hổn hển mãi. Đến 11 giờ, bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn, tiếng niệm Phật càng lớn. Đến 11 giờ 50 phút, ông già đó bỗng nhiên tỉnh dậy, mở miệng hỏi người hầu nam ở bên mình rằng: bây giờ là mấy giờ? Người hầu nam đó đáp rằng: 11 giờ 50 phút. Ông lão mặt mày hớn hở, nói một cách sung sướng nhẹ nhàng: còn 10 phút nữa, Phật A-di-đà đến đón tôi đi rồi. Vừa nói, ông vừa đảo mắt, nhìn một vòng, bày tỏ rất cảm ơn mọi người đã vì ông ta niệm Phật. Ai có ngờ được, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc và phân biệt thánh phàm này lại xảy ra chướng ngại. Đang lúc chúng tôi nhất tâm niệm Phật, thì người hầu nam kia đi lấy một vật trong đống giấy tờ đã được chuẩn bị xong, rất nhanh nhẹn đốt trước mặt ông già, trong nháy mắt đã đốt xong. Bà vợ già của ông như giật mình, không kềm được lòng, bước xông lên, vội vàng đưa tay ra sờ sờ mặt của chồng bà, vừa khóc vừa nói: ông đi Tây Phương, bỏ tôi lại một mình, phải sống thế nào đây? Vạn Sư Huynh lập tức ngăn bà ta lại, nói: tôi đã dặn với bà rồi,
lúc ông sắp giảng sanh, bà không được khóc lóc lưu luyến, hoặc là động đến mình ông, bà quên rồi sao? Đúng ngay lúc 12 giờ, ông lão mở to mắt ra nói, thưa Phật A-di-đà, tôi không đi Tây Phương nữa đâu. Do gì nếu tôi đi Tây Phương, để bà bạn tôi ở lại có một mình thì làm sao? Cho nên tôi không đi nữa. Lúc đó các vị liên hữu vẫn cứ gắng sức niệm, nhưng cũng không sao chuyển được ông ta, mặc dù rất là thất vọng. Cũng tiếp tục niệm hơn nửa giờ nữa. Lúc đó nhìn xem ông lão nói năng lộn xộn, trạng thái tinh thần đã trở nên rối loạn, không còn rõ ràng nữa. Ai cũng tội nghiệp cho ông ta, tiếc thang cho ông ta, rồi ai về nhà nấy. Đêm đó khoảng hơn 10 giờ, giảng sư huynh lại đến nhà tôi, kêu tôi đi niệm Phật cho ông ta. Tôi hỏi, ông ta sao rồi? Bà nói, tâm thần tán loạn, sức khỏe biến đổi xấu, đại khái có dáng rất đau khổ. Nhưng ông ta vẫn còn rất hy vọng nghe người niệm Phật. Tôi liền lại cùng vạn sư huynh đi đến nhà ông lão. Vào cửa, liền nhìn thấy ông lão đang khạc ra máu. Và dùng tay móc trong miệng ra máu từng cục, làm dơ đầy giường vết máu tanh. Tôi và vạn sư huynh hai người lập tức lại niệm Phật to tiếng lên, niệm đến hơn 11 giờ. Thấy ông ta cứ mê mờ, không còn cách nào, liền trở về nhà. Khi trời chưa sáng thì ông ta vẫn cứ mờ mờ mịt mịt như thế về âm phủ. Trong kinh nói, thân người khó được, thiện hữu tri thức khó gặp. Ông lão này, thân người khó được, đã được lại trường thọ. Càng khó được hơn là sự nhiệt tâm chỉ dạy của thiện tri thức vạn sư huynh. Nhưng cái điều không may nhất là cái khoảnh khắc giáp giới giữa thánh nhân và phàm phu lại bị vợ không nghe lời dặn, khởi ra chướng ngại. Tội nghiệp cho ông ta lại bị trở vào chìm nổi trong luân hồi. Đây cũng giống như lúc bình thường không thắp hương, đến khi gặp chuyện ôm chân Phật cầu cứu. Mặc dù lúc bình thường là người chánh nhân quân tử, đạo đức, tâm tốt thì tốt, nhưng chưa gieo nhân Phật thì đâu được quả Phật. Lẽ như chuyện này có thể chứng minh. 69. Nhờ thiện tri thức khai đạo, người mù được sanh Tây Phương. Cuối cùng lại nói về chuyện một người mù. Lúc bình thường làm đủ việc ác, lúc lâm chung là do được thiện tri thức khai thị, cũng được sanh Tây Phương làm bằng chứng. Đây là việc 19 năm về trước. Có một lần ban trưởng của ban trì giới Bảo Tông Cô đến Tân Trúc thăm bà con. Không ngờ bị bệnh nơi đất khách, tôi và phó ban trưởng là Thạch Tô liền cùng đi thăm bà ta. Buổi chiều ngày đó, hai người chúng tôi liền đến chùa Linh Ẩn ở hồ Thanh Thảo nghỉ qua đêm. Do vì thầy vô thượng là sư phụ quy y của tôi hồi nhỏ, ăn cơm tối xong bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi, sư phụ, thầy xuất gia nhiều năm rồi, thầy có từng thấy qua chính xác người được giảng sanh Tây Phương chưa? Sư phụ nói liên tiếp, có, thầy đã từng thấy qua người giảng sanh thật, lúc lâm chung hiện ra kỳ tích có hai người. Sư phụ nói, trước đây không lâu, lúc thầy đang nhập thất ở động Kim Cang, có một bà già hơn 70 tuổi là người xuất gia ở trong chùa. Bà là một người mù, đến lúc bị bệnh toàn thân sưng phù, bà đến động kêu khóc ầm ĩ, nói là sắp chết, kêu thầy cứu bà ta thoát khổ. Thầy không biết thế nào, đành phải ra thất về chùa. Mắt nhìn thấy lưu phòng của bà cứt đái bẩn thỉu hôi khai không chịu nổi, lại thấy bà lớn tiếng kêu gào rằng, chẳng kể ngày đêm gì, đều có mười mấy người đánh bà, lại kêu ra tên của những hồn quan gia. Có một lần có người bà con ngoài đời của bà đến, sư phụ liền hỏi, mấy cái tên mà thím kêu gào ra đó, cô có biết không? Cô ta nói, biết, nhưng người đó đều là những người bị bà hại chết lúc bà còn trẻ. Chả trách bị quan hồn đánh đến toàn thân xương phù, tét da đổ máu. Sư phụ đại từ đại bi, liền nghĩ ra phương pháp cứu bà ta. Quét dọn các phòng trống, khoét một lỗ trên tấm ván của giường. Phía dưới đặt một cái thùng, có thể đi vệ sinh được tiện lợi. Mặc dù đã đổi phòng như thế cho bà rồi, bà vẫn kêu la có mười mấy người đánh bà. Thầy vô thượng nói, điều kỳ lạ nhất là cái người trước khi sắp chết không thể hoạt động này lại tự mình tại sao lộn đầu trồng chuối xuống được.
đầu mặt chung qua cái lỗ trên giường, đụng thùng phân ở dưới. Sư phụ mặc dù học thiền tông, đến lúc đó cũng không có cách gì, bèn phương tiện khéo léo kêu tên bà. Bộ kiết cô à, bà phải niệm A Di Đà Phật mới giảng sanh Tây Phương lìa khổ được vui. Lúc đó Phổ Kiết Cô nói: một màn tối đen à, tôi niệm không được. Sư phụ nói: tôi niệm một câu A Di Đà Phật, bà niệm theo tôi một câu A Di Đà Phật. Đúng y như vậy, sư phụ niệm một câu, bà ta liền niệm một câu. Niệm khoảng hơn nửa giờ, Phổ Kiết Cô bỗng nhiên lộ nét cười, kêu một tiếng: sư phụ, bây giờ thì đã là bông màn ánh sáng, mười mấy quan hồn vô hảo tử kia vẫn còn đứng đằng kia cười. Trong khoảnh khắc na, mười mấy quan hồn kia liền mượn miệng của Phổ Kiết Cô nói: cảm ơn lòng từ bi của sư phụ rất nhiều. Một bà già mù tội ác to lớn, hôm nay cuối cùng mười mấy người chúng tôi thoát khổ rồi. Sư phụ tức thời đáp rằng: đúng, quan gia nên mở không nên buộc. Các người cũng phải niệm A Di Đà Phật theo để được đới nghiệp giảng sanh, mới thoát ly được cái khổ lớn của sanh tử. Sư phụ lại kêu Phổ Kiết Cô nói: bà phải bình tâm tỉnh trí niệm A Di Đà Phật, tiếp tục niệm theo tôi đi. Lại niệm mãi khoảng hơn một giờ, Phổ Kiết Cô lại nói: sư phụ, bây giờ đã ánh sáng đầy trời, ở trong mây có những người mặc đồ trắng, cầm cờ trắng, muốn tiếp dẫn tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó bà chắp hai tay lại, hướng lên hư không mỉm cười, an tường mà đi. Từ đây, một kẻ phàm phu tội nghiệp đầy mình, thoát đi được biển khổ ta bà, đới nghiệp giảng sanh liên bang tiêu diêu tự tại. Sư phụ vô thượng lại nói: lúc bình thường bà già này rất ác khẩu, kết duyên ác khắp cả đại chúng, suốt ngày mắng người không ngớt miệng. Cô thử nghĩ xem, bà ta lúc sắp lâm chung còn mở miệng mắng những quan hồn kia là những quan hồn vô hảo tử, bây giờ lại cười rồi. Có một điều kỳ diệu nhất là lúc bà ta giảng sanh Tây Phương, toàn thân sưng phù, chảy máu chảy mủ như vậy mà tức thời sạch sẽ tiêu mất hết, không có chút mùi hôi nào. Thật là một tướng lành không thể nghĩ bàn. Tôi nghe xong câu chuyện thật giảng sanh Tây Phương của sư phụ kể, khiến chánh nhân tu trì của tôi về tịnh nghiệp được tăng trưởng, tính tâm rất nhiều, do đó mà vui mừng hớn hở. Sau khi trở về Đại Trung, liền đến nhà cư sĩ Hoàng Quả Triều kể lại cho hai vợ chồng họ nghe. Ai ngờ vợ chồng họ vì tâm hiếu kỳ thúc đẩy, kêu tôi dẫn họ lại hộ Thanh Thảo lần nữa, đích thân nghe việc đó với sư phụ. Sư phụ lại còn kể một chuyện giảng sanh khác, tôi vì nhớ không rõ nên không dám ghi ra. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay tạo các ác nghiệp, nổi chìm không ngớt trong lục đạo. Người không thoát ly được chính là quan nghiệp, làm chướng ngại nhân duyên hội ngộ, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vướng mắc muôn kiếp không hết. Nếu muốn cởi mở quan kết, ngoài niệm Phật ra tuyệt không có đường khác. Học nhân từ khi được học ở hàng học trò của Bính Công Ân Sư, được thầy dạy dỗ hơn 20 năm pháp môn Tịnh Độ, thật vô cùng may mắn. Mỗi khi nhớ nghĩ ơn thầy sâu như biển, nặng như núi, không lấy gì báo đáp được. Không biết thế nào mà thời gian tàn phá con người, bỗng chốc mà tóc bạc da mồi, dáng già lộm khộm, tuổi đã 63. Số ngày còn lại không nhiều, một hơi thở không trở lại thì đã qua đời khác. Tiếp tục đầu thai lại không biết sẽ vào thai lừa hay vào bụng ngựa, luôn luôn thấp thỏm lo âu sợ hãi và cảnh giác nhiều. Cho nên đem những điều mắt thấy tai nghe nhiều năm, không nệ gian chương dụng về, căn cứ theo sự thật mà viết ra, nguyện cùng với người niệm Phật đồng sanh Cực Lạc quốc, đồng thời nguyện đem công đức này hồi hướng cho ân sư Bính Công. Ở đời vạn năm dạy dỗ quần sanh thì pháp môn được may mắn lắm, chúng sanh được may mắn lắm. Truyền thứ 70. Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu đông thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến niên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường. Số lần đem đến như thế rất nhiều, các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng: tôi đến là để đáp tạ ơn Phật, đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh.
Do vì Phật A Di Đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn. Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh ta và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh ta trong giấc mộng. Anh ta nói: 10 năm trước tôi làm thợ ở hãng giày, có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết, nghĩa là thiển thuyết như giảng thuyết, là nói lược. Tôi xem xong cảm thấy Phật pháp vô biên, cứu người giúp đời, liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua 2 bộ sách Phật, một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem đến khuya, có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà ở, giường ở trong nhà đầy giường và cột rẹp quá chừng. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong phòng của đại sư cũng rất nhiều rẹp, có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch, đại sư không chịu. Người đệ tử này sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rẹp. Đại sư Ấn Quang nói: hết thảy ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa. Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rẹp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rẹp đi thả thì có nhiều phiền toái, không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt, thì nó lại lộng đến mức đúng chỗ nào cũng rẹp. Thật không biết phải làm thế nào. Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó thì bỗng nhiên nghĩ đến bắt chước ngài Ấn Quang Pháp Sư. Thế là hướng vào các con rẹp nói rằng: này rẹp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước. Nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta nay dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Rẹp, ta niệm các ngươi cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi. Dạy cho rẹp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần, kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên. Nói ra cũng thật lạ, những con rẹp đếm không hết kia không biết nhảy đi đâu hết rồi, không thấy một con nào. Việc không thể nghĩ bàn như thế khiến tôi cũng không hiểu ra sao. Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói: tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Nằm bệnh viện triền miên mấy tháng, lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm, kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười, cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa đưa cho tôi xem, rồi lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi, rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định phải báo đáp ơn Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay, dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường. Trương Xuyên Giả lại nói, Phật A-di-đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Lại có một lần tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo, ẩu tả đụng ngã xe tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc tôi la to lên một tiếng A-di-đà Phật. Rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn 1 trượng, an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe đều té ngã trên đất bị thương rất nặng, gãy xương, tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật, tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bảy mươi mốt, sự linh ứng màu nhiệm lúc trợ niệm cho mẹ giảng sanh Tây Phương. Cơ sở Hoằng Pháp Dụ Phong của Liên xã Phật Giáo ở Đại Trung có một vị liên hữu tên Tằng Lâm Hiệp. Mọi người đều gọi cô là Sư Tỷ Hiệp. Nhà ngoại của cô ở số 57, thôn Đồ Thành, làng Đại Lý, huyện Đại Trung. Mẹ tên là Lại Vật. Do được con gái khuyến giác không ngừng nên thâm tín Phật giáo, là một vị lão tu hàng ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sư Tỷ Hiệp có một người em trai tên là Lâm Vạn Thành, ưa thích săn bắn. Bà mẹ từ sau khi tin Phật thường khuyên dạy con trai rằng: Vạn Thành à, không luận là những con vật lớn hay nhỏ đều biết tham sống sợ chết. Chúng nó với con không oán không thù, con làm hại nó, bắn giết nó, sao nhẫn tâm làm vậy? Điều làm mẹ bận tâm chính là con sát hại sinh mạng tạo nghiệp như thế. Nhưng mà tập khí của Vạn Thành khó sửa, nói như gió thổi qua tai ngựa, căn bản là không nghe những lời nói này của bà mẹ. Đời người có sanh ắt có tử, thời kỳ giảng sanh của đạo tín nữ Lại Vật đã đến. Sư Tỷ Hiệp thỉnh sáu vị liên hữu ở cơ sở Hoằng Pháp Dụ Phong phân ban ra phụ trách trợ niệm. Lão tín nữ Lại Vật hưởng thọ 79 tuổi, mỉm cười quy tây vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 5 âm lịch. Các nhân viên trợ niệm sau khi lão tín nữ giảng sanh niệm tiếp 8 giờ nữa. Niệm xong, mọi người lưng đẫm mồ hôi. Sư Tỷ Hiệp lúc đó đang đứng hóng mát ở dưới cây trước cửa lớn, liền thắp nhang khấn thầm rằng: Má, má có thể an tâm đi Tây Phương được rồi. Nhưng lúc này cần phải hiển bày một chút kỳ tích khiến cho Vạn Thành và con Ngọc, con dâu biết sửa lỗi lại tu hành. Đang lúc đó bỗng nhiên bằng 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 ba tiếng nổ to như sấm chói lỗ tai. Mọi người đều hoảng sợ giật mình. Thì ra cây súng săn để trong tủ áo trong phòng của em trai Vạn Thành bị cướp gọ, tự nhiên nổ và bốc cháy. Ngọn lửa trong tủ áo cháy lan ra ngoài, đến cái mùng trên giường. Mọi người đều vội vã đi lấy nước lại cứu hỏa. Tháng năm năm đó là trời hạn, mấy lu nước đều dùng sạch. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có một người chở một xe bò nước đến trước cửa, nhờ đó hóa giải được nguy hiểm. Tra xét lại xem thì là cây súng săn phát quả, quần áo đồ đạc bị đốt thành tro. Bươi tìm trong đống tro được một cái bao giấy, mở ra xem thì là giấy quyền sở hữu nhà đất và tiền mặt 20.000 đồng. Đây là tiền chuẩn bị sẵn lo đám cho mẹ của Sư Tỷ Hiệp, vẫn còn nguyên phong chưa bốc ra, không có bị cháy hư một chút nào hết. Vợ của Lâm Vạn Thành tên là Ngọc, lúc đó đang ngồi trên ghế mây vừa dưới hàng lang. Bỗng nhiên hai mắt nhìn thẳng trong hư không, bất tỉnh nhân sự. Mọi người cho là vì bị giật mình quá mà hôn mi. Các vị liên hữu liền to tiếng niệm cầu Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng phái người đi mời bác sĩ Khôn Hải đến tìm thuốc. Lúc bác sĩ đến thì An Ngọc đã tỉnh táo rồi. Cô ta nói với mọi người rằng: Những lời các vị vừa nói tôi nghe rõ từng câu. Muốn nằm xuống thì dường như có người kéo không cho nằm xuống. Mắt nhìn thấy trong hư không một dần kim sắc quang minh giáng lâm, chính là Phật A-di-đà tiếp dẫn má chồng tôi. Má chồng tôi mặc áo bào đen lớn, tay cầm chuỗi, mặt mày tươi vui, nương kim sắc quang minh theo Phật A-di-đà bay về Tây Phương. Sư Tỷ Hiệp liền hỏi cô ta: Phật A-di-đà hình dạng như thế nào? A Ngọc đáp: Giống như bức tượng vẽ lớn Đức Phật A-di-đà mà chúng ta cúng dường, nhưng Đức Phật A-di-đà trong hư không trang nghiêm đẹp hơn nhiều. Các vị bằng hữu, Phật Pháp vô biên thật là không thể nghĩ bàn. Tại sao cây súng tự nhiên phát quả? Tiền và giấy tờ sở hữu nhà đất tại sao lửa không cháy được? Lại cảnh Phật A-di-đà tiếp dẫn người mất khiến cho người con dâu không có căn lành được chính mắt nhìn thấy lâu đến 10 phút. Nếu như chỉ có đốt cây súng, không thấy được kim thân Phật A-di-đà thì không thể độ được A Ngọc phát tâm tin Phật như hiện nay. Riêng một mình A Ngọc chính mắt thấy mẹ chồng giảng sanh. Nam nữ hiếu kỳ vây lại xem. Mọi người đang lúc tội nghiệp cho cô gái này, bỗng có một người đi đến kêu to: A Tam, A Tam.
Trong những người đứng xem có người tên A Tam, liền ứng thinh đáp to: "Tôi đến đây, tôi đến đây." Nguyên vị A Tam này là thợ hớt tóc trong tiệm hớt tóc gần đó. Do vì có khách muốn hớt tóc, cho nên ông chủ cho người học việc đi kêu A Tam về hớt tóc cho khách. Tục ngữ có câu: "Trời có bão táp không lường, con người có họa phúc trong sớm tối." A Tam, anh chàng thanh niên tốt, sống có khuôn phép này, bắt đầu từ tối hôm đó. Sau nửa đêm, ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy một cô gái đẹp đến rủ anh ta ra ngoài chơi. Liền mở cửa sau đi theo cô ta. Đến khi trời sáng, một mình A Tam ngồi ngủ gật dưới cột điện. Bị người ta phát hiện mới kêu anh ta thức dậy đi về. Liên tục một tuần lễ như thế, ban ngày làm việc, ban đêm cô gái kia đến dẫn đi chơi, sáng sớm đều nằm ngủ gật trên đất bên ngoài. A Tam tự thấy không ổn, liền bỏ việc về quê. Quê của A Tam ở trên núi, thôn Đồng Lâm, Bắc Cấu Khanh, Vụ Phong, Đài Trung. Nhà có một người mẹ già mù loà và mấy anh em. A Tam về nhà qua ngày sau phụ giúp với ông anh cả, dùng xe tải hàng ra ngoài chở hàng cho người ta, đến tối về nhà. Bà mẹ liền kêu A Tam đến trước mặt nói: "Con, mỗi lần lúc sắp ra ngoài, mẹ đều dặn dò bảo con, ở bên ngoài không nên kết giao tùm lum với con gái, con lại cứ không nghe. Con mới về ngày hôm qua, hôm nay đã có đứa con gái đến kiếm. Cái tiếng đi mang giày cao gót, lại còn miệng kêu A Tam không ngớt. Mẹ hỏi là ai muốn tìm A Tam cũng không trả lời. A Tam liền đáp với mẹ mình rằng: "Mẹ à, con từ nào đến giờ ở bên ngoài sống có khuôn phép đàng hoàng, chưa từng kết giao với cô gái nào." Tức thời liền cùng với mấy anh em của anh ta đi tìm kiếm bên trong bên ngoài nhà, đều tìm không ra bóng dáng cô gái nào. Nhưng tối hôm đó vào nửa đêm thì cô gái lại đến cùng A Tam mở cửa sau ra ngoài chơi. Sáng sớm A Tam lại ngồi ngủ gật dưới cây, thế là lại bị người kêu tỉnh dậy. A Tam ở Đài Bắc trong một tuần lễ, mỗi đêm đều bị chuyện như thế xảy ra, nhưng tự mình không biết là thế nào. Bây giờ về ở nhà quê cũng là như thế, không biết có cách gì mới có thể giải quyết. Lúc bấy giờ ở trên núi thôn Bắc Đồng Lâm, mọi người đều tin thờ một tượng Vương Gia Công. Mẹ của A Tam liền đi mời Đồng Cốt và thỉnh Vương Gia Công về hỏi bệnh của A Tam là bệnh gì. Thì ra thần cũng có chút thần thông. Thần dựa vào Đồng Cốt nói: "Bệnh của A Tam là do 10 ngày trước đây ở chỗ nào đó của Đài Bắc nhìn thấy một cô gái té chết bên đường. Người bạn trai dùng xe chở cô gái này tên là A Tam. Lúc đó có người gọi to A Tam thì vị A Tam này của chúng ta cũng to tiếng trả lời: đến đây, đến đây. Lúc đó hồn cô gái bị té chết đang trong lúc mê màng mù mịt không có chỗ nương, nghe được cái tên A Tam tức thời quấn theo không buông." Đồng Cốt nói tiếp: "Cách tốt nhất là đưa u hồn của cô ta về Đài Bắc." Mẹ của A Tam lại nói: "Phải dùng cách gì để đưa?" Đồng Cốt lại nói: "Phải dùng hình nộm bằng rơm, tức là dùng rơm làm thành một hình người cao khoảng 4 thước, thước tàu, mặc áo đỏ, quần đen, chân cũng mang giày, trên đầu buộc một chiếc khăn bông, vẽ mày, mắt, miệng, mũi. Vào lúc sau nửa đêm, Vương Gia Công với Đồng Cốt đưa hình nộm này đến bên trạm xe, buộc vào dưới cột điện. Đồng Cốt liền đốt rất nhiều giấy vàng bạc ở đó, kêu u hồn ngồi chuyến xe thứ nhất đến Đài Bắc tìm người yêu của mình là A Tam. Hình nộm người con gái buộc ở dưới cột điện, những người qua lại ở xa xa đã có thể nhìn thấy rồi. Ở dưới cột điện có một người con gái đẹp đứng ở đó bất động, đi lại gần nhìn mới rõ là hình nộm làm bằng rơm. Việc này khiến ai nhìn thấy cũng bị giật mình, sợ đến hồn bất phụ thể. Có thể nói sợ lớn bệnh lớn, sợ nhỏ bệnh nhỏ. Có một cô gái bị giật mình hoảng sợ té ngã hôn mê. Đó là một cô nữ sinh cao đẳng năm thứ ba, họ Chu, tên là A Lập. Sáng sớm mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, đã phải chạy xe đạp xuống núi, từ con đường thôn Đồng Lâm đi ngang qua Bắc Cấu Khanh.
rồi lại từ Vũ Phong chuyển đến thành phố Đài Trung đi học, chuẩn bị thi đại học. Đó là một cô gái trẻ 19 tuổi, tài năng và học vấn đều giỏi. Chu A Lập sáng sớm hôm đó, sương mù trắng xóa mù mịt, xa xa thấy một cô gái trẻ, trong bụng nghĩ lạ quá, còn sớm như vậy đứng ở đó làm gì? Đang lúc không biết là cái gì đó thì xe đã đến qua đó. Vừa xem biết là Hình Nộm mặc áo, tức thì lông tóc dựng đứng, đầu cảm thấy to lên như cái đấu, sức khỏe không chịu đựng được nữa, không thể đi học được, lại quay về nhà. Bắt đầu bị bệnh luôn, không dậy được, đầu đau như muốn vỡ, kêu khóc ầm ĩ, muôn phần đau đớn. Trong một ngày mời về mấy vị đông tây y bác sĩ, đều chẩn đoán không ra bệnh. Người dân trên núi nơi A Lập ở này đều tin thờ Thái Tử Gia. Cha của A Lập liền đi thỉnh Thái Tử Gia đến cầu xin đạp đồng lên chỉ bảo. Thái Tử Gia này có thể nói là khá thông minh. Ông ta dựa vào đồng cốt, nói: cái đầu đau của A Lập thuốc men trị không hết được đâu, ta cũng không có cách nào trị lành được. Do vì có một con quỷ nữ quấn theo quấy phá, thần không có cách đuổi đi, cần phải thỉnh bậc chân tu đến tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho nó thoát khổ. Đó mới là biện pháp rốt ráo, tốt nhất. Cha của A Lập lại hỏi Thái Tử Gia rằng: phải đi đến nơi nào để thỉnh bậc chân tu? Thái Tử Gia dựa vào đồng cốt nói: gần thì trước mắt, xa thì ngàn dặm. Cha của Chu A Lập tức thời nghĩ đến sư phụ Phổ Độ ở trên núi đối diện, em gái của cô Chơn tức cô Phụng đã thế pháp thọ giới, và cô Chơn, hai người là chân tu hành. A Lập vẫn cứ đau đầu không chịu nổi, cha và anh của cô, hai người liền đỡ cô đi gặp sư phụ Phổ Độ và cô Chơn. Rồi nó rõ lại những lời của Thái Tử Gia lên đồng đã nói, xin nhờ giúp cho việc tiêu tai bạc độ. Sư Phổ Độ và cô Chơn tức thời tụng một quyển kinh Di Đà, 49 biến chú vãng sanh, tụng chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh mỗi thứ 7 biến, hồi hướng bố thí cho nữ quỷ được siêu sanh thoát khổ, và cho A Lập một sâu chuỗi, dạy cô cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu lần một hột. Lại thuyết minh tiếp, một câu A Di Đà Phật chính là đại chú phương, muốn tránh tà tự mình niệm mới kết quả, tự mình liền có thể tiêu tai khỏi nạn, do vì tà ma quỷ quái không dám lại gần. A Lập nghe xong thấy rất có đạo lý, vô cùng cảm ơn, liền về nhà gắng sức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật mãi, niệm luôn mấy giờ, đầu nhẹ nhàng như thường, lúc nào không hay. Ngược lại, mẹ của A Lập kêu to đau đầu, liền kêu A Lập đem sâu chuỗi đến cho mẹ mượn niệm, cũng lần từng hộp niệm một câu A Di Đà Phật, niệm được mấy giờ khỏe rồi, nhưng cái đầu của A Lập lại đau trở lại, lại đòi sâu chuỗi trong tay của mẹ lại niệm. Cha của A Lập liền chạy qua cô Chơn lần nữa, nói rõ sự việc và xin thỉnh sâu chuỗi nữa. Cô Chơn một lần nữa dặn dò ông, niệm Phật không phải tay cầm chuỗi mới có thể niệm được, không có chuỗi và ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào đều có thể niệm, chỉ ở trong giấc ngủ hoặc đang trong nhà xí thì không thể niệm ra tiếng, nhưng phải nhớ niệm thầm. Cũng không phải đợi lúc đau mới niệm, lúc bình thường không kể là nam hay nữ, già hay trẻ đều phải niệm, càng niệm càng tiêu tai, tăng thêm phước thọ. Về sau, cả nhà A Lập bình an, đối với sự Phổ Độ và cô Chơn rất là cảm đội ân đức và tin sâu Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Chúng ta nói trở lại câu chuyện Hình Nộm mặc đồ kia. Hai ngày nay đứng bất động dưới cột điện. Một truyền ra 10, 10 truyền ra 100, 100 truyền ra 1000. Người trên núi không có người nào dám đi qua đó. Ông trưởng thôn bèn đi đến nhờ cô Chơn, nói: các sư cô, cứu người thì phải cứu đến nơi đến chốn. Cái Hình Nộm mặc đồ buộc luôn ở đó là điều lành ít dữ nhiều. Trong làng không có người nào dám đụng đến nó. Xin các sư cô phát tâm từ bi, mở nó ra đốt đi, để tránh gây ra nhiều tai ương. Xin nhờ, xin nhờ. Sư Phổ Độ và cô Chơn liền nhận lời nói,
Được rồi, sáng sớm ngày mai bắt đầu làm là được rồi. Qua sáng sớm hôm sau, sư phổ độ và cô Chơn đốt ba cây nhang, hướng vào hình nộm mặc đồ nói: Nữ cô hồn, ngươi ở đây tạo tội nghiệp, hại người tội rất sâu. Chúng ta thương xót cho ngươi, cho nên bây giờ tụng kinh, chú, niệm tánh hiệu A-di-đà Phật bố thí cho ngươi, siêu độ cho ngươi thoát ra ba cõi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi cái đau khổ lớn của luân hồi sanh tử. Đây mới là cứu cánh cho ngươi. Nói xong, liền tụng một quyển kinh A-di-đà, chú vãng sanh, chú đại bi, bát nhã tâm kinh, chân chân. Lúc niệm lại tánh hiệu A-di-đà Phật, thuận tiện liền mở hình nộm xuống, tháo bung hết toàn thân, lấy lửa đốt, trong khoảnh khắc biến thành một đống tro. Cuối cùng lại hồi hướng rằng: Nguyện công đức thù thắng của kinh chú này hồi hướng cho cô hồn được siêu thăng. Tiếp theo quét đống tro đó xuống khe nước lớn, nước cuốn trôi đi. Từ đó những người dân nam nữ già trẻ trong thôn Đồng Lâm này biết được điều hay tốt của việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có rất nhiều người phát tâm quy y theo Phật. 73. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương, truyền ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ giảng sanh. Kẻ hầu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Kỳ. Dịch âm: Kim Trì Hạng Đàm Tứ Bi Khai, Hỷ Thị Lâm Quân Thứ Đệ Tạc, Thị Tính Tây Phương Chư Thượng Thiện, Chân Năng Thừa Nguyện Quả Thân Lai. Dịch giả tạm dịch: Ao báo sen vàng rộ nở hoa, đón mừng Kháng Kỳ trở về nhà, đồng hàng Bồ Tát ngôi thượng phẩm, Thừa Nguyện Quả Thân Lại Ta Bà. Đại sư Ngẫu Ích nói: Chư Phật vốn gì thương xót quần mê, tùy cơ ứng hóa, dầu là quy nguyên vô nhị, mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất, thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng. Từ khi Đại Pháp, Pháp Phật ở phương Tây, Tây Vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn, chỉ hạng người rất tầm thường, nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên hoa, nhiều không thể tính đến. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ, vị liên hữu ở liên xã Đại Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật. Vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nay xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A-di-đà, đồng sanh an dưỡng và cầu nguyện Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày 7 tháng 3 năm năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công, mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp lại mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc dở lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, năm 35 tuổi nghe được một cao tăng ở Đài Loan là Pháp sư Bân Tông tuyên giảng Phật Pháp, thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật ăn chay. Và bà đã từng quy y với Pháp sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Dân Quốc thứ 38, nhà lão cư sĩ lại luyện đương giới thiệu, được học với ân sư Tuyết Lô Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên
Kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam, cầu thọ tại gia Bồ Tát Giới với lão hòa thượng Khai Tham làm gì ưu bà di Bồ Tát Giới trọn đời. Từ đó từng đi theo thầy trọng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn Tịnh Độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng hoằng pháp lời sanh như liên xã của Phật giáo ở Đại Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị liên kết hữu nghị giữa các ban, bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn Tịnh Độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng, không thể nương nhờ được quyền lực rộng lớn của Phật A Di Đà, quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư, luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư. Người tu theo Tịnh Độ quan trọng nơi thực tiễn, nếu nghi tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thực. Nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây từ sách Tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư: đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh. Để thường tự nhắc nhở, bà chỉ biết lo dưới tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật. Ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ để trên đền bổ ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là không uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do gì đầy đủ các nền tảng Phật và Nho, cho nên Ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trong mong có thể cùng nắm tay hoằng dương pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Do đó mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản trước khi giảng, tự viết bài nháp. Những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình. Nên theo khuôn phép của việc học giảng, phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, có giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc, lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài. Do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia. Các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa từ bản thân có tâm từ bi tha thiết, thể hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc liên xã thành lập, hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiện tướng hoằng pháp khéo giỏi, thuyết pháp độ chúng. Lúc bà thuyết pháp nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời quyền quạt lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng, cho nên rộng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy. Các chỗ giảng dạy đều quy nạp về Tịnh Độ để hiển bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn, các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin Tịnh Độ đến dặn hỏi rằng: bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Bà đáp: những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: nói cho rõ một chút.
Giữa ban đêm, ông nằm mộng, thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy. Người kia do đó và trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế, được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật. Nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà khen điều đại hiếu đức mừng của con người là ở chỗ này, có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp, thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu. Bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định. Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các liên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Tự. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của liên xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu, những bà con hàng xóm, các cháu quyến thuộc được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25 kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi có được ba con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình. Những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý chồng của bà mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà cao, thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức vâng lời của Lâm lão cư sĩ, y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại. Bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc từ tu và hóa độ người, lại còn có quyển Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn không mệt mỏi. Được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa, lời đầu sách. Từ tháng 8 Dân Quốc thứ 58, xuất bản lần đầu là 5.100 quyển, đến trước khi giảng sanh tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác ấn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sát nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người đứng theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh. Có thể nói là trọng kết nhân duyên với Tây Phương, được hàng vạn người và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến sách này, cảm hóa người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết A Di Đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiển Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời dứt. Và thường tán thán pháp môn niệm Phật là vô thượng chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật, tự nói tu hành. Nên nhân lúc trẻ, tự biết mình lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo đạt được nền móng niệm Phật. Nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu không thì số ngày còn lại không nhiều. Nếu vô thường chật đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại liên xã hơn 40 năm. Trong thời gian dài quân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho, bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải tương ưng, hiểu biết và thực hành đi đôi. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hàng ngày của bà đã 6 vạn câu Phật hiệu mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuỗi, tác kim can niệm. Lúc cùng tu thì niệm Phật ra tiếng theo chúng, gần như ngoài lúc ăn, ngủ ra,
trọn ngày đều tắm gội trong danh hiệu Phật. Lâm lão cư sĩ thọ trì giới, không nói lỗi của tứ chúng. Bà cho rằng hòa là quý, gặp việc nghịch ý Phật lòng đều là nghiệp chướng hiện tiền, càng phải niệm Phật mạnh hơn, cầu Phật gia bị. Bà thích nhất câu nói này của Ấn Quang Tổ sư: phải nên phát nguyện, nguyện giảng sanh, du sơn ngoạn thủy mặc người tham, tịnh độ cực lạc tự do mình không chịu về, nếu muốn về liền được, chằn gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ưng đương phát nguyện, nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự trị bất quy, quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Bài đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở Ta Bà, cực lạc mới là quê hương. Và ở liêu phòng của bà, bốn vách chung quanh không có gì, chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang Đại Sư đã viết, nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã chuẩn bị xong những công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh là dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. Một tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: tôi sắp về nhà rồi. Là liên tục khen rằng thật sự là có thế giới cực lạc. 2 ngày trước lúc giảng sanh, tự biết sức khỏe đã suy yếu, do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà. Sau giờ ngọ 1 ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: đã thấy Phật A Di Đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh. Cuối cùng 7:20 sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A Di Đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng. Trong khoảnh khắc, bà quy tay một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc thay y phục, ai nấy đều rất vui, nhìn thấy mặt mày bà tươi vui cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh cực lạc. Lâm lão cư sĩ vào ngày 26 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tiệc. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hòa tán lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói: nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học. Nếu luận về tu trì nên chọn lựa pháp khế lý, khế cơ mới có lợi ích chân thật. Một pháp niệm Phật, nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất. Thật là bản hoài của Đức Thế Tôn xuất thế độ sanh, khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm lão cư sĩ cuối cùng được giảng sanh cực lạc mà nghiệm ra, tin mà có chứng cứ. Khắp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật, đồng sanh cực lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy. Và Lâm lão cư sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với 2 câu: thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thường nguyện quả thần lai, của Tuyết Lô lão nhân dạy. Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của 3 cõi, cha lành trong 4 loài. Những người quy hướng tin theo, diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ 3 của sư tỷ Khoan Kim. Từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm tánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát, thường được nhờ Phật Bồ-Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi, trong hư không trên đỉnh đầu, từng thấy Bạch Y Đại Sĩ, tức Quán Thế Âm Bồ-Tát hóa hiện. Nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh,
Thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người, việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy, có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa Tần Tấn với anh. Sư tỷ khoan kim, tiết kiệm tằng tiện trong 3 năm trời. Thêm vào đó, được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng, làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp. 57. Phật Bồ Tát không phụ người chí tâm. Sư tỷ Khoan Kim trong 3 năm, có một hôm nhận được một lá thơ hẹn giờ, là thơ của con trai lớn ở dưới quê, Ngô Thê gửi lên. Trong thơ nói với bà, đứa cháu nội 10 tuổi bị bệnh với màng não đã 10 ngày, thuốc thang trị liệu không hiệu quả, hiện đang trong trạng thái hôn mê, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, mời mẹ về nhanh. Sư tỷ nghe tin tức, liền đi thỉnh một bức tượng Tây Phương Tam Thánh và một quyển kinh Di Đà, mang theo mỏ chuông vội vàng về quê. Đến nhà trời đã tối, thấy một thầy thuốc đang khám bệnh cho cháu, lại thấy cháu đang trong cơn nguy cấp muôn phần, tay chân bị co giật không ngớt. Chỉ thấy bác sĩ thầy thuốc lắc đầu nói, đáng tiếc, lớn như thế này mà không gặp may, sốt cao 40 độ lại bị co giật, sinh mạng đứa nhỏ này khó mà giữ lại được, tối đa chỉ kéo dài đến sáng mai. So với thằng bé họ Trần ở gần bên, mặc dù cũng đồng một chứng viêm màng não, nhưng thằng nhỏ kia sốt chỉ có 38 độ và không có bị co giật, hy vọng trị khỏi được nhiều hơn. Bác sĩ nói xong liền đi. Sư tỷ Khoan Kim mặc dù nghe những lời nói đó của bác sĩ, nhưng vẫn không nản lòng, lập tức treo tượng Tây Phương Tam Thánh lên, thắp hương đốt đèn, trước tụng một quyển kinh Di Đà và xưng niệm thánh hiệu Di Đà không dứt. Còn kêu con trai, con dâu, ba người luân phiên nhau niệm. Người già thì có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy miệng mũi của thằng nhỏ khô khốc, lại niệm một ly nước lớn chú Đại Bi chế vào miệng nó, miệng mồm liền được thấm nhuần tươi tắn. Thật đúng niệm Phật chỉ sợ tâm không chuyên, nếu có thể chuyên, người nào cũng đều có thể được cảm ứng. Đang lúc ba người niệm đến nửa đêm, thì con dâu bỗng nhiên kêu mẹ chồng một tiếng, nói: lúc con đang nhắm mắt niệm Phật thì nhìn thấy ba tượng Phật Bồ Tát rất là cao lớn đều ở trong phòng, nhưng lúc mở ra thì không thấy nữa, nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy, thật là không thể nghĩ bàn. Má có nhìn thấy không? Sư tỷ nói: rất tốt, rất tốt, có lẽ thằng nhỏ này được cứu rồi, do vì tâm con cung kính niệm khẩn thiết cầu sinh cho nên sự cảm ứng được giao thông. Con xem nó bây giờ đã hết co giật rồi đó, chúng ta tiếp tục thành tâm nữa đi. Sư tỷ Khoan Kim, con trai và con dâu, ba người gắng sức gian cầu Phật Bồ Tát. Suốt đêm tiếng niệm Phật không hề gián đoạn. Phật Bồ Tát thật là không có phụ người chí tâm. Khi trời vừa sáng, con bệnh đã xuất hạn mồ hôi và hạ sốt, con mắt đã có thể chuyển động, tứ chi cũng đã cử động được rồi. Bỗng nhiên mở miệng kêu lên một tiếng: ba nội! Lúc đó bà nội và ba mẹ của thằng nhỏ đều mừng rỡ, cảm động đến muốn khóc. Ngay lúc đó, ông bác sĩ kia bỗng nhiên đi đến, khám kỹ thằng nhỏ này, cũng rất vui mừng nói: chúc mừng, thằng nhỏ này đã không còn lo gì đến tính mạng nữa rồi, đã khỏi hơn phân nửa. Nói ra thật có kỳ tích, người bệnh nặng thì chuyển nguy thành an,
còn thằng nhỏ bên nhẹ họ Trần ở gần bên thì ngược lại đã chết. Tôi vừa được họ mời đến làm giấy khai tử cho nó. Theo lời cha mẹ nó nói, nửa đêm biến chứng, không bao lâu thì tắt thở. Do đây sẵn tiện đến thăm thằng bé nhà các vị. Sư tỷ nói với tôi, thằng cháu trưởng của tôi hoàn toàn nhờ Phật Bồ Tát giáng hiện điềm lành mới được may mắn sống lại. Đến giờ thằng nhỏ này tinh thần bình thường, ngũ quan tứ chi đoan chánh. Nhưng có điều khiến người ta khó hiểu là tại sao trong ba người của chúng tôi chỉ có mình con dâu thấy được Phật Bồ Tát hiện ra, còn hai mẹ con tôi lại không nhìn thấy. Tôi nghe xong giải thích cho bà ta nghe như thế này. Do vị sư tỷ lúc đó đã bận trì niệm Đức Chúa Đại Bi và rót từng giọt vào miệng thằng nhỏ, cho nên tâm niệm Phật không được chuyên. Đến như con trai lớn của bà, do vì chưa từng nghe qua pháp môn tịnh độ, không biết được điều hay tốt của niệm Phật, nên chỉ niệm bằng miệng, còn trong tâm thì tán loạn nên không thể thấy được. Còn con dâu của sư tỷ, nó biết nghe lời của sư tỷ, hơn được cái tâm muốn cứu con tha thiết, niệm được tâm và Phật hợp nhau, nhất tâm bất loạn, giống như nước trong trăng hiện, cảm ứng do bởi cái tâm của ta thành khẩn, cho nên không bị cái đau mất con. Đây là một chuyện thật của sư tỷ Khoan Kim và con dâu niệm Phật mà được chuyển nghiệp. Chuyện thứ 58. Tai nạn bị treo ở sườn núi, nguy hiểm kinh sợ, rốt cuộc không sao. Tấn Truyền, người con thứ ba của sư tỷ Khoan Kim, có thời gian anh ta vừa làm ông chủ, vừa làm công việc đối ngoại. Hồi năm rồi, có một hôm anh cởi một chiếc xe mô tô đến vùng quê ở trong núi sâu thuộc đất Khai Phong để thâu nợ. Lúc sắp về nhà, đi ngang qua một ngọn núi, bên trái là vách núi, bên phải là vực sâu mấy trượng. Xe chạy ngang qua chỗ này, bỗng nhiên bùng một tiếng lớn, bể bánh. Trong chớp mắt, chiếc xe rơi xuống vực sâu, nhưng Tấn Truyền tai mắt nhanh nhẹn. Hai tay túm chặt được một bụi cỏ trúc treo trên sườn núi, không bị rớt theo xe xuống vực sâu. Đất ruộng ở dưới vực có 4-5 người nông phu đang cày ruộng ở đó. Mắt thấy xe rơi xuống, liền la to, xong rồi, xong rồi. Đợi đến lúc lại dựng xe lên xem, thật là kỳ lạ, chiếc xe này vẫn còn tốt y nguyên, không có hư chút nào hết. Những người nông phu đó liền cứu Tấn Truyền đang hôn mê nằm treo trên sườn núi. Sau khi tỉnh lại, Tấn Truyền nhìn sườn núi chỗ mới treo trên đó, ngạc nhiên nói: "Ồ, tôi mới vừa rõ ràng nắm cứng bụi cỏ trúc treo ở sườn núi đó mà, mới không bị ngã rơi xuống đáy vực." Mấy người nông phu đó nói: "Sườn núi này từ nào đến giờ láng lẫy, cỏ trúc ở đâu mà có? Chắc là mắt anh hoa nhìn lộn đấy thôi." Nhưng anh thật là may mắn, từ trước tới giờ, bất kể là đi xe mô tô hay xe đạp mà bị sự cố ở đây, đều không có ai sống sót hết. Trước đây mấy hôm lại có một cô gái cởi xe đến đây bị sự cố, chết ngay đây nè. Tấn Truyền liền kiểm tra xe lại kỹ lưỡng, không có hư chút nào hết, mình mẩy cũng không bị chút thương tích nào, liền cởi xe bình an trở về nhà. Về đến nhà, lập tức chạy lên lầu lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát rất là cung kính, lại kể cho mẹ nghe câu chuyện kỳ lạ của tai nạn xe vừa rồi và lời kể của những nông phu ở đó. Nếu không phải Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện ra một bụi cỏ trúc lớn cho con nắm lấy, thì con và xe đã cùng rơi xuống vực sâu, sớm đã tan xương nát thịt rồi. Cả nhà nghe đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ra cả nắm tay. Nếu không phải Bồ Tát phò hộ cùng với những người nông phu tốt bụng, thì chiếc xe rơi xuống đáy vực như thế làm sao có thể kéo lên được. Sau khi Tấn Truyền thuật lại chuyện nguy hiểm kinh sợ vừa trải qua xong thì có hơi mệt. Lúc ngã nằm xuống trên giường nghỉ thì thần thức liền pháp phới bay đến nơi vừa rơi xe, chỉ thấy một con quỷ nữ mặt mày hung ác, trên đầu kết một sâu tiền mã lớn, chạy tới chạy lui nơi đó. Tấn Truyền sợ quá, bất giác chắp tay lại và xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Ở trong mộng mà thần thức có thể niệm Phật được thì có thể tiêu tai giải nguy. Tấn Truyền ở trong mộng niệm chưa đến 10 tiếng thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện linh trên hư không, đến gần phía trước dán tờ giấy viết Án Mani Pát Di Hồng trên trán của Tấn Truyền,
rồi dùng cây phất trần cầm trên tay phẩy con quỷ nữ biến mất tiêu. Tấn Truyền vừa tỉnh lại, hóa ra là một giấc mộng, nhưng cảnh giới trong mộng anh nhớ rất rõ ràng. Chuyện này chứng minh ai ăn nấy no, tội nghiệp của ai thì người đó phải tự tiêu trừ. Nếu như Tấn Truyền tự mình không có niệm được thánh hiệu Phật Bồ Tát thì không thể tưởng tượng được chuyện ra sao rồi. Đây cũng là chuyện cảm ứng của sư tỷ Khoan Kim dạy con niệm Phật mà được nghiệp theo tâm chuyển. 59. Đứng chắp tay mỉm cười giảng sanh Tây Phương. Việc đau xót thống khổ nhất trong đời không gì hơn chết. Không ai là không biết, cũng không ai có thể tránh khỏi. Do đây Đức Thế Tôn với tâm từ bi vô hạn, không hỏi mà tự nói, giới thiệu ra pháp môn tịnh độ, dạy người tin sâu, nguyện thiết, chuyên cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nên biết, việc giảng sanh Tây Phương cần phải ở nơi một điểm cuối cùng của tự bản thân là chủ yếu, đồng thời cũng phải cần các điên hữu trợ niệm đúng pháp. Nhưng mà lục thân quyến thuộc thường không có biết trợ giúp niệm Phật để đưa thần thức của người mất giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, hưởng thọ sự an lạc mãi mãi, mà ngược lại đau xót, khóc lóc, kêu la, đẩy thần thức của người mất rơi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu sự khổ sở lâu dài, đau thương vô cùng. Nay lại đưa ra đây một chuyện niệm Phật được giảng sanh, một chuyện thật, đứng mà hóa sanh Tây Phương như sau. 10 năm trước đây, cư sĩ Lại Luyện Đương từng nói với tôi một kỳ tích giảng sanh. Ông ta nói gần nhà của ông có một vị sư tỷ tên Ấu, đã 68 tuổi. Bà bình thường không biết chữ, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Bà chỉ có một cô con gái nên gả con bác sĩ. Phật thất hai mùa xuân thu của chùa Linh Sơn bà đều tham gia. Thấy các bạn đồng tu nam nữ đều mặc áo tràng trang nghiêm tề chỉnh, một hôm liền nói với con rể rằng: chiếc nhẫn vàng này của má, con đem đi bán giùm cho má. Con rể hỏi: má già rồi đâu có dùng tiền làm gì, phải bán chiếc nhẫn làm cái gì? Bà liền đáp rằng: má rất mong có một cái áo tràng, kỳ đã Phật thất sắp đến rồi, má cần mặc để tham gia Phật thất. Con rể hỏi bà: áo tràng cần bao nhiêu tiền, con mai cho má, hoặc mua là được rồi, không cần bán chiếc nhẫn vàng đâu. Sư tỷ Ấu nói cần 200 đồng. Sáng sớm, ngày thứ nhất của kỳ Phật thất, sư tỷ Ấu liền tắm rửa, mặc chiếc áo tràng mới may, chuẩn bị trước thắp hương, đốt đèn lại Phật ở nhà, rồi đi chùa Linh Sơn đã Phật thất. Lúc đó, gần nhà có một vị liên hữu là A Tam Muội dậy sớm, liền đến hẹn với sư tỷ cùng đi đã thất. Sư tỷ Ấu nói: A Tam Muội à, cô đi trước đi, tôi phải lại Phật ở nhà trước. Sau khi A Tam Muội đi, sư tỷ Ấu mặc áo tràng vô cùng vui vẻ, quỳ xuống lại Phật ba lại, xong ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng thánh tượng, thì thấy tượng Tam Nguyên chuyển động vòng tròn, đồng thời khói hương trong lò hương cũng chuyển động. Trong lòng không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, mà càng nhìn thì càng chuyển. Sư tỷ Ấu nghĩ không ra tại sao, mặc nguyên áo tràng đến mấy nhà liên hữu ở gần, mời họ đến xem tại sao Tây Phương Tam Thánh và Lư Hương đều quay vòng. 4-5 vị liên hữu theo bà đến nhà, mọi người đều nói không thấy gì. Lúc các vị liên hữu cùng nhau đồng lời nói, nhưng không thấy sư tỷ Ấu trả lời. Quay lại nhìn thì thấy sư tỷ Ấu đứng yên không nhúc nhích, hai tay chắp lại mỉm cười quy tay rồi. Các vị liên hữu tức thời đúng như pháp trợ niệm cho sư tỷ và bảo người nhà không được khóc mà cùng trợ niệm, lại kêu con rể của sư tỷ đến chùa Linh Sơn mời A Tam Muội đồng về trợ niệm. Lúc con rể sư tỷ đến chùa gặp được A Tam Muội, nói với cô: má tôi đã giảng sanh Tây Phương, mời cô về trợ niệm. Thì A Tam Muội làm sao chịu tin, do gì cô ta sáng nay còn gặp sư tỷ Ấu, lại còn hẹn với sư tỷ đồng đến chùa Linh Sơn tham gia Phật thất mà. Chuyện kỳ tích giảng sanh Tây Phương này tôi cũng có hỏi qua sư tỷ A Tam Muội, chứng minh đích xác, không có nửa câu giả dối. Truyện thứ 60. Hiện bốn tướng lành nhất định vãng sanh Tây Phương. Người không tin Phật không sanh vào nhà ta, ông Lữ dạy con đời đời được vinh hoa.
Hai câu trước là nói về ông Lữ Mông Chánh đời Tống. Ông là một vị Phật tử thuần thành. Mỗi ngày vào sáng sớm, khi lại Phật lại Tổ, đều lấy hai câu này làm câu cầu nguyện sau cùng của thời khóa hàng ngày. Hai câu sau là người đời sau khen ngợi ông Lữ dạy con có phương pháp. Tứ đại đồng đường, tức bốn thế hệ, gồm ông bà cố, ông bà nội, bố mẹ, con cái ở chung trong một gia đình. Hưởng lộc đều là đệ tử Tam Bảo, vinh hoa phú quý, làm quan đến chức tể tướng. Lời tục ngữ nói rất hay, gia đình muốn hưng thạnh, hãy nhìn xem con cháu. Mỗi gia đình đều có con cái, đều mong ước chúng trở thành hữu dụng. Nhưng hiện đang đời mặt Pháp, có thể có được mấy người giống như ông Lữ dạy dỗ cháu con học Phật để được nhờ lợi ích của Phật Pháp? Thật có thể nói là ít thấy như lông chim phụng sừng kỳ lân. Mặc dầu là ít có khó được, nhưng Bút Giả, tức bà Kháng Trị, rốt cuộc đã thấy được một vị. Ông ta chính là cư sĩ Lâm Thanh Giang mới vãng sanh gần đây. Tuy không có tài hoa như ông Lữ, nhưng sự dạy dỗ con cháu học Phật giúp đỡ cho ông vãng sanh lúc mạng chung, hiện được tướng lành không thể nghĩ bàn, thật đáng quý, khó thể có được. Sự thật như sau: lão cư sĩ Lâm Thanh Giang, quê của ông ở một làng bên bờ biển ở Ngô Thê, hiện ở số 15 đường Đại Trí, thành phố Đài Trung. Ông tự kể lại, khi mới vừa sinh ra đời đã chịu một tai nạn lớn. Do vì nhà ông ở bên bờ biển, ông mới sanh 20 ngày bị trời mưa lâu, nước biển dâng lên, có mấy làng đã bị nước biển dâng lên cuốn đi, biến thành biển cả mênh mông, không nhìn thấy bờ mé. Cả nhà ông ta vội vã dùng chiếc bè tre đánh cá, chất hết người cả nhà và lương thực lên trên chiếc bè tre đó, mặc cho nước cuốn trôi. Trong đó có một người sản phụ bồng một đứa trẻ chưa đầy tháng, đó là Lâm Thanh Giang. Ở trên chiếc bè tre đó trôi nổi 20 ngày, thật là 9 phần chết, 1 phần sống. Vượt qua lần tai nạn này, có người nói, nạn lớn mà không chết, ắt có phúc về sau. Cái hạnh phúc đó của Lâm lão cư sĩ là cái gì? Có lẽ chính về việc về già được sự lợi ích do học Phật nghe Pháp. Lâm lão cư sĩ tư chất thông minh tự nhiên, tuổi thiếu niên đi học rất có trí nhớ, phần lớn những sách đọc qua rồi thì không quên. Cho nên những thứ ông đã học như địa lý, y học, số mạng, bốc thuật tức coi bói, tướng thuật và thơ văn, thảy thảy đều giỏi, có thể cùng với người nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được. Mặc dù nghề nghiệp của ông là buôn bán, nhưng nếu có thời gian rảnh, ông liền khám bệnh bốc thuốc cho người, bất kể là trị những chứng bệnh khó khăn gì. Phần nhiều là thuốc đến là hết bệnh, cho nên những bệnh nhân được trị khỏi khắp nơi rất nhiều. Hết thảy đều là kết duyên, không bao giờ nhận tiền của ai. Cho nên ở trong làng, những bà con bạn bè đều khen ông là đệ nhất thiện nhân. Do bởi nhân duyên làm lành mà vốn dĩ y theo nghề tháng năm sanh của ông tự coi số, thì thọ mạng tối đa của ông là 54 tuổi, so với lúc ông vãng sanh hồi năm ngoái là 79 tuổi, tính ra là thọ thêm được 2 kỷ. Nếu như không thọ thêm 24 năm thì cũng đã sớm giống như những người thường đi vào luân hồi lục đạo rồi. Cơ duyên học Phật của Lâm lão cư sĩ là vào lúc nhà ông ở đường Dân Tộc, thành phố Đài Trung, làm hàng xóm với cư sĩ Giang Ấn Thủy. Giang cư sĩ mới rủ ông đi nghe kinh niệm Phật với lão ân sư Lý, tức ngài Lý Bỉnh Nam, rồi thọ đại giới Bồ Tát. Từ đó hai thời khóa sáng tối không gián đoạn, đều là cùng ông bạn già đồng ra vào cùng nhau tu trì. Ông chẳng những tự tinh tấn tu hành, đối với việc dạy dỗ con cái, ông cũng rất chăm chỉ, tạo thành một gia đình Phật tử thuần thành, nhất là đối với đứa cháu nội Diệu Đường càng chú trọng. Đặc biệt mỗi sáng Chủ nhật, vào tuần lễ Đức Dục Nhi Đồng của Liên Xã, ông đều bảo cháu nội Diệu Đường đến tham gia niệm Phật nghe chuyện. Về sau, lại khích lệ cháu nội gia nhập lớp Bổ Túc Quốc Văn. Sau khi học xong lớp Bổ Túc Quốc Văn, lại tham gia đại hội diễn giảng của thanh niên Tân Xuân ở Liên Xã.
diệu đường trước sau đã có 4 lần kinh nghiệm. Đây đều là do sự hung đúc của ông nội. Diệu đường chẳng những ăn nói lanh lợi, mà còn do cội gốc gia đình có ăn học, được truyền thừa y bác của ông nội. Những sở đắc của ông nội, chí nguyện sau này cô muốn hành nghề chữa bệnh, làm nghĩa giúp đời, cứu giúp những người bệnh. Lão cư sĩ Lâm Thanh Giang năm rồi 79 tuổi, sức khỏe bỗng suy yếu, tứ đại không điều hòa, nằm bệnh triền miên 6 tháng. Nhưng lúc ông đau đớn vì bệnh, chỉ cần người trong nhà ở trước mặt ông vì ông mà niệm Phật thì ông không có kêu đau gì cả. Về sau, các người trong nhà bèn chia ban ra niệm Phật suốt ngày đêm không ngớt và thỉnh ân sư Vĩnh Công về khai thị cho ông, dạy cho ông buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đến ngày 22 tháng 12 âm lịch lúc nửa khuya, Diệu Đường nhắm mắt niệm Phật bên ông nội, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người muốn xông vào cửa lớn. Nhưng hai bên cửa lớn, phía bên trái có Bồ Tát Già Lam Thánh Chúng đứng, tay cầm đại quang đao. Phía bên phải có hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đứng, tay cầm hàng ma chữ. Hai vị Bồ Tát này dùng đại quang đao và hàng ma chữ chặn đứng đám người đó lại rồi đuổi đi. Nhưng không bao lâu lại có một đám người khác đến nữa. Liên tiếp 3 lần đều như thế. Diệu Đường nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng, liền biết là oan nghiệp đời trước đến đòi nợ, vị thần hộ pháp của Phật giáo chặn đứng đuổi đi. Sáng sớm lão cư sĩ nói với con dâu, tức mẹ của Diệu Đường rằng, tối nay bà sẽ vãng sanh Tây Phương. Diệu Đường liền chạy đến liên xã, thỉnh các vị trợ niệm, có ban trưởng ban Phủ Đức là Hoàng Thái Vân và một số người đến trợ niệm cho ông. Từ sáng sớm ngày đó bắt đầu niệm, niệm đến hơn 10 giờ tối. Sau khi các vị trong ban hộ niệm đi về, thì cả nhà do Diệu Tường hướng dẫn niệm Phật. Không bao lâu, bỗng nhìn thấy một đạo hào quang từ cửa xẹt vào, đối thẳng với tượng Phật A-di-đà, liên tiếp 3 lần phóng ánh sáng như thế. Lúc đó, lão cư sĩ Thanh Giang trên mặt lộ vẻ khoan thai vui vẻ, miệng mỉm cười vãng sanh Tây Phương. Lúc đó đúng 11 giờ đêm. Vì phải sắp đặt bàn linh, đang lúc Diệu Đường muốn đi ra ngoài cửa để đi mua đèn cầy, thì thấy hào quang rực rỡ trên hư không từ hướng Tây chiếu thẳng vào nhà. Vì nhà của ông tòa vị hướng Đông, quay về hướng Tây, lúc Diệu Đường về nhà thì người anh đang niệm Phật bên ông nội nói với Diệu Tường rằng, lúc em đi ra ngoài mua đèn cầy, anh đang niệm Phật ở đây, thì bỗng có một làn hương thơm bay lại. Không phải mùi của đàn hương, cũng không phải là mùi thơm của hoa, mà là mùi thơm rất lạ, ở thế gian này ít có. Hướng về những quỷ thần hung ác nói, thằng nhỏ này phải sống trên dương thế, các người không được bắt nó đi. Nói xong, dùng phất trần lên phẩy một cái, những quỷ thần đó liền biến mất. Người nữ trang nghiêm đó liền hướng về mẹ con của Kim Tinh nói, ngươi phải nên niệm Phật A-di-đà, thì con của ngươi sẽ dễ nuôi. Từ đó về sau, sức khỏe thằng bé Kim Tinh được chuyển đổi từ ốm yếu thành mạnh mẽ, vui vẻ, dễ nuôi. Sư tỷ A Thuyên kể đến đây là nói với tôi, sư tỷ kháng kệ à, sư tỷ xem, nếu không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nàng, hiện thân đến giải cứu, thì làm sao có được Kim Tinh ngày nay? Chắc đã chết non năm 3 tuổi rồi. Tôi liền hỏi bà ta, Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cô ta phải niệm Phật A-di-đà, cô ta có niệm hay không? A Thuyên đáp, em gái tôi vốn không hiểu được A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì. Do vì nó hỏi tôi việc này, tôi liền nói cho nó nghe những điều hay tốt và ý nghĩa của việc niệm A-di-đà Phật. Từ đó mới bắt đầu niệm Phật. Ngày tháng thôi đưa, thời gian như tên, mới nháy mắt mà Kim Tinh đã 17 tuổi rồi và là một thanh niên hiền lành, siêng năng làm việc. Từ sự giới thiệu của Diệu Đường, anh gia nhập lớp bộ túc quốc văn của liên xã ở Đại Trung, thành tích học tập thuộc hạng giỏi, và anh cũng tham gia 4 lần đại hội giảng diễn của thanh niên Phật giáo Tân Xuân và tham gia hoằng pháp ở thành phố, đều do từ một tấm lòng thành mà ra. Tại ăn nói lanh lợi, chẳng những tự thân được pháp hỷ xuân, được sự đồng ý của ba mẹ thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh lớn về lập bàn thờ phụng. Mỗi sáng
nhất định phải thành khẩn lễ bái niệm Phật xong mới đi làm. Đây là sự việc của mùa hè năm ngoái. Gần nhà của Nghĩa Hoàng có một nhà nọ dọn về quê ở làng Sa Lộc ở. Bà chủ của nhà này đã được sự khuân tập của Nghĩa Hoàng, hiểu được niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu tai giải nguy, cho nên trong tàng thức đã gieo trồng hạt giống kim cang. Nhưng trong nhà của bà, từ chồng bà trở xuống, mọi người đều không chịu niệm Phật. Chồng của bà làm thợ rèn trong một công xưởng ở Đài Trung. Có một hôm, vì trong công xưởng có nhiều việc, ông chủ kêu ông ta về quê tìm mướn công nhân dẫn lên. Ông này cũng là một người hiền hậu siêng năng, tranh thủ lúc làm việc ca đêm xong, liền ngồi chuyến xe 11 giờ đi về Sa Lộc. Nhưng muốn về đến nhà, nhất định phải đi bộ một tiếng đồng hồ. Lại phải đi qua một con đường sắt xuyên dọc theo bờ biển. Ông này đến Sa Lộc đã hơn 12 giờ, muốn thuê xe taxi, xe đòi giá 20 đồng. Nhưng ông từ trước đến giờ rất hà tiện, không cam lòng tiêu xài 20 đồng, nên tự đi bộ về nhà. Lúc đi đến chỗ xa xa phía trước là con đường sắt, thì nghe tiếng nỉ non khóc lóc của một người con gái. Lúc đi đến gần đường sắt, thì thấy cô gái đó khoảng 16-17 tuổi, ngồi giữa đường sắt. Cô gái này mặc đồ trắng, trên lưng mang một bao vải. Ông này vội vàng đi qua, thì cô gái ngồi giữa đường sắt đó lại từ phía sau kêu theo không ngớt. Chú ơi, tôi muốn theo chú về nhà. Lúc đó, ông này nghe tiếng kêu của cô gái đuổi theo càng lúc càng gần. Không khỏi lông tóc dựng đứng, không biết yêu ma quỷ quái gì. Quay mình lại xem thử một cái, thì thấy cô gái đó chỉ mặc có một chiếc áo lót. Thấy ông quay lại nhìn, cô ta mạnh bạo kéo áo cho lộ ngực ra. Ông sợ quá, quay đầu lại phóng chạy riết về nhà. Lúc kêu cửa đã hơn một giờ khuya. Ông này chạy đến nhà hốt hoảng gõ cửa. Vợ ông ta vừa mở cửa thấy chồng xông vào ngã trên ghế dựa hôn mê, bất tỉnh nhân sự, lại còn thở gấp hổn hển. Bà vợ khôn ngoan cảm thấy việc này nhất định phải có duyên cớ gì đây. Tức thời ngồi bên mình ông lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Niệm chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thần trí của chồng bà dần dần tỉnh lại. Khi bình tâm tỉnh trí, liền đem sự việc ở bên đường sắt nhìn thấy âm hồn nữ quỷ truy đuổi kêu réo kể lại cho vợ ông nghe. Vợ ông nói, con người ông như vậy, vừa hồ đồ vừa mê tín. Bình thường trước ngực ông có đeo cái bùa bát quái gì đó, có thể đuổi tà được mà. Nghĩa Hoàng dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật, ông lại không tin. Nếu như không phải sau khi về nhà, tôi cố sức niệm Phật, có lẽ đến giờ ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh nữa là. Chuyện trên đây do cậu học sinh Nghĩa Hoàng kể với tôi. Tôi hỏi cậu ta, cái ông đó về sau thế nào? Cậu ta đáp, bình an vô sự, sáng sớm ngày sau lại đến Đài Trung đi làm. Ba vị thanh niên trên đây có thể làm ra được công đức không thể nghĩ bàn như thế. Diệu Đường trợ niệm cho ông nội vãng sanh và khuyến độ được Kim Tinh học Phật. Kim Tinh do lòng hiếu cảm được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trị khỏi bệnh cũ nhiều năm cho mẹ, lại khuyến độ thêm được Nghĩa Hoàng niệm Phật. Tinh thần từ bi của Nghĩa Hoàng khéo dẫn dắt cho bà hàng xóm niệm Phật, cứu được chồng bà ta được khỏi bị nữ quỷ chọc phá. Chả trách ông Lữ Mông Chánh phát nguyện, người không tin Phật không sanh nhà ta. Có thể thấy được, con em biết học Phật cũng có thể cảm hóa được người lớn. To lớn thầy Phật Pháp, thật không thể nghĩ bàn. 63. Tài xế niệm Phật, tai ương tiêu trừ. Vào mỗi chủ nhật có tuần lễ nhi đồng đức dục ở liên xã, người đứng đầu phụ trách chủ nhiệm là Lại Tuyết Hà. Mọi người đều gọi bà là bà giáo Lại. Một buổi sáng chủ nhật, các em bé ở chung quanh gần đó đều tập hợp đến liên xã. Bà tập cho hát tiếng Phạn, niệm Phật và kể những câu chuyện ngắn có quan hệ về đạo đức nhân nghĩa, khiến tâm linh của trẻ được gieo trồng những hạt giống lành. Bà giáo Lại rất là từ bi, chẳng những tận tâm với nghĩa vụ, nhiệt tâm dạy dỗ các em. Nếu gặp vào những ngày lễ vía của Phật, Bồ Tát, bà lại còn tự móc hầu bao
mua ít kẹo để kết duyên với các em nhỏ. Hơn 10 năm vẫn cứ phát tâm như thế. Các bậc phụ huynh của các em được thọ ân huệ của bà, ai cũng đều cảm kích. Bà giáo lại hiện nay đang làm việc ở một nhà máy ga lớn ở thành phố Đại Lửa biết nhảy, làm chức chủ nhiệm phòng hành chánh tổng hợp. Bà làm việc rất chăm chỉ, người trên kẻ dưới thảy đều rất tôn kính. Hồi năm rồi, ngày 17 tháng 11, dưới Đức Phật A Di Đà, bà giáo lại đến hội liên nghị. Sau khi bái tổ tiên xong, bà nói với tôi: trong việc sang cây Bồ Đề, tôi xem được những sự tích cảm ứng của sư tỷ viết, cảm tạ từ ân của Phật Bồ Tát, trong lòng thật hoan hỷ vô lượng. Bà giáo lại nói: nhà máy của chúng tôi có một nhóm tài xế trẻ, mỗi buổi sáng lúc ngồi sau tay lái sắp chở hàng đi, tôi liền dạy họ niệm 10 câu A Di Đà Phật trước, rồi mới để họ lái xe đi, và dặn đi dặn lại nhiều lần, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nên nhanh chóng niệm A Di Đà Phật to lên. Ngày ngày được dặn dò chỉ bảo như thế, lâu dần thành quen, tự nhiên đều như thế, không cần phải dặn dò chỉ bảo nữa, họ tự đều biết niệm cả. Có một lần, một vị tài xế mặt mày tươi rói đến nói với tôi: A Di Đà Phật sao mà đắc dụng như thế? Tôi liền hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Anh tài xế nói: hôm qua tôi đi chở hàng xa, mãi đến tối mới trở lại, nửa đường xe xảy ra sự cố, cứ chạy lệch hướng, gắng sức thế nào cũng không bẻ lái lại được. Tôi liền lập tức niệm A Di Đà Phật, xe bỗng nhiên tự động dừng lại bất động. Tôi lập tức xuống xe xem xét, không ngờ bị một đống cát cản đứng bánh xe trước lại. Đi tiếp ra phía trước xem thì giật mình hết hồn, có một cái hố sâu. Lúc đó nếu như không phải Phật A Di Đà quá ra đống cát cản đứng bánh xe lại, chạy tiếp về phía trước không chết thì cũng bị thương, như thế thật nguy hiểm quá sức. Anh tài xế do đó mà cảm ơn vô cùng việc dạy họ niệm Phật hàng ngày, nhờ đó mà được gặp dữ quá lành, nhặt lại được mạng sống. Bà giáo lại nói: có một lần nữa, một anh tài xế khác có một hôm mặt mày hớn hở đến nói với tôi: Phật A Di Đà thật là hay. Tôi liền hỏi anh ta: anh được cảm ứng gì mà vui vẻ thế? Anh tài xế này liền nói: tôi ngày hôm nay nếu như không biết niệm A Di Đà Phật chắc là đã sớm gây ra án mạng. Do vì hôm nay lúc lái xe trên một đại lộ, bỗng có một đứa nhỏ băng ngang đường, chạy ngay đến trước xe tôi. Tôi đạp thắng gấp cũng không kịp, tức thời giọt miệng niệm lớn tiếng A Di Đà Phật. Trong bụng nghĩ đứa nhỏ chắc chắn đã chết thảm dưới bánh xe, cho nên sợ đến nỗi toàn thân tháo mồ hôi hột. Nhưng khi xe dừng lại rồi, nhìn xuống thì thấy thằng nhỏ đó không có sao hết, đang vội chạy chuồn đi. Anh tài xế này cũng cảm ơn tôi rối rít. Bà giáo lại nói tiếp: lại có một lần, trong nhà máy có một viên chức già đến hỏi tôi. Ông ta nói phòng ốc ở nhà ông rất khó ở, mỗi lần đến đêm khuya mọi người yên tĩnh hết, thường có những âm thanh quái đản, lại có vẻ gấp rút, có nhiều lúc bị quấy rầy đến suốt đêm không yên được. Không biết phải làm thế nào mới được đây. Tôi liền chỉ ông ta phương pháp niệm A Di Đà Phật và nói thêm với ông ta: chẳng những sớm tối phải niệm mà còn trước khi ngủ cũng phải niệm. Nếu lúc phát giác có gì lạ thì càng phải niệm to hơn. Thật là một thang thuốc A Di Đà trị hết được muôn bệnh. Vài tháng sau ông già đó đến cảm ơn, nói với tôi rằng: hiện nay nhờ phước ấm của bà mà mỗi đêm ngủ thẳng giấc tới sáng đã yên ổn hết rồi. Tinh thần to lớn của bà giáo lại ở trong Phật môn, tâm tâm niệm niệm đều là muốn cứu độ chúng sanh. Ở trong xã hội đối đãi với mọi người từ tốn lịch sự, làm việc thì chân thực, ở trong gia đình thì hòa thuận tốt đẹp, đích thật là một người vợ hiền mẹ tốt. Có thể nói từ gia đình ra đến xã hội cho đến công sở làm việc, cả ba đều tốt đẹp, đáng được xưng là bậc trượng phu trong nữ giới, khiến mọi người đều kính phục. Truyện 64. Niệm Phật cảm ứng được Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa cứu đứa em. Nhớ lại từ 15 năm trước, hội viên Hoằng Pháp của Liên xã Trì Huệ Lâm đến Quân Công Liêu ở khu Bắc Đồn Hoằng Dương Chánh Pháp tổ chức một ban niệm Phật gia đình. Đính công ân sư đặt tên cho là Ban Di Đà. Lúc đó Huệ Lâm nói với tôi:
có một cô gái trẻ trong bang Di Đà tên là Ngọc Chi, chẳng những thành khẩn hai thời sớm tối, lại còn rất nhiệt tâm giúp đỡ trong bang làm việc. Do đây được cảm ứng đạo giao với Quán Thế Âm Bồ Tát mà cứu được mạng đứa em trai 4 tuổi của cô ta. Quân Công Liêu là một làng trong núi dựa gần một cái vực to. Lúc bấy giờ, gần nhà của Ngọc Chi có một ao cá, nước trong ao sâu hơn một trượng. Có một hôm, đứa em trai 4 tuổi của Ngọc Chi lúc đi chơi ở ngoài về nhà, mẹ nó vừa nhìn thấy mặt mày, tay chân, đầu tóc, quần áo giống như là con gà mắc nước, toàn thân ướt hết, lại bê bết bùn đất. Bà mẹ liền biết nhất định là té xuống trong ao sâu. Bà mẹ liền hỏi nó: "Con làm sao mà ướt nhẹp cả người tới thế này?" Thằng nhỏ liền nói: "Con đang chơi bên ao, sơ sẩy bị té xuống trong nước." Bà mẹ vừa vội vã tắm thay đồ cho nó, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi nó: "Con đã té vào trong ao, lại như thế nào mà bò lên được vậy?" Thằng bé lại nói: "Lúc con té trong ao sâu thì thấy có một vị nữ nhân nhảy vào trong nước bế con lên, đặt xuống bên ao, rồi lại dẫn con về nhà. Lúc về đến cửa thì lại không thấy đâu." Mẹ của nó liền dẫn nó đến bên ao xem. Trên đất một vũng nước ướt còn chưa khô. Bà ta liền hỏi những người phụ nữ bên ao: "Trong các vị ai là người nhảy vào nước cứu được thằng bé nhà tôi?" Mọi người đều nói không có, hỏi ai cũng không biết. Bà lại kêu thằng bé đi nhận vị người. Họ nói là vị nào cứu nó, nhưng thằng bé này đều lắc đầu nói không phải. Vì muốn tri ân báo ân nên đã hỏi khắp hết các phụ nữ trong làng, vẫn hỏi không ra người nào. Trải qua khoảng mấy tháng, có người từ Nhật Bản mang về hạt đầu của sâu chuỗi, tức quả bầu. Có một lần mang đến bang Di Đà bán, mỗi hạt là 10 đồng tiền mới của Đài Loan. Một mắt nhắm một mắt mở xem thì thấy trong hạt pha lê nhỏ đó có một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm vô cùng. Ngọc Chi cũng thỉnh một hạt về nhà. Cả nhà nam nữ già trẻ như được vật chí bảo, mọi người đều tranh nhau muốn xem. Thằng bé cũng giật lấy đem đi xem. Vừa lúc nhìn thấy liền nhảy nhót vui mừng reo to lên: "Má ơi, con khi trước té vào trong ao, người bế con lên chính là người trong hạt chuỗi này." Lúc bây giờ cả nhà Ngọc Chi mới bừng tỉnh ngộ ra, thật vô cùng cảm tạ từ ân của Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện thật Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa giải cứu đứa em trai của Ngọc Chi thoát khỏi nạn nước trong ao sâu trên đây là Huệ Lâm kể lại với tôi. 65. Nhân duyên tinh Phật của hai bà cháu. 12 năm trước, có một thời kỳ lúc điên xã niệm Phật vào mỗi thứ hai. Mỗi lần như thế đều có một em bé khoảng 10 tuổi tham gia. Sư tỷ khoan phụng nói với tôi: "Thằng bé này gần đây bị hai người chú đã mất của nó dẫn đi âm phủ, được Phật A-di-đà giành lại cứu đem về." Những lời này khiến tôi ngạc nhiên không hiểu gì hết, liền hỏi thăm nguyên nhân. Sư tỷ khoan phụng liền nói ra sự thật sau đây: có một vị liên hữu ở trên một tòa lầu đối diện với quán trọ hợp tác ở khu Tây. Gia đình người ở tầng dưới có một đứa cháu khoảng 8 tuổi bị bệnh với màng não, bác sĩ Đông Tây Y điều trị đều không hiệu quả. Đã hơn 10 ngày phát sốt cao không hạ, toàn thân đều tê dại, không còn biết gì nữa. Sư tỷ ở trên lầu mắt nhìn thấy thằng bé lanh lợi dễ thương bị bệnh tội nghiệp đến thế, liền nói với bà nội của nó: "Thằng nhỏ này đã bệnh nặng quá rồi, thuốc men gì đều không có công hiệu. Tôi dẫn bà đi đến liên xã cầu nguyện Phật Bồ Tát phò hộ và thỉnh một ly nước chú Đại Bi cho nó uống." Bà nội của nó vốn là người không tin Phật, nhưng hiện đang bị khổ não bức bách quá, không còn cách gì, không biết làm thế nào nữa, nên liền làm theo lời của sư tỷ. Hai người đến liên xã khấn vái trước Phật Bồ Tát cầu nguyện được bình an và thỉnh một ly nước chú Đại Bi đem về, lấy muỗng, từng muỗng rót vào trong miệng thằng bé. Xong, sư tỷ trở lên lầu niệm Phật. Sư tỷ ở trên lầu niệm Phật chưa đến 10 phút, bỗng nhiên nghe những âm thanh hỗn loạn dưới lầu, tiếng kêu réo, khóc la. Sư tỷ vội vã xuống lầu xem.
toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sư tỷ sợ đến nỗi gần như hồn phi phách tán. Do gì mới vừa thỉnh nước chú Đại Bi cho nó uống xong, bây giờ lại biến chứng co giật, hai mắt trợn đứng, tim đập loạn xạ. Sư tỷ tức thời lấy xong chuỗi trong tay đặt vào chỗ co giật, miệng cứ to tiếng niệm A Di Đà Phật. Niệm được chưa đến 20 phút, co giật đã dần dần giảm nhẹ, tim cũng hồi phục lại bình thường. Thánh hiệu văn đức hồng danh, chỉ sợ không chuyên. Nếu như chuyên tâm nhất ý niệm, có niệm tất linh. Lúc đó thằng nhỏ bệnh thở ra một hơi, liền mở miệng nói chuyện. Hai chú, một người lôi tay của con, bắt con đi theo mấy chú. Con không chịu đi, lại rất sợ. Mấy chú liền ép lôi kéo con đi. Mà đến lúc nghe tiếng niệm A Di Đà Phật của bà cô ở trên lầu mới buông tay ra, chạy ra ngoài cửa. Hiện mấy chú vẫn còn ở ngoài cửa, mắt cứ nhìn con chằm chằm, thật sợ quá đi. Mau thỉnh bà cô niệm Phật A Di Đà tiếp đi. Lúc đó bà nội của nó liền nhớ lại con mình chết hồi 3 năm trước, liền kêu tên của hai người và nói: các con không được cưỡng ép bắt cháu đi, các con phải phò hộ cho sức khỏe của nó được bình an, thì mẹ sẽ nhận nó làm con thừa tự cho các con, sẽ dứt trên bài vị của các con thờ phụng, và đến ngày Tết ngày giỗ sẽ cúng tế cho các con. Nói ra cũng lạ, từ đó về sau sức khỏe của thằng bé này dần dần được khôi phục như cũ, tứ chi ngũ quan tinh thần đều trở lại bình thường, hoàn toàn không có trạng thái gì khác lạ. Bà nội của thằng bé lại nói với sư tỷ: chả trách mấy tháng lại đây thường ở trong chiêm bao nhìn thấy hai đứa con 3 năm trước nói nhau qua đời, tụi nó đòi tôi cho con thừa tự, con nói giỏi để cúng bái. Tôi vốn không tin việc này, việc trong mộng làm sao mà có thật, đây chính là lỗi của tôi. May mà có sư tỷ cứu được mạng của cháu tôi, thật là cảm ơn vô cùng. Truyện thứ 66, oan hồn theo đuổi, bị sốt cao, niệm Phật hết sốt. Lại nói về một lão sư tỷ ở nơi Hoằng Pháp Vũ Phong 10 năm trước. Bà ở đường Trung Chánh làng Vũ Phong, đã hơn 70 tuổi. Người ta đều gọi bà là Thiếm Chi, là một đệ tử Tam Bảo, rất cung kính, hết lòng niệm Phật. Có một hôm, vị lão sư tỷ này nói với tôi: đứa cháu nội 9 tuổi của tôi mấy ngày trước đến một chỗ xa nào đó, buổi sáng mới đi rất là vui vẻ, buổi chiều về sức khỏe không được thoải mái, cũng không ăn cơm tối, liền ngã ra giường ngủ. Thằng bé này hồi nào tới giờ vốn ngủ với bà nội. Người già thường có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy đứa cháu nội đi chơi bên ngoài về liền ngã ra ngủ không tỉnh, trong lòng cảm thấy không an nên cũng không ngủ được, liền ở bên cạnh cháu, thường dùng tay sờ trán của cháu thăm dò tình hình lạnh nóng. Đến hơn 2 giờ khuya, cảm thấy cháu bắt đầu phát sốt cao, liền cung kính niệm một ly nước chú Đại Bi, kêu nó dậy cho nó uống. Nó uống xong một ly lớn nước chú Đại Bi, liền nói: bà nội, hôm nay con đi chơi bên ngoài, sau khi ăn cơm dưới một gốc cây, chơi một chút sức khỏe liền rất không thoải mái. Do gì có một thằng nhỏ đi theo con về nhà, nó nói với con nó cũng 9 tuổi, nó là thằng nhỏ hồi năm ngoái cũng chơi ở đó bị té chết. Nó bây giờ cũng còn mặc đồ học sinh, nó nói bây giờ nó rất buồn tẻ, nó muốn con cùng nó làm bạn. Bà nội, nó hiện vẫn còn đứng trước giường muốn con đi chơi. Lúc đó lão sư tỷ nghe đứa cháu nói những lời đó rồi, bất giác run lên, lông tóc dựng đứng, nhưng không thể không tự phấn chấn tinh thần, tự nâng cao dũng khí nói: nhà của ta không oán không thù gì với ngươi, nếu như có oán thù đi nữa thì oán nên mở mà không nên buộc. Bây giờ ta niệm chú giảng sanh bố thí cho ngươi, để ngươi có thể siêu sanh thoát khổ, ngươi nên chú ý nghe. Lão sư tỷ liền niệm 3 sâu chuỗi liền không gián đoạn, đã hơn 300 biến, lại niệm tiếp thánh hiệu A Di Đà Phật, không biết niệm được mấy ngàn câu. Đứa cháu nội lại kêu lên: bà nội, lúc bà nội niệm chú giảng sanh, nó liền đi ra ngoài cửa, vẫn còn dùng tay ngoắt con, kêu con đi ra. Mãi đến lúc bà nội niệm A Di Đà Phật thì không thấy nữa. Lão sư tỷ nói: tôi liền rót một ly nước nóng nữa cho thằng bé này uống, cho nó trấn tĩnh tinh thần. Nó liền ngồi dậy, nói muốn đi tiểu.
Nó lúc đó trong bụng vẫn còn run, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm ra cửa, sợ đến nỗi hai tay ôm chặt lấy chân của bà nội. Đến nhà vệ sinh không dám đóng cửa, lại còn kêu bà nội đứng ngay cửa. Lão sư tỷ nói, nếu không phải thiệt nhìn thấy ma quỷ, vì sao mà lại sợ đến như vậy? Sau khi đi tiểu về đến phòng, lại tháo mồ hôi đầy mình, sốt cũng đã lui rồi, ngủ một giấc ngon lành, trời sáng thức dậy, lanh lợi lại như thường, bình an vô sự. Lão sư tỷ lại nói tiếp, tôi rất cảm ơn sư tỷ, vì sư tỷ đến dạy chúng tôi niệm A-di-đà Phật, cho nên tôi mới nói cho sư tỷ nghe. Tôi liền hỏi, đang lúc thằng bé sốt cao, quỷ phá rất nghiêm trọng, sao bà không kêu con trai và con dâu bà dậy? Lão sư tỷ đáp, vì tụi nó ngủ trên lầu, oan nghiệp theo đuổi từ bên ngoài đến, người không tin theo Phật, không cách gì giải quyết được, nên kêu cũng vô dụng, cho nên không có kêu tụi nó. Lão sư tỷ đã hơn 70 tuổi rồi, từ lúc nghe được pháp môn tịnh độ, tinh thần rất tốt, căn lành sâu dày, phát trí huệ lớn, luôn giữ tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Gần đây nghe cư sĩ A Thẩm nói, Liên xã ở Đài Trung phái cư sĩ Giang Ấn Thủy và Lại Luyện Đương đến nhà tù giảng pháp. Do đây mà Lâm Phúc được nghe sự mầu nhiệm của pháp môn tịnh độ, liền tin sâu không nghi, ngày đêm chí thành niệm Phật, nguyện cầu tiêu trừ nghiệp chướng, phát nguyện sanh Tây Phương. Đến tháng 12 Dân Quốc năm 42, thời hạn tù đã hơn phân nửa, Lâm Phúc được tạm tha về nhà. Về sau, mỗi chủ nhật đều đến chùa Linh Sơn nghe pháp với ân sư Bính Công. Mỗi thứ hai đều đến liên xã niệm Phật, mỗi thứ bảy cũng đến liên xã nghe kinh. Giang cư sĩ giới thiệu cho anh ta vào làm ban viên của ban Hàng Hương, trở thành một đệ tử Tam Bảo rất thành kính. Thân người là thể máu thịt do tứ đại giả hợp thành, không ai tránh khỏi mắc bệnh thọ khổ. Cư sĩ Lâm Phúc thành kính tu trì niệm Phật này cũng thế, không bao lâu mắc bệnh nặng. Bác sĩ chẩn đoán là chứng nghẽn tim, xương thận, cả người đều đau. Nhưng tâm của Lâm Phúc chẳng những không thối chuyển mà càng tinh tấn niệm Phật hơn. Đến năm Dân Quốc thứ 43, bắt đầu từ tháng 10, mỗi khi nghe mùi đồ mặn thì nôn mửa mãi, liền đó tịnh khẩu ăn chay và càng tinh tấn niệm Phật hơn. Lâm Phúc mặc dầu nhất thời hồ đồ làm việc sai trái, nhưng bản tánh vốn là người con hiếu. Đến tháng 12 thì bệnh anh quá nặng, hết chữa, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ đến mẹ già 80 tuổi ở với người em trai thứ hai ở Cao Hùng. Nói ra cũng lạ, cũng vào ngày hôm đó, bà mẹ ở Cao Hùng ngồi đứng không yên, cũng tâm tâm niệm niệm mong muốn thăm con trưởng Lâm Phúc. Do tâm nghĩ nhớ tha thiết không nén được, bà lão 80 tuổi này vào ngày 20 một thân một mình đến Đài Trung. Mẹ con gặp nhau buồn vui lẫn lộn. Lâm Phúc liền nói rất nhiều về niệm Phật là việc quan trọng nhất của đời người và khuyên mẹ nên niệm Phật. Qua sáng ngày 21, Lâm Phúc đột nhiên cao giọng hướng về mẹ và người nhà nói: hiện nay đang có một hình ánh sáng hoàng kim như mặt trời, giống như một dòng cầu lửa đang lăn vào nhà. Mọi người xem, cả nhà ánh sáng rực rỡ, chắc chắn là Phật đến tiếp dẫn. Hãy nhanh chóng báo cho trưởng ban Hàng Hương và đoàn trợ niệm. Vừa nói vừa chắp tay lại niệm Phật. Không bao lâu sau, trong tiếng trợ niệm của các liên hữu, hơi thở yếu dần, mỉm cười ra đi. Sau 8 giờ trợ niệm, sắc mặt vẫn tươi sáng, toàn thân mềm mại, đỉnh đầu còn ấm, hưởng dương 50 tuổi, mà sự tu trì của anh thì chưa đến 3 năm. Có thể được tướng lành như thế, chắc chắn được giảng sanh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì. Lúc bấy giờ mọi người đều khen là ít có, khó được. Truyện thứ 68. Không gieo nhân Phật, đâu được quả Phật. Phàm tất cả sự việc có nhân, ác có quả, định luật nhân quả không sai tơ hào nào cả. Cũng giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tuyệt không có cái đạo lý trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Người mong muốn vãng sanh cực lạc thế giới cũng như thế. Trồng cái nhân niệm Phật thì được cái quả vãng sanh Tây Phương. Tự mình không gieo trồng nhân Phật
dù có thiện tri thức trợ niệm cũng không nương nhờ được. Lúc vãng sanh đến, phát sanh chướng ngại, tạm đưa ra một sự thật để chứng minh. Vào 18 năm trước, vị liên hữu Vạn Trương Bồi Hoàng, chúng tôi đều gọi bà là Vạn Sư Huynh, nói với tôi: có một vị đồng hương ở Đông Bắc, đã hơn 80 tuổi, thọ mạng sắp hết, thỉnh người giúp đỡ trợ niệm. Tôi liền hỏi bà ta: người này lúc bình thường có tin Phật, niệm Phật không? Vạn Sư Huynh nói: không có, nhưng ông ta khi trước từng làm lãnh tụ Hội Đạo Đức Vạn Quốc. Tôi khuyên ông ta niệm Phật là tìm được nơi trở về an ổn, là giảng sanh Tây Phương. Ông ta mới biết được điều tốt đẹp của Tây Phương, nên mới muốn thỉnh người trợ niệm. Xin sư tỷ giúp cho tìm mấy vị liên hữu ngày mai đến trợ niệm. Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn ba vị liên hữu cùng với Vạn Sư Huynh đồng đi. Ông ta ở một căn nhà nhỏ phía sau công viên. Vừa nhìn ông lão đó, thấy ông râu tóc bạc phơ và mặc một bộ đồ trắng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Bên mình chỉ còn một bà vợ già. Chúng tôi liền bắt đầu lục tự hồng danh, cứ thế niệm mãi. Niệm đến trưa, Vạn Sư Huynh liền dẫn chúng tôi về nhà, thành ý chiêu đãi ngọ trai. Sau giờ ngọ lại đi niệm, niệm đến tối mới nghỉ. Ngày hôm sau, Vạn Sư Huynh lại đến nói: Lâm Sư Huynh, tức Lâm Kháng Trị, ông lão hôm qua chúng ta niệm cho nghe danh hiệu Phật một ngày, bây giờ đã tỉnh táo, tự trong tâm ông ta cũng đã biết niệm rồi. Lại còn nói trưa ngày mai Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn, quyết định là 12 giờ sẽ đi. Xin Sư Huynh sáng mai hẹn nhiều nhiều vị liên hữu đến nhà ông ta niệm Phật, đưa ông ta vãng sanh Tây Phương, được không ạ? Tôi lập tức nhận lời, do vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Tôi liền đến tuyên truyền với các vị liên hữu, nói ông ta biết trước giờ đi, mời hẹn ngày mai đi trợ niệm để xem tướng lành vãng sanh Tây Phương của ông ta. Qua ngày kế, trước giờ ngọ, tức 10 giờ, hơn 10 vị liên hữu nhất tâm nhất ý trợ niệm cho ông ta và cầu nguyện Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn ông lão này vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Vạn Sư Huynh cùng thắp hương không ngớt cầu nguyện khấn vái. Mọi người đều dụng tâm thành khẩn như thế trợ niệm. Lúc đó, ông lão này mặc một bộ đồ trắng, đắp một miếng vải trắng, trạng thái ngủ mê, thở hổn hển mãi. Đến 11 giờ, bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn, tiếng niệm Phật càng lớn. Đến 11 giờ 50 phút, ông già đó bỗng nhiên tỉnh dậy, mở miệng hỏi người hầu nam ở bên mình rằng: bây giờ là mấy giờ? Người hầu nam đó đáp rằng: 11 giờ 50 phút. Ông lão mặt mày hớn hở, nói một cách sung sướng nhẹ nhàng: còn 10 phút nữa, Phật A-di-đà đến đón tôi đi rồi. Vừa nói, ông vừa đảo mắt, nhìn một vòng, bày tỏ rất cảm ơn mọi người đã vì ông ta niệm Phật. Ai có ngờ được, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc và phân biệt thánh phàm này lại xảy ra chướng ngại. Đang lúc chúng tôi nhất tâm niệm Phật, thì người hầu nam kia đi lấy một vật trong đống giấy tờ đã được chuẩn bị xong, rất nhanh nhẹn đốt trước mặt ông già, trong nháy mắt đã đốt xong. Bà vợ già của ông như giật mình, không kềm được lòng, bước xông lên, vội vàng đưa tay ra sờ sờ mặt của chồng bà, vừa khóc vừa nói: ông đi Tây Phương, bỏ tôi lại một mình, phải sống thế nào đây? Vạn Sư Huynh lập tức ngăn bà ta lại, nói: tôi đã dặn với bà rồi, lúc ông sắp giảng sanh, bà không được khóc lóc lưu luyến hoặc là động đến mình ông, bà quên rồi sao? Đúng ngay lúc 12 giờ, ông lão mở to mắt ra nói: thưa Phật A-di-đà, tôi không đi Tây Phương nữa đâu. Do gì nếu tôi đi Tây Phương, để bà bạn tôi ở lại có một mình thì làm sao? Cho nên tôi không đi nữa. Lúc đó các vị liên hữu vẫn cứ gắng sức niệm, nhưng cũng không sao chuyển được ông ta, mặc dù rất là thất vọng, cũng tiếp tục niệm hơn nửa giờ nữa. Lúc đó nhìn xem ông lão nói năng lộn xộn, trạng thái tinh thần đã trở nên rối loạn, không còn rõ ràng nữa. Ai cũng tội nghiệp cho ông ta, tiếc thang cho ông ta, rồi ai về nhà nấy. Đêm đó khoảng hơn 10 giờ, Vạn Sư Huynh lại đến nhà tôi
kêu tôi đi niệm Phật cho ông ta. Tôi hỏi, ông ta sao rồi? Bà nói, tâm thần tán loạn, sức khỏe biến đổi xấu, đại khái có dáng rất đau khổ. Nhưng ông ta vẫn còn rất hy vọng nghe người niệm Phật. Tôi liền lại cùng Vạn Sư Huynh đi đến nhà ông lão. Vào cửa, liền nhìn thấy ông lão đang khạc ra máu. Và dùng tay móc trong miệng ra máu từng cục, làm dơ đầy giường vết máu tanh. Tôi và Vạn Sư Huynh hai người lập tức lại niệm Phật to tiếng lên, niệm đến hơn 11 giờ. Thấy ông ta cứ mê mờ, không còn cách nào, liền trở về nhà. Khi trời chưa sáng, thì ông ta vẫn cứ mờ mờ mịt mịt như thế về âm phủ. Trong kinh nói, thân người khó được, thiện hữu tri thức khó gặp. Ông lão này, thân người khó được, đã được lại trường thọ. Càng khó được hơn là sự nhiệt tâm chỉ dạy của thiện tri thức Vạn Sư Huynh. Nhưng cái điều không may nhất là cái khoảnh khắc giáp giới giữa thánh nhân và phàm phu lại bị vợ không nghe lời dặn, khởi ra chướng ngại. Tội nghiệp cho ông ta lại bị trở vào chìm nổi trong luân hồi. Đây cũng giống như lúc bình thường không thắp hương, đến khi gặp chuyện ôm chân Phật cầu cứu. Mặc dù lúc bình thường là người chánh nhân quân tử, đạo đức, tâm tốt thì tốt, nhưng chưa gieo nhân Phật thì đâu được quả Phật. Lẽ như chuyện này có thể chứng minh. 69. Nhờ thiện tri thức khai đạo, người mù được sanh Tây Phương. Cuối cùng lại nói về chuyện một người mù. Lúc bình thường làm đủ việc ác, lúc lâm chung là do được thiện tri thức khai thị, cũng được sanh Tây Phương làm bằng chứng. Đây là việc 19 năm về trước. Có một lần ban trưởng của ban trì giới Bảo Tông Cô đến Tân Trúc thăm bà con. Không ngờ bị bệnh nơi đất khách. Tôi và phó ban trưởng là Thạch Tô liền cùng đi thăm bà ta. Buổi chiều ngày đó, hai người chúng tôi liền đến chùa Linh Ẩn ở hồ Thanh Thảo nghỉ qua đêm. Do vì thầy vô thượng là sư phụ quy y của tôi hồi nhỏ, ăn cơm tối xong, bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi, sư phụ, thầy xuất gia nhiều năm rồi, thầy có từng thấy qua chính xác người được giảng sanh Tây Phương chưa? Sư phụ nói liên tiếp, có, thầy đã từng thấy qua người giảng sanh thật, lúc lâm chung hiện ra kỳ tích của hai người. Sư phụ nói, trước đây không lâu, lúc thầy đang nhập thất ở động Kim Cang, có một bà già hơn 70 tuổi là người xuất gia ở trong chùa. Bà là một người mù, đến lúc bị bệnh toàn thân sưng phù, bà đến động kêu khóc ầm ĩ, nói là sắp chết, kêu thầy cứu bà ta thoát khổ. Thầy không biết thế nào, đành phải ra thất về chùa. Mắt nhìn thấy lưu phòng của bà cứt đái bẩn thỉu, hôi khai không chịu nổi, lại thấy bà lớn tiếng kêu gào rằng, chẳng kể ngày đêm gì, đều có mười mấy người đánh bà, lại kêu ra tên của những hồn quan gia. Có một lần có người bà con ngoài đời của bà đến, sư phụ liền hỏi, mấy cái tên mà thím kêu gào ra đó, cô có biết không? Cô ta nói, biết, nhưng người đó đều là những người bị bà hại chết lúc bà còn trẻ. Chả trách bị quan hồn đánh đến toàn thân xương phù, tét da đổ máu. Sư phụ đại từ đại bi, liền nghĩ ra phương pháp cứu bà ta. Quét dọn các phòng trống, khoét một lỗ trên tấm ván của giường. Phía dưới đặt một cái thùng, có thể đi vệ sinh được tiện lợi. Mặc dù đã đổi phòng như thế cho bà rồi, bà vẫn kêu la có mười mấy người đánh bà. Thầy vô thượng nói, điều kỳ lạ nhất là cái người trước khi sắp chết không thể hoạt động này lại tự mình tại sao lộn đầu trồng chú xuống được, đầu mặt chung qua cái lỗ trên giường, đụng thùng phân ở dưới. Sư phụ mặc dù học thiền tông, đến lúc đó cũng không có cách gì, bèn phương tiện khéo léo kêu tên bà. Bộ kiết cô à, bà phải niệm A Di Đà Phật mới giảng sanh Tây Phương lìa khổ được vui. Lúc đó Phổ Kiết Cô nói, một màn tối đen à, tôi niệm không được. Sư phụ nói, tôi niệm một câu A Di Đà Phật, bà niệm theo tôi một câu A Di Đà Phật. Đúng y như vậy, sư phụ niệm một câu, bà ta liền niệm một câu. Niệm khoảng hơn nửa giờ, Phổ Kiết Cô bỗng nhiên lộ nét cười, kêu một tiếng, sư phụ, bây giờ thì đã là bông màn ánh sáng, mười mấy quan hồn vô hảo tử kia vẫn còn đứng đằng kia cười. Trong khoảnh khắc na, mười mấy quan hồn kia liền mượn miệng của Phổ Kiết Cô nói,
Cảm ơn lòng từ bi của sư phụ rất nhiều. Một bà già mù tội ác to lớn, hôm nay cuối cùng mười mấy người chúng tôi thoát khổ rồi. Sư phụ tức thời đáp rằng, đúng, quan gia nên mở không nên buộc. Các người cũng phải niệm A-di-đà Phật theo để được đới nghiệp giảng sanh, mới thoát ly được cái khổ lớn của sanh tử. Sư phụ lại kêu Phổ Kiết Cô nói, bà phải bình tâm tỉnh trí niệm A-di-đà Phật, tiếp tục niệm theo tôi đi. Lại niệm mãi khoảng hơn một giờ, Phổ Kiết Cô lại nói, sư phụ, bây giờ đã ánh sáng đầy trời, ở trong mây có những người mặc đồ trắng, cầm cờ trắng, muốn tiếp dẫn tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó bà chắp hai tay lại, hướng lên hư không mỉm cười, an tường mà đi. Từ đây một kẻ phàm phu tội nghiệp đầy mình, thoát đi được biển khổ ta bà, đới nghiệp giảng sanh liên bang tiêu diêu tự tại. Sư phụ vô thượng lại nói, lúc bình thường bà già này rất ác khẩu, kết duyên ác khắp cả đại chúng, suốt ngày mắng người không ngớt miệng. Cô thử nghĩ xem, bà ta lúc sắp lâm chung còn mở miệng mắng những quan hồn kia là những quan hồn vô hảo tử, bây giờ lại cười rồi. Có một điều kỳ diệu nhất là lúc bà ta giảng sanh Tây Phương, toàn thân sưng phù, chảy máu chảy mủ như vậy mà tức thời sạch sẽ tiêu mất hết, không có chút mùi hôi nào. Thật là một tướng lành không thể nghĩ bàn. Tôi nghe xong câu chuyện thật giảng sanh Tây Phương của sư phụ kể, khiến chánh nhân tu trì của tôi về tịnh nghiệp được tăng trưởng, tính tâm rất nhiều, do đó mà vui mừng hớn hở. Sau khi trở về Đại Trung, liền đến nhà cư sĩ Hoàng Quả Triều kể lại cho hai vợ chồng họ nghe. Ai ngờ vợ chồng họ vì tâm hiếu kỳ thúc đẩy, kêu tôi dẫn họ lại hộ Thanh Thảo lần nữa. Đích thân nghe việc đó với sư phụ. Sư phụ lại còn kể một chuyện giảng sanh khác, tôi vì nhớ không rõ nên không dám ghi ra. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay tạo các ác nghiệp, nổi chìm không ngớt trong lục đạo. Người không thoát ly được chính là quan nghiệp, làm chướng ngại, nhân duyên hội ngộ, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vướng mắc muôn kiếp không hết. Nếu muốn cởi mở quan kết, ngoài niệm Phật ra tuyệt không có đường khác. Học nhân từ khi được học ở hàng học trò của Bính Công Ân Sư, được thầy dạy dỗ hơn 20 năm pháp môn tịnh độ, thật vô cùng may mắn. Mỗi khi nhớ nghĩ ơn thầy sâu như biển, nặng như núi, không lấy gì báo đáp được. Không biết thế nào mà thời gian tàn phá con người, bỗng chốc mà tóc bạc da mù, dáng già lộm khộm, tuổi đã 63. Số ngày còn lại không nhiều, một hơi thở không trở lại thì đã qua đời khác. Tiếp tục đầu thai lại không biết sẽ vào thai lừa hay vào bụng ngựa, luôn luôn thấp thỏm lo âu sợ hãi và cảnh giác nhiều. Cho nên đem những điều mắt thấy tai nghe nhiều năm, không nệ gian chương dụng về, căn cứ theo sự thật mà viết ra, nguyện cùng với người niệm Phật đồng sanh Cực Lạc quốc, đồng thời nguyện đem công đức này hồi hướng cho ân sư Bính Công. Ở đời vạn năm dạy dỗ quần sanh thì pháp môn được may mắn lắm, chúng sanh được may mắn lắm. Truyền thứ 70. Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu đông thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến liên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường. Số lần đem đến như thế rất nhiều, các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng, tôi đến là để đáp tạ ơn Phật, đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh. Do vì Phật A-di-đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn. Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh ta và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh ta trong giấc mộng. Anh ta nói, 10 năm trước tôi làm thợ ở hãng giày. Có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết, nghĩa là thiển thuyết như giảng thuyết là nói lược. Tôi xem xong cảm thấy Phật pháp vô biên, cứu người giúp đời, liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua 2 bộ sách Phật, một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem đến khuya, có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà ở, giường ở trong nhà,
đầy giường và cột rẹp quá chừng. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong phòng của đại sư cũng rất nhiều rẹp. Có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch, đại sư không chịu. Người đệ tử này sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rẹp. Đại sư Ấn Quang nói: hết thảy ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa. Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rẹp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rẹp đi thả thì có nhiều phiền toái. Không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt, thì nó lại lộng đến mức đụng chỗ nào cũng rẹp. Thật không biết phải làm thế nào. Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó, thì bỗng nhiên nghĩ đến bắt chước Ngài Ấn Quang Pháp Sư. Thế là hướng vào các con rẹp nói rằng: này rẹp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước. Nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta nay dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Rẹp, ta niệm các ngươi cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi. Dạy cho rẹp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần, kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên. Nói ra cũng thật lạ, những con rẹp đếm không hết kia không biết nhảy đi đâu hết rồi, không thấy một con nào. Việc không thể nghĩ bàn như thế khiến tôi cũng không hiểu ra sao. Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói: tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Nằm bệnh viện triền miên mấy tháng, lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm. Kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười, cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa đưa cho tôi xem, rồi lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi, rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định phải báo đáp ơn Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay, dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường. Trương Xuyên Giả lại nói, Phật A-di-đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Lại có một lần tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo, ẩu tả đụng ngã xe tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc tôi la to lên một tiếng A-di-đà Phật. Rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn 1 trượng, an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe đều té ngã trên đất bị thương rất nặng, gãy xương, tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật, tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bảy mươi mốt, sự linh ứng màu nhiệm lúc trợ niệm cho mẹ giảng sanh Tây Phương. Cơ sở Hoằng Pháp Dụ Phong của Liên xã Phật giáo ở Đài Trung có một vị liên hữu tên Tằng Lâm Hiệp. Mọi người đều gọi cô là Sư Tỷ Hiệp. Nhà ngoại của cô ở số 57, thôn Đồ Thành, làng Đại Lý, huyện Đài Trung. Mẹ tên là Lại Vật. Do được con gái khuyến giác không ngừng nên thâm tín Phật giáo. Là một vị lão tu hàng ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sư Tỷ Hiệp có một người em trai tên là Lâm Vạn Thành, ưa thích săn bắn. Bà mẹ từ sau khi tin Phật thường khuyên dạy con trai rằng: Vạn Thành à, không luận là những con vật lớn hay nhỏ đều biết tham sống sợ chết,
chúng nó với con không oán không thù, con làm hại nó, bắn giết nó, sao nhẫn tâm làm vậy? Điều làm mẹ bận tâm chính là con sát hại sinh mạng tạo nghiệp như thế. Nhưng mà tập khí của Dạng Thành khó sửa, nói như gió thổi qua tai ngựa, căn bản là không nghe những lời nói này của bà mẹ. Đời người có sanh ắt có tử, thời kỳ giảng sanh của đạo tín nữ lại vật đã đến. Sư tỷ hiệp thỉnh sáu vị liên hữu ở cơ sở Hoằng Pháp Vũ Phong phân ban ra phụ trách trợ niệm. Lão tín nữ lại vật hưởng thọ 79 tuổi, mỉm cười quy tây vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 5 âm lịch. Các nhân viên trợ niệm sau khi lão tín nữ giảng sanh niệm tiếp 8 giờ nữa. Niệm xong, mọi người lưng đẫm mồ hôi. Sư tỷ hiệp lúc đó đang đứng hóng mát ở dưới cây trước cửa lớn, liền thắp nhang khấn thầm rằng: "Má, má có thể an tâm đi Tây Phương được rồi. Nhưng lúc này cần phải hiển bày một chút kỳ tích, khiến cho Dạng Thành và con Ngọc, con dâu biết sửa lỗi lại tu hành." Đang lúc đó bỗng nhiên bằng bằng bằng, ba tiếng nổ to như sấm chói lỗ tai. Mọi người đều hoảng sợ giật mình. Thì ra cây súng săn để trong tủ áo trong phòng của em trai Dạng Thành bị cướp gọ, tự nhiên nổ và bốc cháy. Ngọn lửa trong tủ áo cháy lan ra ngoài, đến cái mùng trên giường. Mọi người đều vội vã đi lấy nước lại cứu hỏa. Tháng năm năm đó là trời hạn, mấy lu nước đều dùng sạch. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì có một người chở một xe bò nước đến trước cửa, nhờ đó hóa giải được nguy hiểm. Tra xét lại xem thì là cây súng săn phát quả, quần áo đồ đạc bị đốt thành tro. Bươi tìm trong đống tro được một cái bao giấy, mở ra xem thì là giấy quyền sở hữu nhà đất và tiền mặt 20.000 đồng. Đây là tiền chuẩn bị sẵn lo đám cho mẹ của sư tỷ hiệp, vẫn còn nguyên phong chưa bốc ra, không có bị cháy hư một chút nào hết. Vợ của Lâm Dạng Thành tên là Ngọc, lúc đó đang ngồi trên ghế mây vừa dưới hàng lan. Bỗng nhiên hai mắt nhìn thẳng trong hư không, bất tỉnh nhân sự. Mọi người cho là vì bị giật mình quá mà hôn mi. Các vị liên hữu liền to tiếng niệm cầu Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng phái người đi mời bác sĩ Khôn Hải đến tìm thuốc. Lúc bác sĩ đến thì An Ngọc đã tỉnh táo rồi. Cô ta nói với mọi người rằng: "Những lời các vị vừa nói tôi nghe rõ từng câu. Muốn nằm xuống thì dường như có người kéo không cho nằm xuống. Mắt nhìn thấy trong hư không một dần kim sắc quang minh giáng lâm, chính là Phật A-di-đà tiếp dẫn má chồng tôi. Má chồng tôi mặc áo bào đen lớn, tay cầm chuỗi, mặt mày tươi vui, nương kim sắc quang minh theo Phật A-di-đà bay về Tây Phương." Sư tỷ hiệp liền hỏi cô ta: "Phật A-di-đà hình dạng như thế nào?" A Ngọc đáp: "Giống như bức tượng vẽ lớn Đức Phật A-di-đà mà chúng ta cúng dường, nhưng Đức Phật A-di-đà trong hư không trang nghiêm đẹp hơn nhiều." Các vị bằng hữu, Phật Pháp vô biên thật là không thể nghĩ bàn. Tại sao cây súng tự nhiên phát quả? Tiền và giấy tờ sở hữu nhà đất tại sao lửa không cháy được? Lại cảnh Phật A-di-đà tiếp dẫn người mất, khiến cho người con dâu không có căn lành được chính mắt nhìn thấy lâu đến 10 phút. Nếu như chỉ có đốt cây súng, không thấy được kim thân Phật A-di-đà, thì không thể độ được A Ngọc phát tâm tin Phật như hiện nay. Riêng một mình A Ngọc chính mắt thấy mẹ chồng giảng sanh. Nam nữ hiếu kỳ vây lại xem. Mọi người đang lúc tội nghiệp cho cô gái này, bỗng có một người đi đến kêu to: "A Tam, A Tam!" Trong những người đứng xem có người tên A Tam, liền ứng thinh đáp to: "Tôi đến đây, tôi đến đây!" Nguyên vị A Tam này là thợ hớt tóc trong tiệm hớt tóc gần đó. Do vì có khách muốn hớt tóc, cho nên ông chủ cho người học việc đi kêu A Tam về hớt tóc cho khách. Tục ngữ có câu: "Trời có bão táp không lường, con người có họa phúc trong sớm tối." A Tam, anh chàng thanh niên tốt, sống có khuôn phép này, bắt đầu từ tối hôm đó. Sau nửa đêm, ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy một cô gái đẹp đến rủ anh ta ra ngoài chơi, liền mở cửa sau đi theo cô ta. Đến khi trời sáng, một mình A Tam ngồi ngủ gật dưới cột điện, bị người ta phát hiện mới kêu anh ta thức dậy đi về. Liên tục một tuần lễ như thế, ban ngày làm việc, ban đêm cô gái kia đến dẫn đi chơi. Sáng sớm
đều nằm ngủ gật trên đất bên ngoài. A Tam tự thấy không ổn, liền bỏ việc về quê. Quê của A Tam ở trên núi, thôn Đồng Lâm, Bắc Cấu Khanh, Vụ Phong, Đài Trung. Nhà có một người mẹ già mù loà và mấy anh em. A Tam về nhà qua ngày sau phụ giúp với ông anh cả, dùng xe tải hàng ra ngoài chở hàng cho người ta, đến tối về nhà. Bà mẹ liền kêu A Tam đến trước mặt nói: "Con mỗi lần lúc sắp ra ngoài, mẹ đều dặn dò bảo con ở bên ngoài không nên kết giao tùm lum với con gái. Con lại cứ không nghe. Con mới về ngày hôm qua, hôm nay đã có đứa con gái đến kiếm. Cái tiếng đi mang giày cao gót, lại còn miệng kêu A Tam không ngớt. Mẹ hỏi là ai muốn tìm A Tam cũng không trả lời. A Tam liền đáp với mẹ mình rằng: "Mẹ à, con từ nào đến giờ ở bên ngoài sống có khuôn phép đàng hoàng, chưa từng kết giao với cô gái nào." Tức thời liền cùng với mấy anh em của anh ta đi tìm kiếm bên trong bên ngoài nhà, đều tìm không ra bóng dáng cô gái nào. Nhưng tối hôm đó vào nửa đêm thì cô gái lại đến cùng A Tam mở cửa sau ra ngoài chơi. Sáng sớm A Tam lại ngồi ngủ gật dưới cây, thế là lại bị người kêu tỉnh dậy. A Tam ở Đài Bắc trong một tuần lễ, mỗi đêm đều bị chuyện như thế xảy ra, nhưng tự mình không biết là thế nào. Bây giờ về ở nhà quê cũng là như thế, không biết có cách gì mới có thể giải quyết. Lúc bấy giờ ở trên núi thôn Bắc Đồng Lâm, mọi người đều tin thờ một tượng Vương Gia Công. Mẹ của A Tam liền đi mời Đồng Cốt và thỉnh Vương Gia Công về hỏi bệnh của A Tam là bệnh gì. Thì ra thần cũng có chút thần thông. Thần dựa vào Đồng Cốt nói: "Bệnh của A Tam là do 10 ngày trước đây ở chỗ nào đó của Đài Bắc nhìn thấy một cô gái té chết bên đường. Người bạn trai dùng xe chở cô gái này tên là A Tam. Lúc đó có người gọi to A Tam thì vị A Tam này của chúng ta cũng to tiếng trả lời: "Đến đây, đến đây." Lúc đó hồn cô gái bị té chết đang trong lúc mê màng mù mịt không có chỗ nương, nghe được cái tên A Tam tức thời quấn theo không buông. Đồng Cốt nói tiếp: "Cách tốt nhất là đưa u hồn của cô ta về Đài Bắc." Mẹ của A Tam lại nói: "Phải dùng cách gì để đưa?" Đồng Cốt lại nói: "Phải dùng hình nộm bằng rơm, tức là dùng rơm làm thành một hình người cao khoảng 4 thước, thước tàu, mặc áo đỏ, quần đen, chân cũng mang giày, trên đầu buộc một chiếc khăn bông, vẽ mày, mắt, miệng, mũi. Vào lúc sau nửa đêm, Vương Gia Công với Đồng Cốt đưa hình nộm này đến bên trạm xe, buộc vào dưới cột điện. Đồng Cốt liền đốt rất nhiều giấy vàng bạc ở đó, kêu u hồn ngồi chuyến xe thứ nhất đến Đài Bắc tìm người yêu của mình là A Tam. Hình nộm người con gái buộc ở dưới cột điện, những người qua lại ở xa xa đã có thể nhìn thấy rồi. Ở dưới cột điện có một người con gái đẹp đứng ở đó bất động, đi lại gần nhìn mới rõ là hình nộm làm bằng rơm. Việc này khiến ai nhìn thấy cũng bị giật mình, sợ đến hồn bất phụ thể. Có thể nói sợ lớn bệnh lớn, sợ nhỏ bệnh nhỏ. Có một cô gái bị giật mình hoảng sợ té ngã hôn mê. Đó là một cô nữ sinh cao đẳng năm thứ ba, họ Chu, tên là A Lập. Sáng sớm mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, đã phải chạy xe đạp xuống núi, từ con đường thôn Đồng Lâm đi ngang qua Bắc Cấu Khanh, rồi lại từ Vũ Phong chuyển đến thành phố Đài Trung đi học, chuẩn bị thi đại học. Đó là một cô gái trẻ 19 tuổi, tài năng và học vấn đều giỏi. Chu A Lập sáng sớm hôm đó sương mù trắng xóa mù mịt, xa xa thấy một cô gái trẻ, trong bụng nghĩ lạ quá, còn sớm như vậy đứng ở đó làm gì. Đang lúc không biết là cái gì đó thì xe đã đến qua đó, vừa xem biết là hình nộm mặc áo, tức thì lông tóc dựng đứng, đầu cảm thấy to lên như cái đấu, sức khỏe không chịu đựng được nữa, không thể đi học được, lại quay về nhà. Bắt đầu bị bệnh luôn, không dậy được, đầu đau như muốn vỡ, kêu khóc ầm ĩ, muôn phần đau đớn. Trong một ngày mời về mấy vị đông tây y bác sĩ, đều chẩn đoán không ra bệnh. Người dân trên núi nơi A Lập ở này đều tin thờ Thái Tử Gia,
cha của A Lập liền đi thỉnh Thái Tử Gia đến cầu xin Đạp Đồng lên chỉ bảo. Thái Tử Gia này có thể nói là khá thông minh. Ông ta dựa vào đồng cốt, nói: "Cái đầu đau của A Lập thuốc men trị không hết được đâu, ta cũng không có cách nào trị lành được. Do vì có một con quỷ nữ quấn theo quấy phá, thần không có cách đuổi đi, cần phải thỉnh bậc chân tu đến tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho nó thoát khổ. Đó mới là biện pháp rốt ráo tốt nhất." Cha của A Lập lại hỏi Thái Tử Gia rằng: "Phải đi đến nơi nào để thỉnh bậc chân tu?" Thái Tử Gia dựa vào đồng cốt nói: "Gần thì trước mắt, xa thì ngàn dặm." Cha của Chu A Lập tức thời nghĩ đến sư phụ Phổ Độ ở trên núi đối diện, em gái của cô Chơn tức cô Phụng đã thế pháp thọ giới, và cô Chơn, hai người là chân tu hành. A Lập vẫn cứ đau đầu không chịu nổi, cha và anh của cô, hai người liền đỡ cô đi gặp sư phụ Phổ Độ và cô Chơn. Rồi nó rõ lại những lời của Thái Tử Gia lên đồng đã nói, xin nhờ giúp cho việc tiêu tai bạc độ. Sư Phổ Độ và cô Chơn tức thời tụng một quyển kinh Di Đà, 49 biến chú vãng sanh, tụng chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh mỗi thứ 7 biến, hồi hướng bố thí cho nữ quỷ được siêu sanh thoát khổ, và cho A Lập một sâu chuỗi, dạy cô cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu lần một hột. Lại thuyết minh tiếp: "Một câu A Di Đà Phật chính là đại chú phương. Muốn tránh tà, tự mình niệm mới kết quả, tự mình liền có thể tiêu tai khỏi nạn, do vì tà ma quỷ quái không dám lại gần." A Lập nghe xong thấy rất có đạo lý, vô cùng cảm ơn, liền về nhà gắng sức niệm tánh hiệu A Di Đà Phật mãi, niệm luôn mấy giờ, đầu nhẹ nhàng như thường, lúc nào không hay. Ngược lại, mẹ của A Lập kêu to đau đầu, liền kêu A Lập đem sâu chuỗi đến cho mẹ mượn niệm, cũng lần từng hộp niệm một câu A Di Đà Phật, niệm được mấy giờ khỏe rồi, nhưng cái đầu của A Lập lại đau trở lại, lại đòi sâu chuỗi trong tay của mẹ lại niệm. Cha của A Lập liền chạy qua cô Chơn lần nữa, nói rõ sự việc và xin thỉnh sâu chuỗi nữa. Cô Chơn một lần nữa dặn dò ông: "Niệm Phật không phải tay cầm chuỗi mới có thể niệm được, không có chuỗi và ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào đều có thể niệm, chỉ ở trong giấc ngủ hoặc đang trong nhà xí thì không thể niệm ra tiếng, nhưng phải nhớ niệm thầm. Cũng không phải đợi lúc đau mới niệm, lúc bình thường không kể là nam hay nữ, già hay trẻ đều phải niệm, càng niệm càng tiêu tai, tăng thêm phước thọ." Về sau, cả nhà A Lập bình an, đối với sự Phổ Độ và cô Chơn rất là cảm đội ân đức và tin sâu Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Chúng ta nói trở lại câu chuyện hình nộm mặc đồ kia. Hai ngày nay đứng bất động dưới cột điện, một truyền ra 10, 10 truyền ra 100, 100 truyền ra 1000. Người trên núi không có người nào dám đi qua đó. Ông trưởng thôn bèn đi đến nhờ cô Chơn, nói: "Các sư cô, cứu người thì phải cứu đến nơi đến chốn. Cái hình nộm mặc đồ buộc luôn ở đó là điều lành ít dữ nhiều. Trong làng không có người nào dám đụng đến nó. Xin các sư cô phát tâm từ bi, mở nó ra đốt đi, để tránh gây ra nhiều tai ương. Xin nhờ, xin nhờ." Sư Phổ Độ và cô Chơn liền nhận lời nói: "Được rồi, sáng sớm ngày mai bắt đầu làm là được rồi." Qua sáng sớm hôm sau, sư Phổ Độ và cô Chơn đốt 3 cây nhang, hướng vào hình nộm mặc đồ nói: "Nữ cô hồn, ngươi ở đây tạo tội nghiệp, hại người, tội rất sâu. Chúng ta thương xót cho ngươi, cho nên bây giờ tụng kinh, chú, niệm tánh hiệu A-di-đà Phật bố thí cho ngươi, siêu độ cho ngươi thoát ra 3 cõi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi cái đau khổ lớn của luân hồi sanh tử. Đây mới là cứu cánh cho ngươi." Nói xong, liền tụng một quyển kinh A-di-đà, chú vãng sanh, chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, chân chân. Lúc niệm lại tánh hiệu A-di-đà Phật, thuận tiện liền mở hình nộm xuống, tháo bung hết toàn thân, lấy lửa đốt, trong khoảnh khắc biến thành một đống tro. Cuối cùng lại hồi hướng rằng:
Nguyện công đức thù thắng của kinh chú này hồi hướng cho cô hồn được siêu thăng. Tiếp theo quét đống tro đó xuống khe nước lớn, nước cuốn trôi đi. Từ đó những người dân nam nữ già trẻ trong thôn Đồng Lâm này biết được điều hay tốt của việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có rất nhiều người phát tâm quy y theo Phật. 73. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương, truyền ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ giảng sanh. Kẻ hầu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Kỳ. Dịch âm: Kim Trì Hạng Đàm Tứ Bi Khai, Hỷ Thị Lâm Quân Thứ Đệ Tạc, Thị Tính Tây Phương Chư Thượng Thiện, Chân Năng Thừa Nguyện Quả Thân Lai. Dịch giả tạm dịch: Ao báo sen vàng rộ nở hoa, đón mừng Kháng Kỳ trở về nhà, đồng hàng Bồ Tát ngôi thượng phẩm, Thừa Nguyện Quả Thân Lại Ta Bà. Đại sư Ngẫu Ích nói: Chư Phật vốn gì thương xót quần mê, tùy cơ ứng quá, dầu là quy nguyên vô nhị, mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất, thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng. Từ khi Đại Pháp, Pháp Phật ở phương Tây, Tây Vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn, chỉ hạng người rất tầm thường, nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên hoa, nhiều không thể tính đến. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ, vị liên hữu ở liên xã Đại Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật. Vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nay xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A Di Đà, đồng sanh an dưỡng và cầu nguyện Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày 7 tháng 3 năm năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công, mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp lại mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc dở lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, năm 35 tuổi nghe được một cao tăng ở Đài Loan là Pháp sư Bân Tông tuyên giảng Phật Pháp, thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật ăn chay. Và bà đã từng quy y với Pháp sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Dân Quốc thứ 38, nhà lão cư sĩ lại luyện đương giới thiệu, được học với ân sư Tuyết Lô Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam. Cầu thọ tại gia Bồ Tát Giới với lão hòa thượng Khai Tham, làm gì ưu bài với Bồ Tát Giới trọn đời. Từ đó từng đi theo thầy trồng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn tịnh độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng hoằng pháp lời sanh như liên xã của Phật giáo ở Đại Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị liên kết hữu nghị giữa các ban, bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn tịnh độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng, không thể nương nhờ
được quyền lực rộng lớn của Phật A Di Đà. Quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư, luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư. Người tu theo tịnh độ quan trọng nơi thực tiễn. Nếu nghi tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thực. Nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây từ sách Tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư: đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh. Để thường tự nhắc nhở, bà chỉ biết lo dưới tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật. Ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ để trên đền bổ ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là không uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do gì đầy đủ các nền tảng Phật và Nho, cho nên ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trong mong có thể cùng nắm tay hoằng dương pháp môn tịnh độ thù thắng. Do đó mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản trước khi giảng. Tự viết bài nháp, những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình. Nên theo khuôn phép của việc học giảng, phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, có giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc. Lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài. Do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia. Các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa từ bản thân có tâm từ bi tha thiết, thể hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc liên xã thành lập, hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiện tướng hoằng pháp khéo giỏi, thuyết pháp độ chúng. Lúc bà thuyết pháp nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời quyền quạt lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng, cho nên rộng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy. Các chỗ giảng dạy đều quy nạp về tịnh độ để hiển bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn, các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin tịnh độ đến dặn hỏi rằng: bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Bà đáp: những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: nói cho rõ một chút, như ban đêm ông nằm mộng thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy. Người kia do đó mà trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật, nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà khen điều đại hiếu đức mừng của con người là ở chỗ này có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp, thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu. Bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định.
Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các điên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Từ. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của Liên Xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu, những bà con hàng xóm, các cháu quyến thuộc được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25 kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi có được ba con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình. Những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý chồng của bà mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà cao, thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức vâng lời của Lâm lão cư sĩ, y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại. Bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc từ tu và hóa độ người, lại còn có quyển Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn không mệt mỏi. Được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa, lời đầu sách. Từ tháng 8 Dân Quốc thứ 58, xuất bản lần đầu là 5.100 quyển, đến trước khi giảng sanh tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác ấn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sát nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người đứng theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh. Có thể nói là trọng kết nhân duyên với Tây Phương, được hàng vạn người và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến sách này, cảm hóa người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết A Di Đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiển Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời dứt. Và thường tán thán pháp môn niệm Phật là vô thượng chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật, tự nói tu hành, nên nhân lúc trẻ tự biết mình lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo đạt được nền móng niệm Phật. Nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu không thì số ngày còn lại không nhiều. Nếu vô thường chật đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại Liên Xã hơn 40 năm. Trong thời gian dài quân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho, bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải tương ưng, hiểu biết và thực hành đi đôi. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hàng ngày của bà đã sáu vàng câu Phật hiệu mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuỗi, tác kim can niệm. Lúc cùng tu thì niệm Phật ra tiếng theo chúng, gần như ngoài lúc ăn, ngủ ra, trọn ngày đều tắm gội trong danh hiệu Phật. Lâm lão cư sĩ thọ trì giới, không nói lỗi của tứ chúng. Bà cho rằng hòa là quý, gặp việc nghịch ý Phật lòng đều là nghiệp chướng hiện tiền, càng phải niệm Phật mạnh hơn, cầu Phật gia bị. Bà thích nhất câu nói này của Ấn Quang Tổ Sư: phải nên phát nguyện nguyện giảng sanh, du sơn hoàng thủy mặc người tham, tịnh độ cực lạc tự do mình không chịu về. Nếu muốn về liền được, chằng gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ưng đương phát nguyện nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự trị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Bài đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở ta bà, cực lạc mới là quê hương. Và ở liêu phòng của bà, bốn vách chung quanh không có gì,
chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang Đại Sư đã viết, nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở. Ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã chuẩn bị xong những công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh là dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. Một tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: tôi sắp về nhà rồi. Là liên tục khen rằng thật sự là có thế giới cực lạc. 2 ngày trước lúc giảng sanh, tự biết sức khỏe đã suy yếu. Do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà. Sau giờ ngọ 1 ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: đã thấy Phật A-di-đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh. Cuối cùng 7:20 sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A-di-đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng, trong khoảnh khắc bà quy tay một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc thay y phục, ai nấy đều rất vui, nhìn thấy mặt mày bà tươi vui cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh cực lạc. Lâm lão cư sĩ vào ngày 26/4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tiệc. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hỏa táng lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói: nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học. Nếu luận về tu trì nên chọn lựa pháp khế lý, khế cơ mới có lợi ích chân thật. Một pháp niệm Phật, nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất. Thật là bản hoài của Đức Thế Tôn xuất thế độ sanh, khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm lão cư sĩ cuối cùng được dẫn sanh cực lạc mà nghiệm ra, tin mà có chứng cứ. Khắp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật, đồng sanh cực lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy. Và Lâm lão cư sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với 2 câu: thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thường nguyện quả thân lai, của Tuyết Lô lão nhân dạy. Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của 3 cõi, cha lành trong 4 loài. Những người quy hướng tin theo, diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ 3 của sư tỷ Khoan Kim. Từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm tánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi trong hư không, trên đỉnh đầu từng thấy Bạch Y Đại Sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện, nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh, thời hạn Tấn Truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó trong nhà máy có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa Tần Tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằng tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ
lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp. 57. Phật Bồ Tát không phụ người chí tâm. Sư tỷ Khoan Kim trong 3 năm có một hôm nhận được một lá thơ hẹn giờ, là thơ của con trai lớn ở dưới quê, Ngô Thê gửi lên. Trong thơ nói với bà, đứa cháu nội 10 tuổi bị bệnh với màng não đã 10 ngày, thuốc thang trị liệu không hiệu quả, hiện đang trong trạng thái hôn mê, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, mời mẹ về nhanh. Sư tỷ nghe tin tức liền đi thỉnh một bức tượng Tây Phương Tam Thánh và một quyển kinh Di Đà, mang theo mỏ chuông vội vàng về quê. Đến nhà trời đã tối, thấy một thầy thuốc đang khám bệnh cho cháu, lại thấy cháu đang trong cơn nguy cấp muôn phần, tay chân bị co giật không ngớt. Chỉ thấy bác sĩ, thầy thuốc lắc đầu nói, đáng tiếc, lớn như thế này mà không gặp may, sốt cao 40 độ, lại bị co giật, sinh mạng đứa nhỏ này khó mà giữ lại được, tối đa chỉ kéo dài đến sáng mai. So với thằng bé họ Trần ở gần bên, mặc dù cũng đồng một chứng viêm màng não, nhưng thằng nhỏ kia sốt chỉ có 38 độ và không có bị co giật, hy vọng trị khỏi được nhiều hơn. Bác sĩ nói xong liền đi. Sư tỷ Khoan Kim mặc dù nghe những lời nói đó của bác sĩ nhưng vẫn không nản lòng, lập tức treo tượng Tây Phương Tam Thánh lên, thắp hương đốt đèn, trước tụng một quyển kinh Di Đà và xưng niệm thánh hiệu Di Đà không dứt. Còn kêu con trai, con dâu, ba người luân phiên nhau niệm. Người già thì có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy miệng mũi của thằng nhỏ khô khốc, lại niệm một ly nước lớn chú Đại Bi chế vào miệng nó, miệng mồm liền được thấm nhuần tươi tắn. Thật đúng niệm Phật chỉ sợ tâm không chuyên, nếu có thể chuyên, người nào cũng đều có thể được cảm ứng. Đang lúc ba người niệm đến nửa đêm, thì con dâu bỗng nhiên kêu mẹ chồng một tiếng, nói: lúc con đang nhắm mắt niệm Phật, thì nhìn thấy ba tượng Phật Bồ Tát rất là cao lớn, đều ở trong phòng. Nhưng lúc mở ra thì không thấy nữa, nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy. Thật là không thể nghĩ bàn. Má, má có nhìn thấy không? Sư tỷ nói: rất tốt, rất tốt. Có lẽ thằng nhỏ này được cứu rồi. Do vì tâm con cung kính niệm, khẩn thiết cầu xin, cho nên sự cảm ứng được giao thông. Con xem, nó bây giờ đã hết co giật rồi đó. Chúng ta tiếp tục thành tâm nữa đi. Sư tỷ Khoan Kim, con trai và con dâu, ba người gắng sức gian cầu Phật Bồ Tát. Suốt đêm, tiếng niệm Phật không hề gián đoạn. Phật Bồ Tát thật là không có phụ người chí tâm. Khi trời vừa sáng, con bệnh đã xuất hạn mồ hôi và hạ sốt. Con mắt đã có thể chuyển động, tứ chi cũng đã cử động được rồi. Bỗng nhiên mở miệng kêu lên một tiếng: ba nội! Lúc đó bà nội và ba mẹ của thằng nhỏ đều mừng rỡ, cảm động đến muốn khóc. Ngay lúc đó, ông bác sĩ kia bỗng nhiên đi đến, khám kỹ thằng nhỏ này, cũng rất vui mừng nói: chúc mừng, chúc mừng, thằng nhỏ này đã không còn lo gì đến tính mạng nữa rồi, đã khỏi hơn phân nửa. Nói ra thật có kỳ tích, người bệnh nặng thì chuyển nguy thành an, còn thằng nhỏ bệnh nhẹ họ Trần ở gần bên thì ngược lại đã chết. Tôi vừa được họ mời đến làm giấy khai tử cho nó. Theo lời cha mẹ nó nói, nửa đêm biến chứng, không bao lâu thì tắt thở. Do đây sẵn tiện đến thăm thằng bé nhà các vị. Sư tỷ nói với tôi, thằng cháu trưởng của tôi hoàn toàn nhờ Phật Bồ Tát giáng hiện điềm lành mới được may mắn sống lại. Đến giờ thằng nhỏ này tinh thần bình thường, ngũ quan tứ chi đoan chánh. Nhưng có điều khiến người ta khó hiểu là tại sao trong ba người của chúng tôi chỉ có mình con dâu thấy được Phật Bồ Tát hiện ra, còn hai mẹ con tôi lại không nhìn thấy. Tôi nghe xong giải thích cho bà ta nghe như thế này: do vị sư tỷ lúc đó đã bận trì niệm nước chú Đại Bi và rót từng giọt vào miệng thằng nhỏ, cho nên tâm niệm Phật không được chuyên. Đến như con trai lớn của bà, do vì chưa từng nghe qua pháp môn tịnh độ, không biết được điều hay tốt
của niệm Phật, nên chỉ niệm bằng miệng, còn trong tâm thì tán loạn nên không thể thấy được. Còn con dâu của sư tỷ, nó biết nghe lời của sư tỷ, hơn được cái tâm muốn cứu con tha thiết, niệm được tâm và Phật hợp nhau, nhất tâm bất loạn, giống như nước trong trăng hiện, cảm ứng do bởi cái tâm của ta thành khẩn, cho nên không bị cái đau mất con. Đây là một chuyện thật của sư tỷ Quan Kim và con dâu niệm Phật mà được chuyển nghiệp. Chuyện thứ 58. Tai nạn bị treo ở sườn núi, nguy hiểm kinh sợ, rốt cuộc không sao. Tấn Truyền, người con thứ ba của sư tỷ Khoan Kim, có thời gian anh ta vừa làm ông chủ, vừa làm công việc đối ngoại. Hồi năm rồi, có một hôm, anh cởi một chiếc xe mô tô đến vùng quê ở trong núi sâu thuộc đất Khai Phong để thâu nợ. Lúc sắp về nhà, đi ngang qua một ngọn núi, bên trái là vách núi, bên phải là vực sâu mấy trượng. Xe chạy ngang qua chỗ này, bỗng nhiên bùng một tiếng lớn, bể bánh. Trong chớp mắt, chiếc xe rơi xuống vực sâu, nhưng Tấn Truyền tai mắt nhanh nhẹn. Hai tay túm chặt được một bụi cỏ trúc treo trên sườn núi, không bị rớt theo xe xuống vực sâu. Đất ruộng ở dưới vực có 4-5 người nông phu đang cày ruộng ở đó. Mắt thấy xe rơi xuống, liền la to, xong rồi, xong rồi. Đợi đến lúc lại dựng xe lên xem, thật là kỳ lạ, chiếc xe này vẫn còn tốt y nguyên, không có hư chút nào hết. Những người nông phu đó liền cứu Tấn Truyền đang hôn mê nằm treo trên sườn núi. Sau khi tỉnh lại, Tấn Truyền nhìn sườn núi chỗ mới treo trên đó, ngạc nhiên nói: "Ồ, tôi mới vừa rõ ràng nắm cứng bụi cỏ trúc treo ở sườn núi đó mà, mới không bị ngã rơi xuống đáy vực." Mấy người nông phu đó nói: "Sườn núi này từ nào đến giờ láng lẫy, cỏ trúc ở đâu mà có? Chắc là mắt anh hoa nhìn lộn đấy thôi. Nhưng anh thật là may mắn, từ trước tới giờ, bất kể là đi xe mô tô hay xe đạp mà bị sự cố ở đây, đều không có ai sống sót hết. Trước đây mấy hôm lại có một cô gái cưỡi xe đến đây bị sự cố, chết ngay đây nè." Tấn Truyền liền kiểm tra xe lại kỹ lưỡng, không có hư chút nào hết, mình mẩy cũng không bị chút thương tích nào, liền cỡ xe bình an trở về nhà. Về đến nhà, lập tức chạy lên lầu lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát rất là cung kính, lại kể cho mẹ nghe câu chuyện kỳ lạ của tai nạn xe vừa rồi và lời kể của những nông phu ở đó. Nếu không phải Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện ra một bụi cỏ trúc lớn cho con nắm lấy, thì con và xe đã cùng rơi xuống vực sâu, sớm đã tan xương nát thịt rồi. Cả nhà nghe đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ra cả nắm tay. Nếu không phải Bồ Tát phò hộ cùng với những người nông phu tốt bụng, thì chiếc xe rơi xuống đáy vực như thế làm sao có thể kéo lên được. Sau khi Tấn Truyền thuật lại chuyện nguy hiểm kinh sợ vừa trải qua xong thì có hơi mệt. Lúc ngã nằm xuống trên giường nghỉ thì thần thức liền pháp phới bay đến nơi vừa rơi xe, chỉ thấy một con quỷ nữ mặt mày hung ác, trên đầu kết một sâu tiền mã lớn, chạy tới chạy lui nơi đó. Tấn Truyền sợ quá, bất giác chắp tay lại và xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Ở trong mộng mà thần thức có thể niệm Phật được thì có thể tiêu tai giải nguy. Tấn Truyền ở trong mộng niệm chưa đến 10 tiếng thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện linh trên hư không, đến gần phía trước dán tờ giấy viết Án Mani Pát Di Hồng trên trán của Tấn Truyền, rồi dùng cây phất trần cầm trên tay phẩy con quỷ nữ biến mất tiêu. Tấn Truyền vừa tỉnh lại, hóa ra là một giấc mộng, nhưng cảnh giới trong mộng anh nhớ rất rõ ràng. Chuyện này chứng minh ai ăn nấy no, tội nghiệp của ai thì người đó phải tự tiêu trừ. Nếu như Tấn Truyền tự mình không có niệm được thánh hiệu Phật Bồ Tát thì không thể tưởng tượng được chuyện ra sao rồi. Đây cũng là chuyện cảm ứng của sư tỷ Khoan Kim dạy con niệm Phật mà được nghiệp theo tâm chuyển. 59. Đứng chắp tay mỉm cười giảng sanh Tây Phương. Việc đau xót thống khổ nhất trong đời không gì hơn chết. Không ai là không biết, cũng không ai có thể tránh khỏi. Do đây Đức Thế Tôn với tâm từ bi vô hạn, không hỏi mà tự nói, giới thiệu ra pháp môn tịnh độ, dạy người tin sâu, nguyện thiết,
chuyên cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nên biết việc giảng sanh Tây Phương cần phải ở nơi một điểm cuối cùng của tự bản thân là chủ yếu, đồng thời cũng phải cần các điên hữu trợ niệm đúng pháp. Nhưng mà lục thân quyến thuộc thường không có biết trợ giúp niệm Phật để đưa thần thức của người mất giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, hưởng thọ sự an lạc mãi mãi, mà ngược lại đau xót, khóc lóc, kêu la, đẩy thần thức của người mất rơi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu sự khổ sở lâu dài, đau thương vô cùng. Nay lại đưa ra đây một chuyện niệm Phật được giảng sanh, một chuyện thật, đứng mà hóa sanh Tây Phương như sau. 10 năm trước đây, cư sĩ Lại Luyện Lương từng nói với tôi một kỳ tích giảng sanh. Ông ta nói gần nhà của ông có một vị sư tỷ tên Ấu, đã 68 tuổi. Bà bình thường không biết chữ, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Bà chỉ có một cô con gái nên gả con bác rể. Phật thất hai mùa xuân thu của chùa Linh Sơn bà đều tham gia. Thấy các bạn đồng tu nam nữ đều mặc áo tràng trang nghiêm tề chỉnh, một hôm liền nói với con rể rằng: "Chiếc nhẫn vàng này của má, con đem đi bán giùm cho má." Con rể hỏi: "Má già rồi đâu có dùng tiền làm gì, phải bán chiếc nhẫn làm cái gì?" Bà liền đáp rằng: "Má rất mong có một cái áo tràng. Kỳ đã Phật thất sắp đến rồi, má cần mặc để tham gia Phật thất." Con rể hỏi bà: "Áo tràng cần bao nhiêu tiền, con mai cho má, hoặc mua là được rồi, không cần bán chiếc nhẫn vàng đâu." Sư tỷ Ấu nói cần 200 đồng. Sáng sớm ngày thứ nhất của kỳ Phật thất, sư tỷ Ấu liền tắm rửa, mặc chiếc áo tràng mới may, chuẩn bị trước thắp hương, đốt đèn lại Phật ở nhà, rồi đi chùa Linh Sơn đã Phật thất. Lúc đó gần nhà có một vị liên hữu là A Tam Muội dậy sớm, liền đến hẹn với sư tỷ cùng đi đã thất. Sư tỷ Ấu nói: "A Tam Muội à, cô đi trước đi, tôi phải lại Phật ở nhà trước." Sau khi A Tam Muội đi, sư tỷ Ấu mặc áo tràng vô cùng vui vẻ, quỳ xuống lại Phật ba lại, xong ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng thánh tượng, thì thấy tượng Tam Nguyên chuyển động vòng tròn, đồng thời khói hương trong lò hương cũng chuyển động. Trong lòng không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, mà càng nhìn thì càng chuyển. Sư tỷ Ấu nghĩ không ra tại sao, mặc nguyên áo tràng đến mấy nhà liên hữu ở gần, mời họ đến xem tại sao Tây Phương Tam Thánh và Lư Hương đều quay vòng. 4-5 vị liên hữu theo bà đến nhà, mọi người đều nói không thấy gì. Lúc các vị liên hữu cùng nhau đồng lời nói, nhưng không thấy sư tỷ Ấu trả lời. Quay lại nhìn thì thấy sư tỷ Ấu đứng yên không nhúc nhích, hai tay chắp lại mỉm cười quy tay rồi. Các vị liên hữu tức thời đúng như pháp, trợ niệm cho sư tỷ và bảo người nhà không được khóc mà cùng trợ niệm. Lại kêu con rể của sư tỷ đến chùa Linh Sơn mời A Tam Muội đồng về trợ niệm. Lúc con rể sư tỷ đến chùa gặp được A Tam Muội, nói với cô: "Má tôi đã giảng sanh Tây Phương, mời cô về trợ niệm." Thì A Tam Muội làm sao chịu tin, do gì cô ta sáng nay còn gặp sư tỷ Ấu, lại còn hẹn với sư tỷ đồng đến chùa Linh Sơn tham gia Phật thất mà. Chuyện kỳ tích giảng sanh Tây Phương này tôi cũng có hỏi qua sư tỷ A Tam Muội, chứng minh đích xác, không có nửa câu giả dối. Truyện thứ 60. Hiện bốn tướng lành nhất định vãng sanh Tây Phương. Người không tin Phật không sanh vào nhà ta, ông Lữ dạy con đời đời được vinh hoa. Hai câu trước là nói về ông Lữ Mông Chánh đời Tống. Ông là một vị Phật tử thuần thành, mỗi ngày vào sáng sớm khi lại Phật lại Tổ đều lấy hai câu này làm câu cầu nguyện sau cùng của thời khóa hằng ngày. Hai câu sau là người đời sau khen ngợi ông Lữ dạy con có phương pháp tứ đại đồng đường, tức bốn thế hệ gồm ông bà cố, ông bà nội, bố mẹ, con cái ở chung trong một gia đình, hưởng lộc đều là đệ tử Tam Bảo, vinh hoa phú quý làm quan đến chức tể tướng. Lời tục ngữ nói rất hay: gia đình muốn hưng thạnh, hãy nhìn xem con cháu. Mỗi gia đình đều có con cái, đều mong ước chúng trở thành hữu dụng. Nhưng hiện đang đời mặt pháp, có thể có được mấy người giống như ông Lữ dạy dỗ cháu con học Phật để được nhờ lợi ích của Phật pháp
Thật có thể nói là ít thấy như lông chim phụng sừng kỳ lân. Mặc dầu là ít có khó được, nhưng Bút Giả, tức Bà Kháng Trị, rốt cuộc đã thấy được một vị. Ông ta chính là cư sĩ Lâm Thanh Giang mới vãng sanh gần đây. Tuy không có tài hoa như ông Lữ, nhưng sự dạy dỗ con cháu học Phật giúp đỡ cho ông vãng sanh lúc mạng chung, hiện được tướng lành không thể nghĩ bàn, thật đáng quý, khó thể có được. Sự thật như sau: lão cư sĩ Lâm Thanh Giang, quê của ông ở một làng bên bờ biển ở Ngô Thê, hiện ở số 15 đường Đại Trí, thành phố Đài Trung. Ông tự kể lại, khi mới vừa sinh ra đời đã chịu một tai nạn lớn. Do vì nhà ông ở bên bờ biển, ông mới sanh 20 ngày bị trời mưa lâu, nước biển dâng lên, có mấy làng đã bị nước biển dâng lên cuốn đi, biến thành biển cả mênh mông, không nhìn thấy bờ mé. Cả nhà ông ta vội vã dùng chiếc bè tre đánh cá, chất hết người cả nhà và lương thực lên trên chiếc bè tre đó, mặc cho nước cuốn trôi. Trong đó có một người sản phụ bồng một đứa trẻ chưa đầy tháng, đó là Lâm Thanh Giang. Ở trên chiếc bè tre đó trôi nổi 20 ngày, thật là 9 phần chết, 1 phần sống. Vượt qua lần tai nạn này, có người nói, nạn lớn mà không chết, ắt có phúc về sau. Cái hạnh phúc đó của Lâm lão cư sĩ là cái gì? Có lẽ chính về việc về già được sự lợi ích do học Phật nghe Pháp. Lâm lão cư sĩ tư chất thông minh tự nhiên, tuổi thiếu niên đi học rất có trí nhớ, phần lớn những sách đọc qua rồi thì không quên. Cho nên những thứ ông đã học như địa lý, y học, số mạng, bốc thuật tức coi bói, tướng thuật và thơ văn, thảy thảy đều giỏi, có thể cùng với người nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được. Mặc dù nghề nghiệp của ông là buôn bán, nhưng nếu có thời gian rảnh, ông liền khám bệnh bốc thuốc cho người, bất kể là trị những chứng bệnh khó khăn gì. Phần nhiều là thuốc đến là hết bệnh, cho nên những bệnh nhân được trị khỏi khắp nơi rất nhiều. Hết thảy đều là kết duyên, không bao giờ nhận tiền của ai. Cho nên ở trong làng, những bà con bạn bè đều khen ông là đệ nhất thiện nhân. Do bởi nhân duyên làm lành mà vốn dĩ y theo nghề tháng năm sanh của ông tự coi số, thì thọ mạng tối đa của ông là 54 tuổi, so với lúc ông vãng sanh hồi năm ngoái là 79 tuổi, tính ra là thọ thêm được 2 kỷ. Nếu như không thọ thêm 24 năm thì cũng đã sớm giống như những người thường đi vào luân hồi lục đạo rồi. Cơ duyên học Phật của Lâm lão cư sĩ là vào lúc nhà ông ở đường Dân Tộc, thành phố Đài Trung, làm hàng xóm với cư sĩ Giang Ấn Thủy. Giang cư sĩ mới rủ ông đi nghe kinh niệm Phật với lão ân sư Lý, tức ngài Lý Bỉnh Nam, rồi thọ đại giới Bồ Tát. Từ đó hai thời khóa sáng tối không gián đoạn, đều là cùng ông bạn già đồng ra vào cùng nhau tu trì. Ông chẳng những tự tinh tấn tu hành, đối với việc dạy dỗ con cái, ông cũng rất chăm chỉ, tạo thành một gia đình Phật tử thuần thành, nhất là đối với đứa cháu nội Diệu Đường càng chú trọng. Đặc biệt mỗi sáng Chủ nhật, vào tuần lễ Đức Dục Nhi Đồng của Liên Xã, ông đều bảo cháu nội Diệu Đường đến tham gia niệm Phật nghe chuyện. Về sau, lại khích lệ cháu nội gia nhập lớp Bổ Túc Quốc Văn. Sau khi học xong lớp Bổ Túc Quốc Văn, lại tham gia đại hội diễn giảng của thanh niên Tân Xuân ở Liên Xã. Diệu Đường trước sau đã có 4 lần kinh nghiệm, đây đều là do sự hung đúc của ông nội. Diệu Đường chẳng những ăn nói lanh lợi, mà còn do cội gốc gia đình có ăn học, được truyền thừa y bát của ông nội. Những sở đắc của ông nội, chí nguyện sau này cũng muốn hành nghề chữa bệnh, làm nghĩa giúp đời, cứu giúp những người bệnh. Lão cư sĩ Lâm Thanh Giang năm rồi 79 tuổi, sức khỏe bỗng suy yếu, tứ đại không điều hòa, nằm bệnh triền miên 6 tháng. Nhưng lúc ông đau đớn vì bệnh, chỉ cần người trong nhà ở trước mặt ông, vì ông mà niệm Phật, thì ông không có kêu đau gì cả. Về sau, các người trong nhà bèn chia ban ra niệm Phật suốt ngày đêm không ngớt, và thỉnh ân sư Bính Công về khai thị cho ông, dạy cho ông buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật.
Đến ngày 22 tháng 12 âm lịch lúc nửa khuya, Diệu Đường nhắm mắt niệm Phật bên ông nội, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người muốn xông vào cửa lớn. Nhưng hai bên cửa lớn, phía bên trái có Bồ Tát Già Lam Thánh Chúng đứng, tay cầm đại quang đao, phía bên phải có hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đứng, tay cầm hàng ma chữ. Hai vị Bồ Tát này dùng đại quang đao và hàng ma chữ chặn đứng đám người đó lại rồi đuổi đi. Nhưng không bao lâu lại có một đám người khác đến nữa, liên tiếp ba lần đều như thế. Diệu Đường nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng, liền biết là oan nghiệp đời trước đến đòi nợ, vị thần hộ pháp của Phật giáo chặn đứng đuổi đi. Sáng sớm lão cư sĩ nói với con dâu, tức mẹ của Diệu Đường rằng, tối nay bà sẽ vãng sanh Tây Phương. Diệu Đường liền chạy đến liên xã, thỉnh các vị trợ niệm, có ban trưởng ban phủ đức là Hoàng Thái Vân và một số người đến trợ niệm cho ông. Từ sáng sớm ngày đó bắt đầu niệm, niệm đến hơn 10 giờ tối. Sau khi các vị trong ban hộ niệm đi về, thì cả nhà do Diệu Tường hướng dẫn niệm Phật. Không bao lâu, bỗng nhìn thấy một đạo hào quang từ cửa xẹt vào, đối thẳng với tượng Phật A-di-đà, liên tiếp ba lần phóng ánh sáng như thế. Lúc đó, lão cư sĩ Thanh Giang trên mặt lộ vẻ khoan thai vui vẻ, miệng mỉm cười vãng sanh Tây Phương. Lúc đó đúng 11 giờ đêm. Vì phải sắp đặt bàn linh, đang lúc Diệu Đường muốn đi ra ngoài cửa để đi mua đèn cầy, thì thấy hào quang rực rỡ trên hư không từ hướng Tây chiếu thẳng vào nhà. Vì nhà của ông tòa vị hướng Đông, quay về hướng Tây, lúc Diệu Đường về nhà thì người anh đang niệm Phật bên ông nội nói với Diệu Tường rằng, lúc em đi ra ngoài mua đèn cầy, anh đang niệm Phật ở đây, thì bỗng có một làn hương thơm bay lại. Không phải mùi của đàn hương, cũng không phải là mùi thơm của hoa, mà là mùi thơm rất lạ, ở thế gian này ít có. Hướng về những quỷ thần hung ác nói, thằng nhỏ này phải sống trên dương thế, các người không được bắt nó đi. Nói xong, dùng phất trần lên phẩy một cái, những quỷ thần đó liền biến mất. Người nữ trang nghiêm đó liền hướng về mẹ con của Kim Tinh nói, ngươi phải nên niệm Phật A-di-đà, thì con của ngươi sẽ dễ nuôi. Từ đó về sau, sức khỏe thằng bé Kim Tinh được chuyển đổi từ ốm yếu thành mạnh mẽ, vui vẻ, dễ nuôi. Sư tỷ A Thuyên kể đến đây là nói với tôi. Sư tỷ kháng kệ à, sư tỷ xem, nếu không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nàng, hiện thân đến giải cứu, thì làm sao có được Kim Tinh ngày nay? Chắc đã chết non năm 3 tuổi rồi. Tôi liền hỏi bà ta, Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cô ta phải niệm Phật A-di-đà, cô ta có niệm hay không? A Thuyên đáp, em gái tôi vốn không hiểu được A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì. Do vì nó hỏi tôi việc này, tôi liền nói cho nó nghe những điều hay tốt và ý nghĩa của việc niệm A-di-đà Phật. Từ đó mới bắt đầu niệm Phật. Ngày tháng thôi đưa, thời gian như tên, mới nháy mắt mà Kim Tinh đã 17 tuổi rồi, và là một thanh niên hiền lành, siêng năng làm việc. Từ sự giới thiệu của Diệu Đường, anh gia nhập lớp bộ túc quốc văn của liên xã ở Đại Trung, thành tích học tập thuộc hạng giỏi. Và anh cũng tham gia 4 lần đại hội giảng diễn của thanh niên Phật giáo Tân Xuân và tham gia hoằng pháp ở thành phố, đều do từ một tấm lòng thành mà ra. Tại ăn nói lanh lợi, chẳng những tự thân được pháp hỷ xuân. Được sự đồng ý của ba mẹ, thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh lớn về lập bàn thờ phụng. Mỗi sáng nhất định phải thành khẩn lễ bái niệm Phật xong mới đi làm. Đây là sự việc của mùa hè năm ngoái. Gần nhà của Nghĩa Hoàng có một nhà nọ dọn về quê ở làng Sa Lộc ở. Bà chủ của nhà này đã được sự huân tập của Nghĩa Hoàng, hiểu được niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu tai giải nguy, cho nên trong tàng thức đã gieo trồng hạt giống kim cang. Nhưng trong nhà của bà, từ chồng bà trở xuống, mọi người đều không chịu niệm Phật. Chồng của bà làm thợ rèn trong một công xưởng ở Đài Trung. Có một hôm, vì trong công xưởng có nhiều việc,